chương 1151 hống. Thần chỉ ác niệm phát ra âm thanh gào thét như dã thu phẫn nộ, khí tức càng khủng bố hơn xuất hiện, khiến chư thiên băng diệt, quần tinh viên lạc. Hỗn độn xỉn xích quấn quanh thân thần chỉ ác niệm, choi nó lại thật chặt, sau đó kéo về phía quân tiêu dao. Sắc mặt quân tiêu dao cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Có thể nói đây là một trận đánh cược nguy hiểm nhất, lớn nhất kể từ khi hắn tu hành cho đến nay. Tới đi, quân tiêu giao ta, không sợ gì hết. Ánh mắt quân tiêu giao nghiêm nghị, trong từ điển của hắn không có từ sợ hãi. Coi nhẹ sinh tử, không phục liền hành động. Ầm um, ầm. Um. Trong ánh mắt rung động của vô số người, thần chỉ ác nghiệm vô cùng kinh khủng này, trực tiếp chui vào bên trong cơ thể quân tiêu dao. Trong nháy mắt, sức mạnh vô biên kinh khủng đó, liền khiến toàn thân quân tiêu dao rơi ra vô số vệt máu. Máu me đầm đìa rơi xuống. Phải biết rằng, nhục thân quân tiêu dao có chứng đế chi tư. Kết quả bây giờ, bởi vì sự sung kích này, toàn thân bắt đầu dạn nứt, nhuốm máu, có thể thấy được phong ấn thần chỉ ác niệm là một chuyện nguy hiểm cỡ nào, quả thực là nhảy múa trên mũi đao. Đương nhiên, ngoài thần chỉ ác niệm bị kéo vào bên trong cơ thể quân tiêu giao, còn có thế giới thụ. Thế giới thụ và thần chỉ ác niệm cùng nhau tiến vào vũ trụ bên trong quân tiêu giao. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong tinh không đều như chìm vào trong mộng. Còn có đám người di lão ba tứ ra ở bên ngoài thế giới thần khư, cũng vô cùng sững sở. Hoàn toàn không ngờ rằng thế cục sẽ phát triển như thế này. Đó là, hư ảnh đó là thanh đế đại nhân phía tiên vực ánh mắt của vô số người rơi vào hư ảnh siêu nhiên sau lưng quân tiêu dao thân ảnh vô thượng phong hoa tuyệt đại kia không phải thanh đế thì là ai vị nào nhưng sau đó một khắc hư ảnh thanh đế liền biến mất không thấy đâu nữa bởi vì thanh đế cần toàn lực chấn áp thần chỉ ác nghiệm này nếu như thanh đế thực thụ hiện thế thì có thể tùy tiện chấn áp thần chỉ ác nghiệm này nhưng vấn đề là hiện tại thanh đế chỉ là một cái bóng mờ một tàn hồn giấu trong tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên mà thôi. Có thể phong ấn thần chỉ ác niệm, cũng phải tận lực rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần tử đại nhân dùng thân thể của mình để phong ấn thần chi niệm sao? Điều này sao có thể làm được? Chẳng lẽ trong cơ thể thần tử có một vũ trụ hoặc là tiểu thế giới, nhưng hắn mới chỉ là cảnh giới thánh chủ thôi mà. Bốn phương tám hướng, ai nầy đều kinh ngạc. Biển hiện của quân tiêu giao, quả thực khiến cho mọi người không thể tưởng tượng, không thể tin được đương nhiên tu sĩ tiên vực càng vô cùng rung động hơn thần tử có tinh thần hy sinh bản thân cao đến thế nào chứ thần tử quả thật giống với quân vô hối đại nhân luôn hết lòng vì tiên vực ta nhưng hán tử như mông chiến mắt hổ đều hơi có chút đỏ lên có thể thấy được hành động hy sinh bản thân của quân tiêu dao khiến cho phía bên tiên vực vô cùng rung động giờ phút này bên trong vũ trụ bên trong quân tiêu dao hư ảnh thanh đế đang toàn lực chấn áp thần trì ác nghiệm muốn phong ấn nó vào chỗ sâu nhất vũ trụ bên trong quân tiêu giao. Đương nhiên, điều này gây tổn thương cực lớn đối với quân tiêu giao. Bởi vì vũ trụ bên trong quân tiêu giao, mặc dù là quy tắc đại đạo thuộc về một mình hắn, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Phạm vi đường kính cũng chỉ có 2 năm ánh sáng. Thần chỉ ác nghiệm tiến vào vũ trụ bên trong quân tiêu giao, thì giống như là thả cá mập vào bể cá vậy. Không cẩn thận, vũ trụ bên trong có thể sẽ bị thần chỉ ác nghiệm phản xung chi lực chấn vỡ vậy thì quân tiêu giao không chỉ bị phế đi tu vi mà chắc chắn còn nguy hiểm đến tính mạng. đây cũng là lý do mà trước đó thanh đế khuyên bảo. giờ phút này người bên ngoài nhìn thấy quân tiêu giao toàn thân chảy máu, trên thân còn có các loại hỗn độn khí xông loạn, khí tức cực loạn, giống như là có hai vị thần chỉ đang đại chiến trong cơ thể hắn vậy. mà trong mắt quân tiêu giao, khi thì sáng rực, khi thì phóng thích ma niệm vô biên, nhất niệm vi thần, nhất niệm vi ma. nếu như hư ảnh thanh đế không cách nào chấn áp được thần chỉ ác niệm thậm chí quân tiêu giao có thể sẽ bị ma niệm chiêm nhiễm, trở thành một vị ma chủ. Khục, trạng thái của quân tiêu giao cực kém, trong miệng chảy máu, thân thể dạn nứt, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Toàn bộ tâm trí của hắn đều dùng để chấn áp, ổn định vũ trụ bên trong. Thời khắc này quân tiêu giao đang ở vào trạng thái kém nhất. Cơ hội đến rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh, nhanh như chớp phóng tới gần nhục thân gần như sụp đổ của quân tiêu giao. Chính là cổ đế tử. Cổ đế tử, ngươi dám, giờ khắc này, cho dù là mông chiến cũng phải nổi giận, muốn rách cả mí mắt, gầm thét với cổ đế tử. quân tiêu giao hy sinh bản thân, lấy huyết nhục của bản thân để chấn áp phong ấn thần chỉ ác niệm. vậy mà cổ đế tử lại lựa chọn lúc này xuất thủ, quả thực khiến cho mọi người tức giận. cổ đế tử, người muốn chết? sao? trong mắt đám người quân lăng thương, quân mặc tiếu cũng bắn ra vẻ lạnh lẽo đáng tiếc hành động của hắn ta quá đột ngột, cổ đế tử đột nhiên phóng đến, không ai dự đoán được, càng không kịp cứu viện ngay cả long giao nhi ánh mắt cũng lộ vẻ khinh bỉ về phần linh diên trái tim nàng càng thổn thức trái tim huyền nguyệt co lại không tự chủ được cất bước muốn xuất thủ ngăn cản nàng dường như cảm nhận được ca ca của mình sắp viên lạc thắng làm vua thua làm giặc kẻ thắng làm vua chỉ cần bản đế tử có thể giết ngươi đạt được thiên đạo vương miện đâu thèm quan tâm đến hồng thủy ngập trời cố đế tử lộ ra nụ cười hoang dại và bất cần thậm chí có chút điên cuồng hắn ta đưa tay đánh về phía lồng ngực quân tiêu dao nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cố đế tử hưng phấn đến mức mỗi một sợi dây thần kinh đều đang run rẩy hắn ta dường như đã nhìn thấy dưới đòn công kích của hắn ta quân tiêu dao bị chia năm xẻ bảy nguyên thần toái diệt thiên đạo vương miện sẽ rơi vào tay hắn ta truyền kỳ cũ sẽ kết thúc truyền kỳ mới sẽ quật khởi kết thúc rồi cố đế tử đánh một trưởng về phía quân tiêu dao giờ phút này quân tiêu dao đang dùng nhục thân vũ trụ bên trong để phong chấn thần chỉ ác niệm không thể nghi ngờ đây là thời điểm mà hắn yếu ớt nhất căn bản không có sức phản kháng càng không có tinh lực dư thừa để ngăn cản đòn công kích của cố đế tử thời gian giống như là bị thua chậm vô số lần bên trong tinh không biểu lộ của mỗi người đều khác nhau phẫn nộ kinh ngạc oán giận không cam lòng cũng có mừng rỡ nhẹ nhõm khoái ý có thể nói phe phái khác nhau lập trường khác nhau tâm tình và biểu lộ ở thời khắc này đều hoàn toàn khác biệt quân tiêu giao nhìn khuôn mắt vạn vẹo khoái chỉ của cố đế tử giờ phút này xuất thủ trong mắt mang theo sự mỉa mai như có như không hắn đã từng nói từ đầu đến cuối đám người cố đế tử chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn lợi dụng mà thôi thời gian dường như ngừng lại tại giờ khắc này sau lưng cố đế tử hư không bỗng nhiên vỡ ra một thân ảnh nhanh như tàn ảnh chỉ là khí tức cũng có thể đánh bay cố đế tử sau đó thay thế cố đế tử một trưởng đánh vào cơ thể quân tiêu dao ầm um, thân hình quân tiêu dao nhanh chóng lùi lại ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh kia tĩnh mịch sững người kinh ngạc biểu tình của tất cả mọi người lúc này đều đóng băng mọi người hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này cố đế tử không nhìn được phun ra một ngụ máu tươi trên mặt mang theo sự kinh ngạc và phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đột nhiệt xuất hiện kia ánh mắt mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía đó đây là một vị nam tử trẻ tuổi toàn thân bao phủ thần hoa tràn ngập khí tức thời gian nhàn nhạt, nhạt giống như là nhân vật đi từ quá khứ đến hiện tại hắn ta mặc áo vải vô cùng đơn giản tướng mạo cũng vô cùng bình thường bình thản nhãn nhã không có điểm nào xuất sắc chứ càng chưa nói đến là soái khí hắn ta thuộc loại người mà có nhét hắn lẫn vào trong đám người cũng khó mà tìm ra được không lưu lại một điểm sáng ấn tượng nào cho người khác cả hoàn toàn không giống với quân tiêu dao chỉ nhìn một chút cũng khiến người khác một đời khó quên nhưng chính vị nam tử trẻ tuổi vô cùng bình thường này trên thân lại tản mát ra khí tức chuẩn trí tôn và rất nhiều người cảm nhận được cỗ khí tức này đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra đây có vẻ như chỉ là một pháp thân điều này thực sự khiến cho người khác sợ hãi một từ lập tức xuất hiện trong đầu bọn họ nhân vật cấp chủng tử vị nam tử này là một nhân vật cấp chủng tử quân ân hoàng nhìn người nọ hiện thân lập tức tiến lên vô cùng tôn kính chắp tay quỳ gối bái kiến thiên tử quân khuynh nhan cũng chắp tay với nam tử trẻ tuổi kia bái kiến thiên tử thấy cảnh này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc vị nam tử trẻ tuổi này là người của quân gia không nghiêm chỉnh mà nói đây là nhân vật cấp trùng tử mà quân gia ẩn mạch che giấu thiên tử chẳng lẽ là vị đó một vài đại kỵ sĩ thế hệ trước có chút hiểu biết về thiên vực dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ nghĩ tới một người. Thiên tử, quân biệt ly. Đây tuyệt đối là một tồn tại bí ẩn và khủng bố. Nhìn thì bình thường không có gì xuất chúng, nhưng lại là rồng giữa đám người. Thiên tử. Giờ phút này nhục thân quân tiêu giao dạn nứt nghiêm trọng, nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch. Thần tử, quân tiêu giao. Biểu lộ của quân biệt ly nhàn nhạt, nhạt, không có bất kỳ cảm xúc gì. Trước đó nhân vật thần bí cấp độ chủng tử, quả thật chính là hắn ta một vị là thần tử quân gia chủ mạch, một vị là thiên tử quân gia ẩn mạch. Hai vị này dường như đều đại diện cho trình độ cao nhất của thế hệ tuổi trẻ quân gia. Họ vốn dĩ nên đứng cùng một trận doanh, nhưng giờ phút này lại đối địch với nhau. Chẳng lẽ, ngươi mới là một trong thất hoàng? Thần sắc Cố Đế tử sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía Quân Ân hoàng, mà biểu lộ của Quân Ân hoàng vô cùng kính cẩn. Cố Đế tử đã hiểu rồi. Quân ân hoàng, căn bản không phải là một trong thất hoàng. Quân biệt ly, mới thật sự là thất hoàng. Hắn ta bị lừa rồi. Đáng chết. Thần sắc cố đế tử vô cùng vô cùng dữ tợn, vô cùng khó coi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không ngờ quân biệt ly lại tính toán cẩn thận như vậy, vậy mà lại tính kế với cả hắn ta. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn ta vất vả tính kế bày mưu. Cuối cùng ngược lại lại thành toàn cho quân biệt ly, để hắn ta hiện thân thu hoạch chiến quả. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Rất nhiều người càng cảm thán, ý chí tiên vực, thật sự là quá độc ác. Để cho hai vị yêu nghiệt quân gia, cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi nội đấu với nhau. Thủ đoạn này, tuyệt. Khó trách không có ai, có thể đấu được thượng thiên. Xem ra, ngươi mới thật sự là một trong thất hoàng. Biểu lộ của quân tiêu giao vô cùng bình tĩnh. Quân biệt ly cười cười. Thân là nhân vật cấp trùng tử của quân gia ẩn mạch hắn ta ngủ say rất nhiều kỷ nguyên, từ khôi phục từ bên trong cổ sử, thực lực và tâm tính, thiên kiêu đương thời đều không thể so sánh được. Nhưng dù vậy, trong mắt hắn ta, quân tiêu giao cũng là một tên yêu nghiệt kinh diễm vạn cổ. Tại kỷ nguyên mà hắn xuất thế, căn bản cũng không có nhân vật yêu nghiệt như thế này. Nhưng, dù vậy, hôm nay cũng không tránh được truyền kỳ viên lạc. Quân tiêu giao, ngươi là đối tượng thượng thiên nhất định trừng phạt, ngươi có còn di ngôn gì không? Quân biệt ly thản nhiên nói trực tiếp hỏi quân tiêu giao có còn di ngôn nào không. Điều này có nghĩa là hắn ta rất tự tin vào bản thân mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ồ, ngươi tự tin có thể chu sát ta như vậy sao? Quân tiêu giao có chút nhíu mày. Quân biệt ly lại lần nữa cười cười. Tướng mạo của hắn ta mặc dù bình thường không có gì nổi bật, nhưng khi cười cũng khiến cho người khác có cảm giác ôn tồn lễ độ. Ngươi có biết cử chỉ thánh long đế không? Quân biệt ly đột nhiên hỏi ánh mắt quân tiêu dao lóe lên nhàn nhạt gật đầu đương nhiên biết thánh long đế từng quang huy vạn cổ bao phủ sự tồn tại cả một kỷ nguyên tại táng đế tinh có truyền thừa cửu chỉ thánh long đế vậy ngươi có biết vì ai mà ngón tay cửu chỉ thánh long đế bị đứt không quân biệt ly nói chẳng lẽ sắc mặt quân tiêu dao hơi kinh ngạc ngón tay đó do chính ta chặt đứt giọng nói của quân biệt ly nhàn nhạt nhưng lại vang vọng tinh không minh mông phía bên dị vực thì ngược lại bởi vì họ không có hiểu biết về cửu chỉ thánh long đế. Mà phía bên tiên vực, biểu lộ của tất cả mọi người đều đóng băng. Tin đồn về cửu chỉ thánh long đế, rất nhiều người đều biết. Từ khi xuất thế đã quét sạch một thế hệ, bất khả chiến bại và làm dạng danh kỷ nguyên đó. Nhưng khi ông ta còn trẻ từng đại chiến với một vị thiên kiêu thần bí, hai người họ đã thỏa thuận với nhau, nếu ai thua sẽ bị tước đi một ngón tay. Kết quả cửu chỉ thánh long đế thật sự thua, hơn nữa thua trong vòng 100 chiêu. Cuối cùng, vị thiên kiêu thần bí kia, không để lại tính danh, chỉ để lại một câu. Thiên hạ kẻ nào không biết quân. Hiện tại, chân tướng đã rõ ràng. Vị thiên kiêu thần bí đánh bại cửu chỉ thánh long đế thời trẻ, chính là thiên tử trước mắt, quân biệt ly. Bát phương rung động, tu sĩ tiên vực, đều hít sâu một hơi. Có thể đánh đại đế thời trẻ, mà lại còn trong vòng trăm chiêu. Quân biệt ly, quả thật yêu nghiệt. Chẳng trách hắn ta có đủ tự tin để nói ra những lời này. An tâm lên đường đi, quân gia có ta là đủ rồi quân biệt ly xuất thủ, tiện tay xuất ra một kích, không mang theo chút khói lửa nào. Một trường bình thường, cộng thêm dung mạo bình thường của hắn ta, khiến cho người ta có cảm giác nhạt nhẽo. Nhưng nếu là người có đạo hạnh thực sự trông thấy, thì sẽ sợ hãi cả kinh. Đây là hiện thân của việc quay trở lại với những điều cơ bản mộc mạc nhất. Quân biệt ly rửa sạch duyên hoa, mỗi một chiêu thức đều rất bình thường nhưng lại ẩn chứa tinh túy của đạo. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Ánh mắt quân tiêu dao âm thầm lấp lóe, nhục thân của hắn lúc này vào vũ trụ bên trong, đang dùng toàn lực phong ấn thần chỉ ác niệm, đã mất sức phản kháng. Hy vọng rằng lời nói của ngươi có giá trị. Đáy lòng quân tiêu giao thì thảo. Thời gian, dường như ngừng lại tại giờ khắc này. Một nhân vật nằm ngoài dự liệu, xuất thủ với quân tiêu giao. Quân biệt ly dùng một trường tẩy tẫn duyên hoa, phản phát quy chân, đánh về phía quân tiêu giao. Giờ khắc này, các kỷ hoàng khác không dám động thủ. Bởi vì bọn họ biết rằng, bọn họ không thể đấu với quân biệt ly được trừ phi sau này có thể đạt đến tiên cấp tạo hóa, bọn họ mới có thể đuổi kịp loại nhân vật cấp trùng tự yêu nghiệt này. Thời gian chậm lại, lại chậm lại, đôi mắt của Linh Diên lặng lẽ mở to, khóe mắt của nàng, đột nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt đó, không, biết là thuộc về Linh Diên, hay là thiên nữ Diên, hoặc là cả hai đều có. Mà đúng lúc này, bên cạnh Linh Diên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lách qua. Bên này, một trưởng của quân Biệt Ly sẽ đánh về phía quân tiêu giao. Một bóng hình xinh đẹp nhưng tái nhợt, đột nhiên lách mình, ngăn trước người Quân Tiêu Dao. Đó chính là Huyền Nguyệt. Nàng. Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh ngạc. Ta đã làm sai một lần rồi, không muốn lại làm sai lần thứ hai, cho dù biết rằng huynh chỉ có thể là một huyễn ảnh trong lòng ta. Dưới mặt nạ quỷ, giọng nói của Huyền có chút run rẩy. Nàng biết rõ Quân Tiêu Dao không phải là ca ca của nàng, biết rõ rằng Quân Tiêu Dao cũng chỉ có địch ý và sát ý đối với nàng, nhưng Huyền Nguyệt vẫn không thể buông tay được có lẽ đây cũng là chấp nghiệm trong nội tâm nàng. biểu lộ của quân biệt ly vẫn lạnh nhạt như cũ. huyền nguyệt tuy mạnh nhưng ở trước mặt thiên kiêu cấp trùng tử thì tạm thời vẫn có chút không đáng chú ý. ầm um, một sợi khí tức trực tiếp đánh bay huyền nguyệt miệng phun máu tươi. sau đó bàn tay quân biệt ly khắc ở trên ngực quân tiêu giao. ầm um, cùng với một tiếng nổ kinh thiên vang vọng nhục thân quân tiêu giao gần như giải thể. nơi lồng ngực của hắn chí tôn cốt sáng chói bộc phát quang mang vô tận như muốn chống cự. Nhưng sau đó một tiếng tiếng tạch tạch vang lên. Chí tôn cốt cũng bị dạn nứt, tinh mang vô tận tiết ra. Nhục thân bị nứt nẻ. Chí tôn cốt vỡ vụn. Thời khắc này quân tiêu giao, quả thực là gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. ầm ầm Vào phút cuối cùng, quân tiêu giao dùng toàn lực tế ra cực chiêu. Trung quanh, vô số hư không vực sâu nổi lên, tầng tầng lớp lớp thứ nguyên khe hở trải rộng mênh mông như mạng nhện. Mỗi một vực sâu khe hở, đều giống như đều hướng về một thứ nguyên hỗn loạn không xác định. Chính là loạn thiên bí thuật, sự trục xuất của Vĩnh Hằng. Đó là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế. Hiện tại tế ra bí thuật còn có tác dụng gì nữa? Tu sĩ khắp mọi nơi đều đang kinh ngạc thốt lên. Loạn thiên bí thuật là chiêu thức nổi tiếng của loạn cổ đại đế. Không ai không biết, không người không hay. Uy lực cũng cực kỳ khủng bố, một khi tế ra, thiên địa tiêu vong, có thể trục xuất địch nhân tiến vào vực sâu hư không hỗn loạn vô tận. Nhưng bây giờ, quân tiêu giao tế ra gia chiêu này thì có tác dụng gì? Nếu là quân tiêu giao ở thời Hoàng Kim, tế ra chiêu này, nói không chừng thật sự có thể tạo thành uy hiếp cho quân biệt ly. Nhưng vấn đề là, hiện tại quân tiêu giao dùng nhục thân của bản thân, phong chấn thần chỉ ác nghiệm cường đại. Trạng thái của hắn hiện tại có thể nói là kém đến cực điểm, căn bản không dư thừa tinh lực đối kháng. Dù không có quân biệt ly xuất thủ, quân tiêu giao cũng không nhất định có thể còn sống sót. Vì thế quân tiêu giao căn bản cũng không thể thay đổi được cục diện không đúng. Một số người nhìn ra điểm khác lạ. Bởi vì người tới gần vực sâu hư không kia, không phải quân biệt ly, mà là quân tiêu giao. Đối tượng mà quân tiêu giao muốn trục xuất, không phải quân biệt ly, mà là mình. Kết thúc rồi. Quân biệt ly thôi động thần năng minh mông, đánh ra một trưởng không mang theo khói lửa, lại lần nữa oanh ra. Đối mặt với một trưởng dường như nhất định sẽ chết này. Ngược lại quân tiêu giao lại cười. Hắn áo trắng nhuốm máu, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, ta vẫn luôn mong chờ, có người có thể đánh bại ta. Bởi vì đứng trên đỉnh phong, có chút lạnh, một câu rơi xuống, càn khôn nổ diệt. trư thiên dung chuyển, nhục thân quân tiêu giao, trực tiếp ẩm vang một tiếng, giải thể. Nguyên thần, cũng bị đánh diệt tại thời khắc này. Một đoàn huyết vụ, cùng với xương cốt không trọn vẹn, còn có nguyên thần bị chôn vùi, cùng nhau rơi vào trong vực sâu hư không vô tận. Phương pháp cấm kỵ này, có thể trục xuất con người tiến vào bên trong không gian trùng điệp hỗn loạn chỉ riêng loạn lưu hư không tung hoành kia cũng có thể xé nát hết thảy chứ nói chi là bản thân quân tiêu giao, đã bị quân biệt ly một tay xóa bỏ cùng rơi vào vữ sâu với đám huyết vụ và tàn xương đó còn có huyền nguyệt bọn họ cùng rơi vào vô tận không xác định trong hư không những vực sâu khe hở kia bắt đầu dần dần lấp đầy nhưng mà toàn bộ thế giới thần khư lại tĩnh mịch tới cực điểm không có người nào phát ra âm thanh thậm chí là cường giả dị vực cũng ngây dại ngây ngẩn cả người giống như là hóa đá Thần chỉ ác nghiệm, cùng biến mất với quân tiêu giao, bị trục xuất tiến vào vực sâu hư không hỗn loạn. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này của bọn họ, hoàn toàn thất bại. Chẳng những không phá vỡ được thế giới thần khư, ngược lại còn tổn thất một nhóm lớn thiên kiêu tinh anh. Thậm chí thiên kiêu chuẩn đế tộc, đều viên lạc. Chỉ còn lại hai người là đồ sơn tiêu tiêu và bù yêu. Một chữ quá thảm. Thật sự. Chết rồi. Đồ sơn tiêu tiêu đưa tay lên nhìn cổ tay tuyết trắng của mình. Trên đó, sợi dây đỏ nhân duyên tương liên với quân tiêu giao, đã biến mất. Điều này có nghĩa là quân tiêu giao thật sự viên lạc rồi. Đồ Sơn tiêu tiêu rất đau lòng. Nàng vất vả mới tìm được mối nhân duyên tốt, kết quả hắn lại viên lạc rồi. Bộ yêu thì ngược lại, gã thở phào nhẹ nhõm. Quân tiêu giao, chính là một tên quái vật. Gã cho rằng nếu quân tiêu giao không chết, tương lai chắc chắn sẽ là mối uy hiếp lớn đối với dị vực. Đừng nói thập đại thiên vương, ngay cả thất tiểu đế đối mặt với quân tiêu dao đoán chừng cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng các sinh linh dị vực khác thì sắc mặt ai nấy đều khó coi. Bởi vì họ không hoàn thành được chuyện quan trọng nhất. Không công phá được thế giới thần khư. Hơn nữa còn tổn thất một nhóm lớn cường già trẻ tuổi. Chúng ta rút lui. Chuẩn trí tôn dị vực sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Bây giờ có tiếp tục ở lại thế giới thần khư cũng không còn ý nghĩa nào nữa. Đại quân dị vực, trùng trùng điệp điệp bắt đầu rút lui. Đáng tiếc cho một nam tử xuất sắc, Đồ Sơn Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy đáng tiếc, khe khẽ thở dài. Đối mặt việc dị vực rút quân, phía bên tiên vực vẫn không có động tĩnh gì cả. Bởi vì đại đa số tu sĩ vẫn đang chìm trong trạng thái hóa đá hoàn toàn ngốc trệ, giống như là đã mất đi hồn phách vậy. Người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, bao phủ toàn bộ ánh sáng thời đại. Thần tử quân gia quân tiêu giao, thật sự viên lạc rồi. Thần tử đại nhân. Mông chiến đang thét gào, mắt hổ rưng rưng. Bạch y thần vương quân vô hối, chiến đấu cùng tân đế dị vực xích kiêu vương, đến nay không rõ tung tích. Con trai của ông ấy, quân tiêu giao, hy sinh bản thân, phong ấn thần chỉ ác nghiệm. Cuối cùng cũng lâm vào kết cục phải bỏ mình. Nhất môn song trung liệt. Chuyện này sao mà bi thương? Thần tử đại nhân, vô số chiến sĩ biên quan đều đang gào khóc. Giờ khắc này, không chỉ bên trong thế giới thần khư, mà ở bên ngoài thế giới thần khư, ba tứ gia và các di lão biên qua cũng giống như những tảng đá bị phong hóa, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ thế giới thần khư được bảo vệ rồi. Nhưng cái giá phải trả, lại là quân tiêu giao phải bỏ mình. Một người trẻ tuổi có thể thay đổi được cổ sử, viên lạc rồi. Thần tử, sao có thể chứ? Thân thể giả nua của ba tứ gia đang run rẩy. Con trai của ân nhân, trung nghĩa can đảm, đi theo hình bóng phụ thân. Chọn cách hy sinh bản thân, bảo vệ biên quan, bảo vệ tiên vực. Trong thế giới thần khư, đối diện với khe hở đang dần lấp đầy hư không, các chiến sĩ đang chiến đấu ở biên quan quỳ một chân xuống, Quân tiêu giao xứng đáng với một quỳ này của họ. Làm sao có thể, tiêu giao? Mấy người quân lăng thương, quân mạc tiếu đều không dám tin, dường như có mười vạn đạo kinh lôi đang vang vọng trong não hải. Chủ mạch của quân gia bọn họ, trụ cột của thế hệ trẻ bọn họ. Sập! Mà người ra tay lại là thiên tử của quân gia ẩn mạch. Có thể nói, muốn báo thù cũng khá khó. Trừ phi là nhắc lên nội chiến của quân gia, nhưng quân gia sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả này. Sẽ chỉ vô cớ làm lợi cho thế lực tiên đình công tử ngọc thiền quyên như mất đi linh hồn khuôn mặt yêu kiều trắng bệch như tờ giấy ngọc thể run rẩy đôi mắt đẹp rưng rưng là quân tiêu dao đã giải cứu nàng từ trong vực sâu hun hút tăm tối hiện giờ quân tiêu dao lại hy sinh bản thân ngã vào vực sâu hư không còn linh diên thân thể thon dài mềm mại như ngọn roi đứng thẳng bất động tại chỗ rõ ràng ta nên vui vẻ mới phải nhưng vì sao lại linh diên chậm rãi nâng bàn tay ngọc chạm được một giọt nước từ trong khóe mắt thân phận của nàng là thiếu hoàng tiên đình, gần như là đối thủ một mắt một còn với quân tiêu giao. Với tiên đình, với nàng mà nói, quân tiêu giao vẫn lạc là một chuyện tốt. Nhưng Linh Diên lại hoàn toàn không vui chút nào. Thậm chí, trái tim nàng như bị đào đi một khối lớn, để lại một chỗ trống không cách nào bổ khuyết. Tiếng nghẹn ngào quanh quẩn. Chết rồi một vị truyền kỳ đã kết thúc. Vũ Hóa Vương thở dài. Y hơi nghiêng đầu nhìn thấy Vũ Vân Thường. Vành mắt Vũ Vân Thường đỏ bừng ánh mắt khi nhìn Ang Y mang theo sự lạnh lẽo và chán ghét xưa nay chưa từng có. Nàng đã không còn là muội muội sùng bái ca ca kia nữa. Chết thật tốt, nhưng vương miện thiên đạo. Quý đạo nhất chỉ nhìn chằm chằm vào quân biệt ly. Quân tiêu giao chết rồi, với quý đạo nhất, cổ đế tử đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, bọn họ không chiếm được vương miện thiên đạo. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người cũng đang đợi thượng thiên đáp lại. Nếu thiên đạo vương miện hạ xuống thật, vậy có nghĩa là, quân tiêu giao đã vẫn lạc thật trận đánh cược với trời này là ý chí của tiên vực thắng nhưng nếu thiên đạo vương nghiện không giáng xuống thì có nghĩa có lẽ quân tiêu dao vẫn còn một tia sinh cơ tí tách tí tách tí tách thời gian dường như cô động lại thành thực chất rất nhiều trái tim đang khẩn trương nhảy lên thủng thủng trong lồng ngực ầm ầm bỗng nhiên thiên đạo oanh minh như kinh lôi đập nát thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên hiện lên tường thụy các hư ảnh thụy thú chân long thần hoàng kỳ lân, tỳ hưu đang biến hóa trong hư không. Vô số đường vân đại đạo đan sen, ánh sáng tường thụy vàng kim cuộn trào. Một vương miện sáng chói, với lạc ấn đạo văn đầy trời từ trong hư không sâu xa ráng xuống. Vương miện này không có màu gì cụ thể, hoặc có thể nói là màu sắc hỗn độn. Các loại quy tắc, phủ văn, đại đạo sen lẫn hình thành một cái vương miện vô thượng. Người đội vương miện, tất thành đại đế. Vương miện thiên đạo hiện thế, thần tử thật sự đã vẫn lạc thấy vương miện thiên đạo mấy người mông chiến đều bi thương bọn họ thả rằng vương miện thiên đạo không xuất hiện các nữ nhân linh diên ngọc thiền quyên vũ văn thường thì run lên vương miện thiên đạo đã xuất hiện như vậy không còn bất kỳ lo lắng gì nữa quân tiêu dao đã chết thật rồi nhưng đáng tiếc hai mắt cổ đế tử khóa chặt vương miện thiên đạo quân tiêu dao vẫn lạc cổ đế tử rất vui rất sảng khoái nhưng vương miện thiên đạo lại bị quân biệt ly cướp đào nên nhớ vì vương miện thiên đạo này cổ đế tử thậm chí còn không tiếc vị trí thiếu hoàng tặng cho linh diên kết quả thì sao thông minh quá bị thông minh hại căn bản cổ đế tử không chiếm được tí lợi ích nào y muốn cứng rắn cướp lấy ư chỉ sợ rằng ở đây không ai có thể đối phó được với quân biệt ly dù là những đại kỵ sĩ chuẩn trí tôn kia chắc chắn cũng không phải là địch của quân biệt ly hắn ta chỉ là pháp thân cũng đã có tu vi chuẩn trí tôn chắc hẳn bản tôn sẽ càng khủng bố hơn quân biệt ly một thân áo vải dung mạo thường thường không có gì lạ, mái tóc đen chỉ buộc bằng một sợi dây vải đen. Toàn thân đều thoát ra vận vị mộc mạc đại đạo. Đối mặt với vương miện thiên đạo mà vô số người thèm nhỏ dãi, thái độ của hắn ta rất bình thản. Nhưng mà, thực bất ngờ, quân biệt ly không trực tiếp đeo vương quan này lên luôn, mà thu nó lại. Vị thiên tử quân gia kia đang nghĩ gì? Một số người nghi hoặc. Tuyệt đại đa số người ở đây đều ôm địch ý với quân biệt ly. Dù sao thì quân tiêu giao cũng là anh hùng hy sinh bản thân cứu với thiên vực mà hắn ta đã tự tay bóp chết vị anh hùng này nếu không vì quân biệt ly là thiên tự ẩn mạch của quân gia còn là nhân vật cấp độ hạt giống chỉ e bọn mông chiến đều sẽ không nhịn được mà ra tay nhưng lúc này nhìn lại có vẻ như quân biệt ly không quá để ý tới vương miện thiên đạo này hoặc là nói bản thân hắn ta hoàn toàn không để ý tới vương miện thiên đạo này quân biệt ly ngươi làm vậy là có ý gì cố đế tử trầm mặt hỏi y tính toán đủ đường hao tổn hết tâm cơ muốn có được vương miện thiên đạo nhưng trong mắt quân biệt ly có vẻ như thứ này chẳng đáng kể gì khiến cho trong lòng y càng thêm khó chịu quân biệt ly thản nhiên nhìn cổ đế tử một cái ánh mắt hờ hững chứng đạo thành đế có gì khó sẽ không có phế vật nào cần vương miện thiên đạo này để chứng đế chứ quân biệt ly khiến tất cả mọi người đều sửng sốt đặc biệt là bọn cổ đế tử quý nhất đạo sắc mặt ai nấy đều xanh mét lời này chẳng phải đã sỉ nhục bọn họ xuống tận bùn huống hồ Chứng đế không khó, cái gì mới gọi là khó. Nhưng mọi người nghĩ lại cũng hiểu, quân biệt ly đã đánh bại cửu chỉ thánh long đế khi còn trẻ chỉ trong vòng trăm chiêu. Hắn ta muốn chứng đế, quả thật không thể nói là khó. Chỉ là thiếu một cái đại thế thật sự thôi. Mà thế này, chính là đại thế thực sự, cho nên quân biệt ly mới lựa chọn xuất thế. Chúc mừng thiên tử. Quân ân hoàng chắp tay. Quân khuynh nhan cũng hơi chắp tay, chỉ có nét mặt hơi phức tạp. Xem ra ngươi cho rằng ta đã làm sai, quân biệt ly nhìn quân khuynh nhan khuynh nhan không dán quân khuynh nhan trả lời à quân biệt ly khẽ lắc đầu không nói gì quay người rời đi rất nhiều ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn chầm chằm theo quân biệt ly mang theo cả ghét bỏ cừu thị hận ý vào lúc quân tiêu giao phong ấn thần trích ác niệm danh vọng của hắn đã đạt tới mức tối đa mà quân biệt ly đương nhiên sẽ phải chịu bị mọi người lạnh nhạt nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới kết thúc vũ hóa vương thở dài thật sâu Y đi tới bên cạnh Vũ Vân Thường. Cách xa ta một chút, giọng nói của Vũ Vân Thường hơi khản đi, lại lạnh như băng, vành mắt vẫn đỏ bừng. Nàng không ngờ nổi ca ca mà mình vẫn luôn sùng bái lại là dạng người này. Vân Thường, có một số việc không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta không phải một trong thất hoàng, nếu như hắn không phải quân tiêu giao, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thật sự nụ cười của Vũ Hóa Vương, có vài phần tự diễu, lại thêm vài phần bất đắc dĩ đám người tản ra, ôm theo cảm xúc của riêng mình, chuẩn bị trở về biên quan. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người cũng đang đợi Thượng Thiên đáp lại. Nếu Thiên Đạo Vương miện hạ xuống thật, vậy có nghĩa là quân tiêu giao đã vẫn lạc thật. Trận đánh cược với trời này là ý chí của tiên vực thắng. Nhưng, nếu Thiên Đạo Vương miện không giáng xuống, thì có nghĩa có lẽ quân tiêu giao vẫn còn một tia sinh cơ. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian dường như cô động lại thành thực chất, rất nhiều trái tim đang khẩn trương nhảy lên thủng thục trong lồng ngực ầm ầm bỗng nhiên thiên đạo oanh minh như kinh lôi đập nát thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên hiện lên tường thụy các hư ảnh thụy thú chân long thần hoàng kỳ lân tỳ hưu đang biến hóa trong hư không vô số đường vân đại đạo đan sen ánh sáng tường thụy vàng kim cuộn trào một vương miện sáng chói với lạc ấn đạo văn đầy trời từ trong hư không sâu xa giáng xuống vương miện này không có màu gì cụ thể hoặc có thể nói là màu sắc hỗn độn. Các loại quy tắc, phù văn, đại đạo xen lẫn hình thành một cái vương miện vô thượng. Người đội vương miện, tất thành đại đế. Vương miện thiên đạo hiện thế, thần tử thật sự đã vẫn lạc. Thấy vương miện thiên đạo, mấy người mông chiến đều bi thương. Bọn họ thả rằng vương miện thiên đạo không xuất hiện. Các nữ nhân linh diên, ngọc thiền quyên, vũ vân thường thì run lên. Vương miện thiên đạo đã xuất hiện, như vậy không còn bất kỳ lo lắng gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio quân tiêu dao đã chết thật rồi nhưng đáng tiếc hai mắt cổ đế tử khóa chặt vương miện thiên đạo quân tiêu dao vẫn lạc cổ đế tử rất vui rất sảng khoái nhưng vương miện thiên đạo lại bị quân biệt ly cướp đào nên nhớ vì vương miện thiên đạo này cổ đế tử thậm chí còn không tiếc vị trí thiếu hoàng tặng cho linh diên kết quả thì sao thông minh quá bị thông minh hại căn bản cổ đế tử không chiếm được tí lợi ích nào y muốn cứng rắn cướp lấy ư chỉ sợ rằng ở đây không ai có thể đối phó được với quân biệt ly dù là những đại kỵ sĩ chuẩn trí tôn kia chắc chắn cũng không phải là địch của quân biệt ly hắn ta chỉ là pháp thân cũng đã có tu vi chuẩn trí tôn chắc hẳn bản tôn sẽ càng khủng bố hơn quân biệt ly một thân áo vải dung mạo thường thường không có gì lạ mái tóc đen chỉ buộc bằng một sợi dây vải đen toàn thân đều thoát ra vận vị mộc mạc đại đạo đối mặt với vương miện thiên đạo mà vô số người thèm nhỏ dãi thái độ của hắn ta rất bình thản nhưng mà thực bất ngờ quân biệt ly không trực tiếp đeo vương quan này lên luôn mà thu nó lại vị thiên tử quân gia kia đang nghĩ gì một số người nghi hoặc tuyệt đại đa số người ở đây đều ôm địch ý với quân biệt ly dù sao thì quân tiêu dao cũng là anh hùng hy sinh bản thân cứu với thiên vực mà hắn ta đã tự tay bóp chết vị anh hùng này nếu không vì quân biệt ly là thiên tử ẩn mạch của quân gia còn là nhân vật cấp độ hạt giống chỉ e bọn mông chiến đều sẽ không nhịn được mà ra tay nhưng lúc này nhìn lại có vẻ như quân biệt ly không quá để ý tới vương miện thiên đạo này hoặc là nói bản thân hắn ta hoàn toàn không để ý tới vương miện thiên đạo này quân biệt ly ngươi làm vậy là có ý gì cố đế tử trầm mặt hỏi y tính toán đủ đường hao tổn hết tâm cơ muốn có được vương miện thiên đạo nhưng trong mắt quân biệt ly có vẻ như thứ này chẳng đáng kể gì khiến cho trong lòng y càng thêm khó chịu quân biệt ly thản nhiên nhìn cổ đế tử một cái ánh mắt hờ hững chứng đạo thành đế có gì khó sẽ không có phế vật nào cần vương miện thiên đạo này để chứng đế chứ quân biệt ly khiến tất cả mọi người đều sửng sốt đặc biệt là bọn cổ đế tử quý nhất đạo sắc mặt ai nấy đều xanh mét lời này chẳng phải đã sỉ nhục bọn họ xuống tận bùn huống hồ chứng đế không khó cái gì mới gọi là khó nhưng mọi người nghĩ lại cũng hiểu quân biệt ly đã đánh bại cửu chỉ thánh long đế khi còn trẻ chỉ trong vòng trăm chiêu hắn ta muốn chứng đế quả thật không thể nói là khó chỉ là thiếu một cái đại thế thật sự thôi mà thế này, chính là đại thế thực sự, cho nên quân biệt ly mới lựa chọn xuất thế. Chúc mừng thiên tử. Quân ân hoàng chắp tay. Quân khuynh nhan cũng hơi chắp tay, chỉ có nét mặt hơi phức tạp. Xem ra ngươi cho rằng ta đã làm sai. Quân biệt ly nhìn quân khuynh nhan. Khuynh nhan không dán. Quân khuynh nhan trả lời. À, quân biệt ly khẽ lắc đầu, không nói gì, quay người rời đi. Rất nhiều ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn chầm chầm theo quân biệt ly, mang theo cả ghét bỏ, cừu thị, hận ý vào lúc quân tiêu giao phong ấn thần trích ác niệm, danh vọng của hắn đã đạt tới mức tối đa. Mà quân biệt ly đương nhiên sẽ phải chịu bị mọi người lạnh nhạt. Nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới. Kết thúc, Vũ Hóa Vương thở dài thật sâu. Y đi tới bên cạnh Vũ Vân Thường. Cách xa ta một chút, giọng nói của Vũ Vân Thường hơi khản đi, lại lạnh như băng, vành mắt vẫn đỏ bừng. Nàng không ngờ nổi ca ca mà mình vẫn luôn sùng bái lại là dạng người này. Vân Thường, có một số việc không có lựa chọn nào khác, nếu như ta không phải một trong thất hoàng, nếu như hắn không phải quân tiêu giao, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thật sự nụ cười của Vũ Hóa Vương, có vài phần tự diễu, lại thêm vài phần bất đắc dĩ. Đám người tản ra, ôm theo cảm xúc của riêng mình, chuẩn bị trở về biên quan. Cuối cùng thế giới thần khư vẫn được bảo vệ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người ở đây đều không vui. Cho dù là đối thủ một mắt một còn của quân tiêu giao, mấy người cố đế tử, quý đạo nhất cũng cực kỳ khó chịu bởi vì bọn họ không có được tí lợi ích nào, cuối. Cùng quả đào lại bị quân biệt ly hái mất. Thế giới thần khư, trong một mảnh tinh vũ nào đó. Một nam một nữ, trước sau hoành độ hư không. Chính là quý đạo nhất và cơ thanh y, khụ khụ. Quân tiêu giao kia thực sự là một yêu nghiệt, nếu không phải hắn hy sinh bản thân, phong ấn ác nghiệm thần chỉ, chỉ e dù quân biệt ly cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được. Một tay quý đạo nhất ôm ngực, ho ra máu. Khi thất hoàng và quân tiêu giao đang đối chiến, y nhận lấy thương tích cực nặng, cho dù phục dụng đan dược nhưng cũng rất khó để khôi phục trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng không sao, quân tiêu giao đã chết, tiếp theo ta cần tiếp nhận toàn bộ tài nguyên của nhân tiên giáo. Ngoài ra, ngày sau còn phải quay về gia tộc trên cửu thiên, tiến hành thuế biến, có vậy mới đổi kịp được những nhân vật cấp độ hạt giống kia. Quý đạo nhất đã bắt đầu tính toán trải đường cho mình. Dù sao thì, trước đó, hào quang của một mình quân tiêu giao đã chiếu rọi cả đại thế này. Quân Tiêu Dao vẫn lạc rồi, đương nhiên quần hùng cùng nổi lên, chư vương cùng tranh bá, liền xem ai có thể nắm được cơ hội này, tiếp nhận Quân Tiêu giao, trở thành người dẫn đầu cả tiên vực mới. Thanh y, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi tới tàn tiên di tích của tiên nhân giáo, nếu nàng nguyện ý, còn có thể cùng ta quay về gia tộc trên cửu thiên, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nhưng y còn chưa nói xong, phụt phụt, một sức mạnh cường đại không gì tả nổi từ phía sau ập tới đánh vỡ nát nhục thân của Quý đạo nhất. Mới đầu, thân thể của quý đạo nhất cực kỳ cường đại. Nhưng, sau trận đại chiến với quân tiêu giao, nhục thân đã dạn nứt như đồ sứ, không chịu nổi một kích. Cơ thanh y, ngươi, chỉ còn lại nguyên thần của quý đạo nhất, vẫn đang nhìn theo bàn tay cơ thanh y đang rũi ra, hoàn toàn không thể nào tin nổi. Quý đạo nhất, xem ra ngươi yếu hơn thanh y tưởng. Cơ thanh y một thân váy xanh, phủ tiên hoa, từng sợi tóc tỏa sáng óng ánh, toàn thân thuần tịnh vô hạ, như một đóa sen xanh mới nở nàng ta đeo lụa mỏng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt thanh tịnh như nước hồ sáng lấp lánh như sao trên trời nhưng cũng sâu thẳm tĩnh mịch như làn thu thủy toàn thân siêu trần thoát tục không nhiễm bụi trần hoàn toàn rời khỏi thế tục nhưng chuyện nàng ta đã làm lại không phù hợp với khí chất của nàng khiến cho quý đạo nhất kinh ngạc vô cùng vì sao quý đạo nhất hoàn toàn ngốc trệ chưa kịp phản ứng cơ thanh y mặc dù không phải đạo lữ của y nhưng cũng là người giúp đỡ cho y vì sao cơ thanh y bình thản chậm rãi giơ tay lên khi huyết nhục của quý đạo nhất nổ tung một đạo quang hoa hiển hiện cuối cùng rơi vào bàn tay ngọc của nàng ta rõ ràng là chứng đạo đế ấn bởi vì thanh y mới là một trong thất hoàng tiếng nói của cơ thanh y trong suốt thanh tịnh như nước suối nhưng lại khiến cho quý đạo nhất lạnh buốt cõi lòng tới lúc này y mới nhớ ra khi lấy được chứng đạo đế ấn có vẻ như cơ thanh y cũng đang bế quan trong động phủ chẳng lẽ ngay từ đầu chứng đạo đế ấn là của cơ thanh y chỉ là tâm tư nàng ta tính toán thâm trầm, không tự mình đi lấy. Ngược lại, đã đẩy Quý đạo nhất đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bảo sao chứng đạo đế ấn này lại không thể dung nhập vào cơ thể Quý đạo nhất, thì ra căn bản y không phải thất hoàng, chỉ là cơ thanh y đưa chứng đạo đế ấn giả cho cơ đạo nhất mà thôi. Nếu Quý đạo nhất thật sự có thể uy hiếp, thậm chí khiến quân tiêu giao bị thương nặng, vậy rất có thể cơ thanh y sẽ hiện ra chân thân, thế vào chỗ mình hái chiến quả. Nếu Quý đạo nhất không làm được cơ thanh y cũng có thể hoàn toàn phủi hết quan hệ. Nàng ta cũng không tổn thất gì. Tính toán này còn âm hiểm hơn cả cổ đế tử. Hoàn toàn coi y là công cụ. Cơ thanh y, tên tiện nhân này, chờ đó cho ta. Nguyên thần của quý đạo nhất quát lên trói tai, sau đó quay lưng muốn bỏ chạy. Nghe quý đạo nhất mắng vậy, dung nhan cơ thanh y vẫn bình tĩnh như nước. Thanh y không muốn trở thành phụ trợ của ai hết, đại thế này cũng sẽ có một phần hào quang thuộc về thanh y cơ thanh y đưa tay ra, bàn tay thon dài nở rộ thần quang, tỏa ra thần hoa sáng chói. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên quý đạo nhất sẽ không thể nào bị cơ thanh y ép tới chật vật như thế. Dù gì đi nữa, ý cũng có thể truyền báo tình huống hiện tại cho nhân tiên giáo. Nhưng hiện giờ, chuyện bất ngờ xảy ra, quý đạo nhất căn bản không tưởng tượng nổi. Cơ thanh y cũng tính là như vậy. Ngoại hình của nàng thanh tú xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ giỏi lừa người. Oanh! Một chiêu qua đi, quý đạo nhất thân vẫn đường đường là truyền nhân của nhân tiên giáo, công tử của gia tộc cấm kỵ của cửu thiên. Lại bị vẫn lạc một cách quát ức khó hiểu đến thế, nói ra ai cũng không tin. Đương nhiên, tin tức này cũng sẽ không được truyền đi. Tin tức sẽ được truyền đi là, quý đạo nhất vốn đã bị thương nặng, bị ám thu ở dị vực còn sót lại ám toán bỏ mạng. Quân tiêu giao, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thanh y quả thực không muốn đối địch với ngươi. Mà sự thật cũng chứng minh thanh, y đã lựa chọn đúng, làm kẻ địch với ngươi không có lợi ích gì. Có điều, ngươi thật sự vẫn lạc sao đôi mắt óng ánh của cơ thanh y vô cùng thâm thúy khi ở hoang thiên tiên vực nàng đã từng có quen biết với quân tiêu dao nàng không cho rằng quân tiêu dao sẽ là một người đại công vô tư như thế thậm chí cơ thanh y còn cho rằng quân tiêu dao cũng giống mình đều là một người ích kỷ một cách tinh xảo một người như vậy sẽ vì đại nghĩa tiên vực mà hy sinh bản thân sao chí ít là cơ thanh y không tin không đúng nếu quân tiêu dao giả chết thật thì làm gì có chuyện thượng thương dáng vương miện thiên đạo xuống. Quân tiêu giao có tính giỏi thế nào cũng không thể lừa được trời. Nghĩ vậy, cơ thanh y nhẹ nhẹ lắc đầu. Mặc dù nàng ta thừa nhận quân tiêu giao có tâm cơ lòng dạ thâm trầm. Nhưng nàng ta cũng không cho rằng hắn có thể tính được trời. Cơ thanh y khẽ dùng bàn tay ngọc, chứng đại đế ấn trực tiếp biến thành hư vô. Sẽ không có ai biết nàng ta là một trong số thất hoàng. Đáng tiếc, vốn cho rằng quân tiêu giao sẽ là một đối tượng rất tốt để hợp tác thực lực tuyệt đối của hắn, lại thêm mưu tính của ta, hai người liên thủ đủ để làm chúa tể đại thế này. Cơ Thanh Y vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Được rồi, sau khi truyền kỳ về quân tiêu giao kết thúc sẽ là thời đại hạt giống xuất thế, hoa dại nở rộ, trăm hoa đua nở, trăm tàu tranh lưu, ai có thể tiếp nhận được địa vị và số mệnh của quân tiêu giao, việc này rất quan trọng, ta cũng nên đi tìm một nhân vật cấp độ hạt giống để hợp tác. Ánh mắt thanh tịnh của Cơ Thanh Y thâm sâu như biển. Sau quý đại nhất, ai sẽ là đại đầu tiếp theo bị cơ thanh y tính toán oan đây? Sau khi kết thúc mọi chuyện, tu sĩ tiên vực còn sống sót cũng lục tục rút lui khỏi thế giới thần khư. Lần này, bên tiên vực cũng có rất nhiều chiến sĩ biên quan vẫn lạc. Đại kỵ sĩ vẫn lạc cũng không ít. Thậm chí có cả cấm kỵ thiên kiêu vô thượng như Diêm Ma Thiên Tử vẫn lạc. Nhưng mà, cho dù cộng tất cả tổn thất vẫn lạc về người lại, so ra vẫn kém một mình quân tiêu giao. Quân biệt ly chắp tay, thần sắc bình thản, từ trong thế giới thần khư đi ra hắn ta vừa hiện thân lập tức khiến tám hướng chú ý quân biệt ly người biết ngươi đã làm gì không ba tứ gia cố nhịn cơn giận xưa nay chưa từng có lạnh lùng nhìn chằm chằm quân biệt ly làm sao ta chỉ thuận theo ý của trời xanh mà thôi sắc mặt của quân biệt ly vẫn lạnh nhạt như nước ngươi ba tứ gia như một con sư tử già nổi giận với tu vi tâm tính như thế mà lúc này hắn ta cũng khó mà bình tĩnh trở lại được tiền bối ta chỉ là một đạo pháp thân Ngài ra tay với ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì." Quân Biệt Ly thản nhiên nói, dung mạo mộc mạc, thường thường, không có gì lạ. Đối mặt với vị đạo tôn hỗn độn ba tứ gia này, hắn ta vẫn rất lạnh nhạt, không hề căng thẳng tí nào. "Ôi, ba tứ gia thở dài thật sâu. Thân phận của Quân Biệt Ly quá đặc biệt, thân là thiên tử ẩn mạch của quân gia, còn là nhân vật cấp độ hạt giống, không có mấy người dám ra tay với hắn ta. Người trẻ tuổi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Ba tứ gia vung tay không chỉ có ba tứ gia, ánh mắt của các di lão biên quan khác cũng cực kỳ u lãnh. Lúc này, có thể nói, quân biệt ly bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Nhưng quân biệt ly hoàn toàn không để ý tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Hắn ta, cũng có chấp nhiệm của mình. Vì chấp nhiệm này, hắn ta nhất định phải có được vương miện thiên đạo. Bị mọi người chỉ trỏ không chỉ có quân biệt ly, còn có cổ đế tử. Mới đầu y cũng nhắm vào quân tiêu giao, cuối cùng khi quân tiêu giao lấy thân phong ấn ác nghiệm thần chỉ cổ đế tử còn từng vọng tưởng muốn đánh lén chẳng qua chỉ là bị quân biệt ly hái mất đảo thôi cảm nhận được ánh mắt u ám xem thường của mọi người sắc mặt cổ đế tử vừa xanh vừa xám phổi tức muốn phát điên mặc dù quân biệt ly cũng bị ngàn người chỉ trỏ nhưng ít ra hắn ta cũng có được vương miện thiên đạo mà cổ đế tử thì sao cũng bị mọi người phì nhổ mà lại không có được vương miện thiên đạo thậm chí ngay cả vị trí thiếu hoàng cũng chắp tay tặng cho linh diên có thể nói sau khi trải qua một loạt chuyện thế này cổ đế tử mới là người thảm nhất thậm chí y còn có thể tiếp nhận kim ô thập thái tử trở thành người phát ngôn của chữ thảm lúc này tâm tình của cổ đế tử khó chịu như vừa bị quay vòng vòng vậy cả đám người lần lượt rút lui khỏi thế giới thần khư bên này quân lăng thương và quân mạc tiếu cùng đi tới trước mặt quân biệt ly thấy cảnh này rất nhiều tu sĩ xung quanh đều nhìn sang thiên tự ẩn mạch quân ra giết thần tử chủ mạch sau này hai mạch sẽ ở chung thế nào chẳng lẽ thật sự bộc phát nội chiến của quân ra sao? Quân biệt ly, chủ mạch chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Ánh mắt quân lăng thương lạnh như băng, trong trùng đồng lấp loài ánh sáng hỗn độn. Y thật sự muốn ra tay. Chỉ có điều, quân biệt ly trước mắt đây chỉ là một tôn pháp thân, ra tay không có ý nghĩa gì. Tất cả hậu quả, một mình ta gánh chịu. Quân biệt, ly lạnh nhạt nói. Sau khi mọi chuyện kết thúc, bá tứ gia dẫn đầu một đám thiên kiêu, từ biên quan về tới nguyên thủy đế thành, mà tin tức về quân tiêu dao, không có gì bất ngờ, đã như một cơn lốc chuyển ra từ Nguyên Thủy Đế Thành, quét sạch trung cực cổ lộ, thậm chí là toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Tại một nơi tử vong nào đó của trung cực cổ lộ, một vị nữ tử sau lưng có cánh đọa thiên, một thây váy dài màu đen, như một vị thiên sứ đọa lạc chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Công tử rốt cuộc thế nào? Nàng chính là Yến Thanh Ảnh. Tại một địa vực khác sau khi nhận tin quân tiêu dao vẫn lạc, một vị nam tử quanh thân bao phủ ý chí luân hồi cường đại cũng chấn động toàn thân. Công tử vẫn lạc. Làm sao có thể? Vong xuyên không thể nào tin được. Còn cả nghệ vũ, vĩnh kiếp thiên nữ và tùy tùng cũ của quân tiêu giao. Nghe được tin tức này, ai nấy đều không tin. Táng đế tinh, nơi cửu chỉ thánh long đế truyền thừa. Ẩm. Sau một tiếng vang kinh thiên, long khí cùng mãnh tán giật tứ phương. Trong vòm trời, lạc ấn có hư ảnh cổ long, một bóng hình cao gầy thon dài xinh đẹp khuynh thế nổi lên, tóc xanh bay múa, ngọc thể thướt tha, oánh nhuận như dương chi bạch ngọc, chân trần trắng hơn tuyết, khẽ điểm hư không. chính là Long Cát Công chúa. Lúc này, Long Cát Công chúa nhận được cử chỉ Thánh Long Đế truyền thừa, thiên phú thực lực đều tăng vọt. so với những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thánh Long Đế tiền bối từng nói, ông ấy chỉ có một nguyện vọng, là hy vọng hậu nhân của mình có thể đề bù được tiếc nuối khi trẻ của mình. Long Cát công chúa lẩm bẩm một mình. Tiếc nuối mà Thánh Long đế, nói đến đương nhiên là vị thiên kiêu thần bí đã từng đánh bại mình khi còn trẻ kia. Không biết bây giờ chủ nhân đang ở nơi nào. Trong đôi mắt đẹp của Long Cát công chúa có vẻ mừng rỡ và chờ mong. Lúc trước, à chỉ có tư cách làm tọa kỵ của quân tiêu giao. Nhưng hiện giờ, được cử chỉ Thánh Long đế truyền thừa, cuối cùng ả à cũng có tư cách đi theo bên cạnh quân tiêu giao. Sau khi xuất quan, chẳng mấy chốc Long Cát công chúa đã nghe được tin tức quân tiêu giao vẫn lạc à không thể tin được, thân thể mềm mại run lên. Càng không thể tin hơn chính là, kẻ cầm đầu khiến cho quân tiêu giao vẫn lạc lại chính là quân biệt ly, khi trước đã từng đánh bại cửu chỉ thánh long đế khi còn trẻ. thù mới hận cũ dồn lại, khiến cho trong đôi mắt đẹp của long cắt công chúa bừng bừng lửa giận kinh thiên. Đương nhiên, không chỉ có những người này chấn động vì cái tin quân tiêu giao vẫn lạc. A à, cửu, nhan như mộng, tiểu ma tiên, thái âm ngọc thố, hạ băng vân, quân mộc lan, Tất cả những người có quan hệ với quân tiêu giao đều không muốn tin cái tin tức này. Khi Khương Lạc Ly đang một mình lịch luyện nghe được, não hải trống rỗng. Nàng không hề khóc lóc, chỉ cảm thấy đây là một lời nói vớ vẩn. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bóng hình đem lại cho mình cảm giác an toàn vô hạn, vĩnh viễn sẽ đứng trước mặt mình kia sẽ vẫn lạc. Đúng thế, căn bản Khương Lạc Ly không tin. Cho dù là lừa mình dối người, nàng cũng sẽ không tin. Một bên khác, Khương Thánh Y đang bế quan tu luyện trong thánh địa giao trì tiến hành thuế biến tiên thiên đạo thai, luyện hóa cửu khiếu thạch thai. Có một khoảnh khắc nàng bỗng dưng cảm thấy trái tim mình tê dần, đau nhói như kim đâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư Tôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Thánh Y hỏi. Không có, mọi chuyện đều bình thường, Thánh Y, ngươi an tâm bế quan tu luyện đi. Ngũ Thanh Ngưng đã tái tạo nhục thân, mặt như ngọc quý, lúc này truyền âm rằng trả lời vậy. Có phải không? Khương Thánh Y tự mình lẩm bẩm, đôi mắt đẹp dao động vài ý tứ khó hiểu. Bên ngoài, một vị mỹ phụ nhân mặc váy bào màu trắng tỏ vẻ lo âu nói với Ngô Thanh Ngưng. Thanh Ngưng tiền bối, không nói tin quân tiêu giao vẫn lạc cho Thánh Y thật sao? Vị mỹ phụ nhân này chính là đại thánh chủ của giao chỉ thánh địa. Ngươi cho rằng Thánh Y sẽ không phát hiện được sao? Ngô Thanh Ngưng hỏi. Ý tiền bối là, Thánh Y đã biết được quân tiêu giao xảy ra chuyện rồi sao? Giao chỉ thánh chủ kinh ngạc hỏi lại. Ngô Thanh Ngưng khẽ gật đầu nói, hẳn là nàng đã nhận ra rồi nhưng nàng có lòng tin tuyệt đối với quân tiêu giao vậy tiền bối cho rằng quân tiêu giao có vẫn lạc thật không giao chỉ thánh chủ hỏi nói thực tế một chút giao chỉ thánh địa các nàng nguyện ý toàn lực vun trồng khương thánh y cũng nguyện ý để nàng trở thành thánh chủ đời tiếp theo không chỉ vì bản thân khương thánh y có thực lực thiên phú mà còn vì nàng và quân tiêu giao có được quan hệ thân thiết sau này một người đắc đạo gà chó lên trời toàn bộ giao chỉ thánh địa đều sẽ trở thành thế lực bất hủ cấp cao nhất nếu quân tiêu giao vẫn lạc thật sự sẽ gây ra ảnh hưởng quá sâu xa ta cũng không rõ nhưng đối thủ lần này của quân tiêu giao là trời xanh đó ngu thanh ngưng thở dài một tiếng ngay cả vương miện thiên đạo cũng hạ xuống chứng minh quân tiêu giao vẫn lạc là thật chẳng lẽ quân tiêu giao còn có bản lĩnh kia có thể lừa được trời xanh hoàng thiên tiên vực hoàng châu quân gia sau khi tin tức quân tiêu giao vẫn lạc truyền ra vô số sinh linh trên toàn bộ hoang thiên tiên vực đều có thể cảm giác được toàn bộ tiên vực như đang rung động nơi khởi nguồn của địa chấn này đến từ quân gia ở hoàng châu lúc này tại quân gia ồn ào ầm ý chấn động cả trời rất nhiều thanh niên trẻ tuổi của quân gia đều đang lớn tiếng kêu gào sợ hãi buồn bã không thể tin nổi quân tiêu dao có thể nói là trụ cột của thế hệ trẻ quân gia là tồn tại cấp tín ngưỡng rồi thậm chí có một số người quân gia sinh dục con cái đều sẽ dạy rằng sau này nhất định phải giống như tiêu giao tộc huynh là một nam tử có được khí phách vô địch đỉnh thiên lập địa quét ngang hết thảy nhìn đó thôi có thể thấy được danh vọng và uy tín của quân tiêu giao tại quân gia đã rất được lòng người có thể nói chỉ cần quân tiêu giao muốn bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể làm gia chủ quân gia tuyệt đối sẽ không có một người quân gia nào phản đối nhưng bây giờ tín ngưỡng này đã sụp đổ rất nhiều người thậm chí đến bây giờ cũng không muốn tin cho rằng đây là tin giả về phần khương nhu nghe được tin này lập tức bất tỉnh trước đó mới có tin tức truyền đến rằng một trong tam thanh phân thân của quân vô hối khi đánh một trận với kiêu vương dị vực thì mất tích bây giờ lại truyền tới tin quân tiêu dao vẫn lạc khương nhu chỉ là một nữ tử quả thực chịu không nổi còn có quân linh lung quân dĩnh nhi nạp lan như hy tô tử quỳnh các nàng đều không đạp vào đế lộ một mực ở tại quân gia tu luyện bây giờ nghe được tin quân tiêu dao vẫn lạc ai cũng khóc không thành tiếng đương nhiên không chỉ có quân gia lật trời bên hoang cổ khương gia cũng khó mà bình tĩnh được ông ngoại của quân tiêu giao khương đạo hư lúc này trong lòng cũng nổi sóng chập trùng vị hiền tôn này của ông từng một mình tiến vào vạn cổ táng thổ tìm cửu diệu luân hồi thảo cho ông bồi bổ kiện khang kết quả hiện giờ lại truyền đến tin tức như vậy ông không thể nào tiếp nhận được nếu không phải người ra tay với quân tiêu giao lại chính là người thuộc ẩn mạch quân gia mà là thế lực khác, Khương Đạo hư thật sự sẽ dẫn đầu toàn bộ Hoang cổ Khương, ra đi tiêu diệt thế lực đó. Đạo hư tạm thời bớt giận, bên quân gia còn chưa có hành động. Dù sao thì, lần này có liên quan tới ẩn mạch quân gia, chúng ta không tiện nhúng tay vào." Có lão tổ Khương gia lên tiếng khuyên giải. "Hừ, nếu mọi chuyện được xác định rõ ràng, ta cũng sẽ không buông tha cho kẻ ra tay với Tôn Nhi kia của ta." Khương Đạo hư sát ý kinh người. "Đương nhiên rồi, Tiêu Dao cũng là thiếu chủ Khương gia ta." Trong người có chảy một nửa dòng máu Khương gia. Một đám lão tổ Khương gia đều gật đầu. Thế nhân phần lớn gọi Quân Tiêu Dao là thần tử Quân gia, nhưng không ai để ý, hắn cũng là thiếu chủ Khương gia. Tuy Khương gia khiêm tốn, nhưng cũng là thế gia thái cổ, không thể coi như không thấy được. Mà lúc này, trong tổ Tử Quân gia ở Hoàng Châu, một loạt lão tổ Quân gia đều đang ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là Quân gia bát tổ, Quân Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có gia gia của Quân Tiêu Dao quân chiến thiên cũng ở đây ông xồm xoàm rô ria đôi mắt vằn tia máu trạng thái tinh thần không tốt lắm đã xác định mệnh bài của tiêu dao vỡ vụn hẳn là là vẫn lạc thật thập lục tổ trầm giọng nói đáng chết cái tên quân biệt ly của ẩn mạch kia sao có gan dám làm như vậy thập bát tổ có hơi thất thố nhịn không được mà quát lên chói tai khi quân tiêu dao giáng sinh ông là người đầu tiên bị kinh động leo ra từ trong đất có thể nói ông đã tự nhìn quân tiêu dao lớn lên đương nhiên tình cảm với hắn cũng là sâu nhất không khác gì ông nội ruột thịt thập bát đừng vội tình huống cụ thể thế nào còn cần định đoạt lại thập thất tổ nói không sai nếu là thế lực khác thì giết luôn là xong nhưng ẩn mạch thì còn cần cân nhắc một chút thập ngũ tổ nói nội tình thực lực của ẩn mạch chỉ yếu hơn chủ mạch một chút thôi nhưng chắc chắn là không yếu hơn quá nhiều nếu quả thực muốn khai chiến với ẩn mạch thì cái già phải trả quá lớn rồi Đến lúc đó, không cần tiên đỉnh vô thượng ra tay, quân gia cũng sẽ bị thương. Chớ nói chi đến hiện tại dị vực còn đang nhìn chầm chằm chiến hỏa sắp dấy lên rồi. Quân gia càng không thể xảy ra nội chiến vào lúc này. Vậy chẳng lẽ chuyện tiêu giao cứ thế bỏ qua? Thập bát tổ phản bác. Dĩ nhiên không phải, nhưng nếu thật sự muốn khai chiến với ẩn mạch vẫn cần được chư vị cổ tổ, đồng ý mới có thể phát động. Thập tứ tổ nói, những lão tổ của Hoàng Châu quân gia đều ở cảnh giới trí tôn thất cảnh, mặc dù bối phận không nhỏ nhưng cũng không phải cổ nhất những vị cổ tổ cấp chuẩn đế trở lên của quân gia đều không ở trong tổ từ hoặc là bọn họ ở ngoại vực tinh không hoặc ở nơi hung địa không ai biết hoặc đang ngủ say trong tuyệt địa thượng cổ những cổ tổ kia mới là những nhân vật thực sự khống chế quyền lên tiếng mà khai chiến với ẩn mạch không giống với các thế lực khác với các thế lực bất hủ khác diệt hay không diệt với quân gia cũng chẳng tính là đại sự gì nhưng nội tình ẩn mạch cũng rất sâu huống chi còn là huyết mạch đồng nguyên Tóm lại là vẫn còn vài phần tình nghĩa huyết mạch ở đó. Chính vì vậy, lúc trước Thập Bát tổ mới nói, nếu có thể, quân tiêu giao đưa được ẩn mạch về là tốt nhất. Nhưng không ngờ kết quả sẽ lại là thế này. Xin hỏi Thiên Mệnh lão tổ, phải chăng chư vị cổ tổ có hạ dụ lệnh xuống? Trong số chư tổ, Thập Lục tổ lên tiếng dò hỏi. Bát tổ Quân Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trên thủ tọa vẫn cứ khí định thần nhàn, không phát biểu gì. Lúc này, Quân Thiên Mệnh mới chừng mắt nói, chư vị cổ tổ chưa hạ xuống dụ lệnh. Chẳng lẽ vì Quân Tiêu Dao không chết, nhưng không thể nào, Vương Miện Thiên Đạo cũng đã ráng rồi mà." Một vài lão tổ ngờ vực hỏi. "Không một ai có thể lừa được trời xanh. Chư vị yên tâm đi, những vị cổ tổ kia tất có tính toán của mình, muốn chọc giận quân gia này thật, dù có lật tung bầu trời này lên cũng có gì khó." Quân Thiên Mệnh dùng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói ra lời cực kỳ kinh người, đánh cờ với trời, nói trắng ra là cũng chỉ là một khảo nghiệm quan trọng dành cho Quân Tiêu Dao mà thôi nếu quân gia muốn gian lận ngay từ đầu đã có thể tỉnh ra từng thất hoàng rồi đâu còn nhiều chuyện như vậy chẳng qua quân gia muốn để cho quân tiêu giao trải qua một chút trắc trở và khảo nghiệm mà thôi chẳng lẽ ý chư vị cổ tổ là thập bát tổ như có điều suy tư đừng nóng vội để tử đạn bay trước đã nhưng cũng nên cảnh tỉnh một vài thế lực ánh mắt quân thiên mệnh lộ ra vài phần ý vị thâm trường hiện giờ một đám lão tổ quân gia cũng đang giận đây đã giận đương nhiên phải xả phải tìm nơi chút giận. Một bên khác, bên ngoài nguyên thủy đế thành, bọn quân biệt ly đang chuẩn bị quay về ẩn mạch. Một dao động vô hình, dường như truyền từ tỷ vạn dặm xa xôi tới. Xa như thế mà uy áp kia vẫn khiến người ta sợ hãi. Chuẩn đế. Đây là cái uy của chuẩn đế. Quân biệt ly, xin chào tiền bối chủ mạch. Quân biệt ly một thân áo vải, mười phần mộc mạc. Hơi chắp tay với hư không. Các ngươi, có gì để nói? Một giọng nói già nua bình thản vọng tới ánh mắt quân biệt ly hơi lóe lên chắp tay nói sau này biệt ly sẽ tự về chủ mạch quân ra chịu đòn nhận tội a à đây là chuyện mà chịu đòn nhận tội là có thể giải quyết sao cái này quân biệt ly nhất thời không biết nói gì đúng lúc này một giao động khác lại truyền đến từ vũ trụ xa xôi quân thái a ngươi vẫn cứ nóng nảy thế đừng có không nể mặt gây khó dễ cho bọn hậu sinh giao động này là giọng nói của một vị lão ù là ngươi quân thúy hoa lão bất tử nhà ngươi vẫn còn sống à Quân Thúy Hoa, cái tên nghe có vẻ rất quê mùa, thậm chí rất buồn cười. Nhưng bà lại là một vị cổ tổ có bội phận cực xưa ở ẩn mạch, đã ở trần đế cảnh nhiều năm, thực lực thâm sâu khó lường. Cảm giác được ba động của hai vị chuẩn đế của chủ mạch và ẩn mạch quân gia. Rất nhiều ánh mắt rình mò xung quanh đều có vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ, quân gia, thật sự muốn nội chiến? Người vẫn còn sống, lão thân làm sao chết được? Trong hư không truyền đến thần niệm dao động của quân Thúy Hoa, có vẻ như hai vị cổ tổ quân gia này còn từng quen biết. Xem ra ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này, chết sống có số, giàu nghèo nhờ trời, hết thảy đều có định số. Có nhân tất có quả, hôm khác lại xem đi. Thần niệm của Quân Thái A tản đi. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của Quân Biệt Ly vẫn lạnh nhạt như vậy. Dường như hắn ta không lo lắng chút nào về việc chủ mạch sẽ ra tay với mình. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Quân Biệt Ly cười nhạt nói, thấy hai vị chuẩn đế quân gia không có ý định giao phong, rất nhiều đại nhân vật của các thế lực ẩn náu đều hơi ngạc nhiên. Phản ứng của quân gia không phù hợp với phong cách phách lối xưa nay của họ. Nhưng cũng có người cho rằng, dù sao cũng là ẩn mạch, quả thực hoàn toàn không tiện ra tay. Đổi lại là thế lực khác, đoán chừng quân gia đã diệt lâu rồi. Quân biệt ly về tới ẩn mạch. Hắn ta đi tới một động tiên phúc địa có tiên khí cực kỳ nồng đậm. Quân khuynh nhan và quân ân hoàng đi theo sau. Trong động tiên phúc địa này có một mắt linh tuyển trong suối có một khối tiên nguyên cao ba trượng chìm chìm nổi nổi. Trong tiên nguyên lưu trữ một lão phủ nhân khoảng hơn 80 tuổi. Nhìn người này già lắm rồi, tóc bạc hết cả, mặt mũi nhăn nheo trồng chéo. Nhưng mơ hồ, vẫn có thể thấy được khi còn trẻ bà tuyệt đối là một mỹ nữ thanh tú trong sáng. Đây là hai người quân khuynh nhan và quân ân hoàng đều hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ là một vị trưởng bối nào đó của quân Biệt Ly? Nhưng một khắc sau, một chuyện cực kỳ ngạc nhiên xảy ra quân biệt ly bước tới trước tiên nguyên, vươn tay, chậm rãi vuốt ve. Thanh Nhi, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta đã tìm được biện pháp để nàng khôi phục, cùng ta hưởng trường sinh. Đó chính là, khiến cho nàng cũng có được tư chất trở thành đại đế. Quân biệt ly khiến cho, quân khuynh nhan và quân ân hoàng sừng sốt hoàn toàn. Chẳng lẽ, có lẽ các ngươi rất thắc mắc vì sao ta không tiếc gánh vác tội lỗi huyết mạch tương tàn, cũng muốn đoạt được vương miện thiên đạo. Chỉ vì, ta không bỏ được nàng. Có lẽ là ta ích kỷ nhưng cũng chẳng có cách nào khác, có lẽ ai cũng ích kỷ cả. Sau này, ta cũng sẽ để ẩn mạch trở về chủ mạch. Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm. Quân biệt ly khiến cho hai người hoàn toàn sừng sốt, đặc biệt là quân khuynh nhan. Nói thật, mới đầu, trong nội tâm nàng cực kỳ phản cảm chán ghét quân biệt ly. Cho rằng hắn ta là một kẻ tiểu nhân, không có tình cảm huyết mạch, chỉ biết đến mình. Nhưng bây giờ, có vẻ như còn có ẩn tình rất lớn. Các ngươi muốn nghe kể chuyện xưa không? lâu lắm rồi ta chưa kể với ai quân biệt ly cười cười hai người trầm mặc nhưng quân biệt ly vẫn cứ nói trong thời đại của mình quân biệt ly chính là một thiên kiêu kinh diễm cả vũ trụ tinh không là thiên tử vô thượng của ẩn mạch quân gia ở trên vạn người quan sát đại thế chìm nổi tất cả thiên kiêu tri nữ đều chỉ biết ngưỡng vọng hắn ta thậm chí đến cả tư cách đừng bên cạnh hắn ta họ cũng không có quân biệt ly cũng không cho rằng mình sẽ thích được ai tất cả tâm lực của hắn ta đều hiến dâng cho việc tu luyện cho đến một ngày cổ tinh phàm thế nào đó của hắn ta dừng lại khi ấy hắn ta đang tìm một gốc cỏ để luyện đan dược thì gặp được một thải trà nữ thế gian thanh thuần một thân áo vải này cái người này ngươi không biết đường sao này hay đến nhà ta đi ta pha trả cho ngươi uống này ngươi không biết cười à nhìn có vẻ ngốc khó mà tưởng được một người là thiên tự ẩn mạch quân gia quân lâm tinh không quan sát đại thế một người là một thải trà nữ hồng trần thế tục, nhục thể phàm thai, không có tí tu vi nào. Có đôi khi, duyên phận là như thế, không nói đạo lý. Quân biệt ly không yêu thánh nữ thánh địa, không yêu tiên tử đại giáo, cũng không yêu thiên chi kiêu nữ. Duy chỉ động tâm với thải trà nữ hồng trần này. Đương nhiên, quân biệt ly cũng không thích nàng ngay. Hắn ta cho rằng, thải trà nữ lý thanh này, cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời dài răng giặc của mình mà thôi. Với quân biệt ly, tuổi thọ chẳng là gì cả, nhưng với lý thanh tuổi thọ của nàng chẳng thể quá được trăm năm sau một chốc dừng chân ngắn ngủi quân biệt ly muốn rời đi hắn thấy một tia lưu luyến không nỡ trong mắt lý thanh sau một lát trầm mặc thì để lại một môn công pháp tu luyện nếu có thể tu luyện thì sau này hãy tới tìm ta nói xong quân biệt ly bèn rời đi luôn hắn ta xem lý thanh chỉ là một điểm suýt nho nhỏ trong cuộc đời mình thôi nhưng nào ai biết lý thanh lại biết luyện công pháp thật đồng thời cũng tiến tới tinh không vô tận đi tìm quân biệt ly khi đó lý thanh mới biết nam tử mà nàng nghĩ là bình thường không có gì lạ ấy lại có lai lịch thân phận lớn biết bao nhưng lý thanh vẫn đi tìm cuối cùng nàng tìm được quân biệt ly hoàn toàn không ngờ được thải trà nữ thế gian từng khiến hắn ta hơi động lòng lại tới tìm mình thật một vị là thiên tử quân gia một vị là thải trà nữ thế gian hai người hiểu nhau mến nhau nhưng tư chất của lý thanh quá thấp tu vi cũng quá kém cho dù quân biệt ly có dùng hết mọi cách cũng khó mà giúp nàng đột phá được bình cảnh Lý Thanh ngày ngày già đi, mà quân biệt ly vẫn cứ trẻ trung như thế. Chứ nói chi là, thi thoảng quân biệt ly lại ngủ say, ngủ một cái là một kỷ nguyên. Mặc dù Lý Thanh cũng bị nhốt trong tiên nguyên, nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa sinh mệnh của nàng lại càng yếu. Cho đến một ngày, Lý Thanh đã dần dần già đi, trở thành một bà lão. Nàng sờ sờ khuôn mặt quân biệt ly, nước mắt như mưa mà nói. Chàng vẫn trẻ như vậy, mà ta đã già thế này rồi. Không có, Thanh Nhi, trong lòng ta nàng vẫn như khi mới gặp. Lần này ngủ say rồi, có thể ta khó mà tỉnh lại nữa. Sẽ không, ta sẽ dùng tất cả biện pháp để cứu nàng tỉnh lại. Lý Thanh rơi lệ. Trước khi bị nhốt trong tiên nguyện, nàng có lẩm bẩm một câu: "Hành hành trọng hành hành, giữ quân sinh biệt ly." Vì một câu nói ấy mà Quân Biệt Ly nổi lên. Trước đây tên hắn ta không phải là Quân Biệt Ly, là Quân Quy Trần. Nhưng vì một câu nói kia của Lý Thanh mà hắn đổi thành Quân Biệt Ly chính là vì không muốn quên đi người yêu duy nhất của mình một đời một thế một đôi người kể hết chuyện xưa quân ân hoàng trầm mặc vành mắt quân khuynh nhan đã hơi hồng lên nàng cảm động vì câu chuyện tình yêu này nói thật ngay từ đầu quả thực bọn họ cũng không biết vì sao có được vương miện thiên đạo rồi quân biệt ly lại không dung nhập vào cơ thể mặc dù thiên tư của quân biệt ly đã cực kỳ khủng bố hoàn toàn không cần vương miện thiên đạo để chứng đế nhưng ít ra dung nhập vương miện thiên đạo sẽ chỉ có lợi chứ không có hại là một loại tẩy lễ vô thượng. Bọn họ rất không hiểu. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hiểu. Quân biệt ly làm vậy cũng là vì người yêu của hắn ta, Lý Thanh. Cũng chính là lão phụ nhân hơn, 80 tuổi trong tiên nguyên. Ta sẽ không cầu xin ai tha thứ, cho dù ngàn vạn chỉ trỏ, vạn người phì nhổ, cũng không quan trọng. Huống hồ, bản thân đây chính là điều kiện để ẩn mạch trở về. Quân biệt ly nói. Câu nói vừa rồi khiến cho thân thể mềm mại của quân khuynh nhan chấn động, đôi mắt đẹp trợn tròn, trong đôi đồng tử đen nhánh cực kỳ khó tin nàng nhớ lại khi ở nguyên thủy đế thành bọn họ có giao cho quân tiêu giao viên ngọc giản kia trong đó có một điều kiện để ẩn mạch trở về mà quân tiêu giao nói hán chấp nhận điều kiện kia thiên tử đại nhân chẳng lẽ điều kiện để ẩn mạch trở về chính là quân khuynh nhan kinh ngạc không sai điều kiện để ẩn mạch quay về chính là để cho ta có được vương miện thiên đạo điều kiện này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành quân tiêu giao đã làm được ánh mắt của quân biệt ly vừa thâm thúy vừa cảm thán chính hắn ta cũng không ngờ được quân tiêu giao sẽ thực sự hoàn thành được điều kiện hà khắc đến gần như không có khả năng hoàn thành này nhưng vấn đề là quân tiêu giao thật sự lấy mạng mình ra trả giá để ẩn mạch quay về sao chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trước đó tại nguyên thủy đế thành quân khuynh nhan cùng quân ân hoàng đưa cho quân tiêu giao một cái ngọc giản bên trong đó có ghi chép điều kiện để ẩn mạch trở lại chính là để cho quân biệt ly có được vương miện thiên đạo đây cũng là nguyên nhân mà khi đó quân tiêu giao nói vậy đây là một điều kiện hà khắc khó khăn đến mức gần như không có khả năng hoàn thành nhưng quân tiêu giao đã hoàn thành chỉ bất quá cái giá này quá đắt phải lấy mạng ra mà đổi cho nên thật ra bản thân thiên tử đại nhân vốn dĩ không có định ý với thần tử đại nhân phải không quân khuynh nhan hỏi đương nhiên rồi nói thật với vị nhân tài kinh diễm hoàn vũ mới nổi này ta cũng rất cảm khái quân biệt ly thở dài Trình độ yêu nghiệt của quân tiêu giao thực sự còn mạnh hơn cả đại đế, mà y đã từng gặp khi còn trẻ. Vậy thiên tử đại nhân cho rằng thần tử đại nhân có vẫn lạc hay chưa? Quân khuynh nhan mong đợi hỏi. Cái này cũng không chắc chắn được, nhưng ngày ấy đã làm vậy chứng minh đây là lựa chọn của ngài ấy. Quân biệt ly lắc đầu. Hắn ta cũng rất khó để tưởng tượng được làm sao quân tiêu giao, có thể lừa được trời cao. Cho dù chỉ còn một tia tàn hồn, nếu thượng thiên phát hiện ra, cũng sẽ không thể có chuyện giáng vương miện xuống hai mắt quân khuynh nhan nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng nàng ta vẫn ôm một chút hy vọng nhớ vạn nhất thì sao sau đó quân biệt ly hiếm có mà cảm thấy khá căng thẳng hắn ta dung nhập vương miện thiên đạo vào trong cơ thể lý thanh nhi lão phụ nhân này đã dần dần già đi lại có thể khôi phục lại thanh xuân với tốc độ nhanh kinh người khuôn mặt kín nếp nhăn dần dần trắng mềm căng bóng mái tóc bạc mênh mang trở thành tóc xanh mềm mại vương miện thiên đạo có được sức mạnh vĩ đại vô thượng có thể hoàn toàn thay đổi kết cấu sinh mệnh của một người tiềm năng thiên phú sẽ tăng vọt, có tư cách chứng đế. Cuối cùng, Lý Thanh Nhi tỉnh dậy. Nàng đã khôi phục thành nữ tử đôi mê linh động xinh đẹp như hoa. Thấy quân biệt ly trước mặt, hai mắt nàng đẫm lệ, mở đi. Ta đang mơ sao? Lý Thanh Nhi không dám tin. Ta đã hứa với nàng, ta làm được rồi. Quân biệt ly cười cười. Cuối cùng, đôi tình nhân này đã viên mãn. Bất quá, sau khi biết quân biệt ly làm thế nào, Lý Thanh Nhi đã rất tự trách nàng không muốn nhìn thấy quân biệt ly lại làm ra chuyện như thế vì mình. Yên tâm, nếu quân tiêu giao chưa chết thật, sau hôm nay, ta cam nguyện thần phục hắn, báo đáp đại ân này. Nếu hắn vẫn lạc thật sự, vậy sau khi luân hồi, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn. Quân biệt ly đã làm đến cực hạn. Hắn ta nguyện ý để cho ẩn mạch quay về chủ mạch, còn muốn thần phục với quân tiêu giao nữa. Theo như quân ân hoàng thấy, chuyện này cực kỳ khó tin. Thiên tử đại nhân, ngài làm gì vậy? Quân ân hoàng hỏi, quân tiêu giao có ân với Thanh Nhi, chính là có ân với ta, chỉ để cho ẩn mạch quay về không đủ để trả cái ân này. Quân Biệt Ly bình tĩnh nói, là một người thâm tình, hết lòng vì yêu, tất nhiên cũng là một người ân oán phân minh. Quân Biệt Ly chính là người như vậy, hắn ta có thể tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ, vạn người phì nhổ, chỉ vì cứu sống người yêu. Cũng có thể cúc cung tận tụy vì ân của quân tiêu giao. Toàn bộ cửu thiên tiên vực gió nổi mây phun, tất cả mọi người đều đang chờ không biết quân gia có xảy ra nội đấu không dĩ nhiên người mong đợi nhất chính là các thế lực phục khi tiến thống như tiên đình dù sao bọn họ cũng rất tình nguyện xem quân gia nội đau ác nhưng sự thật xảy ra cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người quân gia có mấy tôn chuẩn đế xuất động còn có một đám lão tổ cũng theo sau điều này khiến cho một đám thế lực bất hủ kinh ngạc vô cùng cũng chỉ có quân gia mới có thể tùy tiện điều động mấy tôn chuẩn đế còn về phần đại đế trở lên trong tình huống bình thường rất ít xuất hiện, thậm chí đám người còn có thể cảm giác được có tiến khí mơ hồ đang cuộn trào, có đại lão rung động, hẳn là quân gia còn tế ra chuẩn tiên khí nữa. Mọi người ở đây chờ đợi đến khi quân gia nội đấu, một tin tức kinh người như mọc cánh truyền khắp Cửu Thiên Tiên Vực, ẩn mạch quân gia nguyện ý quay về chủ mạch, oanh. Tin tức này như sấm sét chớp mắt đã dẫn nổ cả dư luận Cửu Thiên Tiên Vực. Mọi người đều biết, sở dĩ quân gia vẫn không phách lối không coi ai ra gì, chỉ vì ẩn mạch bị chia cắt, khiến cho nguyên khí quân gia đại thương, đã mất đi một phần nội tình. Kết quả, hiện giờ, không ngờ ẩn mạch quân gia lại trở về vào đúng lúc mấu chốt này, tin tức này đã rung động cả thế lực bất hủ. Trong đội ngũ 18 tổ của quân gia, một người rung động nói, là tiêu giao, hắn đã hoàn thành lời phó thác, để cho ẩn mạch trở về. Lần này, một đám lão tổ mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ chiêu này của quân tiêu giao, là cục diện hắn bố trí để cho ẩn mạch quay về. Vậy tâm tư này không khỏi quá sâu đi chỉ là lấy cái mạng ra trả giá, giá này có hơi nặng quá. Nhưng cũng cho bọn người tổ 18 bọn họ một hy vọng. Có lẽ vẫn còn có một chút xíu khả năng quân tiêu giao chưa vẫn lạc. Đương nhiên, đây chỉ là một cái hy vọng thật đẹp của bọn họ. Sau đó, đội ngũ quân gia vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu mà tiến lên. Lúc đầu mục tiêu của bọn họ không phải ẩn mạch, mà là phục hy tiến thống. Bởi vì cổ đế tử là nhân vật số một nhằm vào quân tiêu giao, tất cả thế lực đều không nghĩ tới quân gia sẽ trực tiếp tìm tới phục khi tiên thống thậm chí cả chuẩn tiên khí hạo kiếp tiên phủ cũng đã tế ra chuẩn tiên khí đã rất tiệm cận với tiên khí rồi cũng mạnh hơn đế binh rất nhiều mà quân gia thì trực tiếp mang theo hạo kiếp tiên phủ đến nhà đánh mặt đáng chết quân gia các ngươi điên rồi phải không trong phục khi tiến thống có cường giả đang gầm thét tình thế dị vực hiện tại cực kỳ nghiêm trọng quân gia còn ra tay như thế để kẻ cầm đầu ra quỳ xuống tạ tội Quân gia có lão tổ phụ họa, bọn họ cũng không trông mong Phục Hy Tiên thống có thể xử tử được cổ đế tử kia, vậy có hơi quá, nhưng ít nhất thì FI e. phải quỳ xuống cũng có thể làm được. Các ngươi chớ có làm càn, có Phục Hy Tiên thống chuẩn đế nhịn không nổi. Đồng thời, trong hư không, một tấm bia đá cổ lão khí kinh khủng, long khí sôi trào nổi lên, chính là chuẩn tiên khí, Phục Hy Long bi. Vậy thử một chút xem. Quân gia thất tổ quân thái a cũng chính là lão nhân thả câu nuốt tinh cổ trong tinh hà hai phe đều cùng thối lui một bước đi tình thế dị vực hiện giờ cực kỳ nghiêm trọng hoàn toàn không phải lúc để nội chiến có bao nhiêu phương thế lực bất hủ đến đây điều hòa cũng có cả người thuộc thế lực qua hoàng tiên thống xuất hiện cuối cùng cổ đế tử bị ép trước mặt vô số người phải quỳ xuống xin lỗi quân tiêu giao là ta sai rồi ta là tội nhân không nên ám toán anh hung tiên vực quân tiêu giao gần như từng câu từng chữ cổ đế tử đều phải nghiến chặt răng mà phun ra sau khi nói xong câu đó cổ đế tử không ép nổi ngực nữa trực tiếp phun ra một ngụ máu tươi đáng chết quân tiêu dao này chết rồi cũng muốn chọc giận ta cổ đế tử giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung cái này mẹ nó chứ một người chết còn có thể ép y phải quỳ xuống khiến y tức giận đến mức đạo tâm bất ổn cũng đủ tuyệt cổ đế tử quả thực đã kế thừa di trí của kim ô thập thái tử trở thành người phát ngôn mới của chữ thảm Đương nhiên, ngoại trừ phục khi tiên thống, long giao nhi của thái hư cổ long tộc, vũ hóa vương của vũ hóa thần triều, quân gia đều đi một lượt. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều yếu thế nói xin lỗi. Dù sao thì, đợi sau này ẩn mạch quân gia hoàn toàn sát nhập cùng chủ mạch. Đến lúc đó, sẽ chẳng còn mấy phe thế lực dám trêu chọc quân gia. Về phần quý đạo nhất ở nhân tiên giáo, vì tin tức quý đạo nhất vẫn lạc đã chuyển ra nên quân gia cũng lười tới cửa. Đến lúc này, quân gia gõ đầu các thế lực khắp nơi lại lần nữa bày ra quyền uy vô thượng của quân gia. Đương nhiên, tất cả đều là có công lao của quân tiêu giao. Dù sao thì, ẩn mạch quay về vẫn là vì hắn. Có thể nói, hai mạch quân gia có thể sát nhập lại lần nữa khôi phục sự cường thịnh. Quân tiêu giao là công thần số một, có được công lao không thể xóa nhòa. Nhưng cũng có rất nhiều thế lực đối địch trào phúng trong bóng tối. Quân tiêu giao đã chết rồi, giờ đi gõ đầu thế lực khắp nơi thì có ích lợi gì ở toàn bộ cửu thiên tiên vực bởi vì quân tiêu dao ngã xuống tức thì huyên áo gà đến bay chó sủa trong hư không tối tăm ở nơi nào đó có một đoàn huyết vụ bí mật mang theo xương vỡ một cái cổ phù nằm ở trong đó một điểm ánh sáng nguyên thần như ẩn như hiện chậm rãi phát sáng bên trong cổ phù yếu ớt như ánh lửa đom đóm trong mơ hồ có một làn sóng ý thức mờ nhạt truyền đến lần này có vẻ như chơi hơi lớn rồi sóng ý thức mong manh này rõ ràng là thuộc về quân tiêu dao còn miếng cổ phù này chính là vật mà loạn cổ đại đế dùng để bảo mệnh loạn cổ đế phù đã từng quân tiêu giao chém nguyên thần của vương đằng cuối cùng vương đằng vẫn có thể thông qua nửa miếng loạn cổ đế phù khôi phục lại chớ nói chi là hiện tại cái mà quân tiêu giao có là loạn cổ đế phù hoàn chỉnh đương nhiên đây không phải lý do duy nhất khiến quân tiêu giao có khả năng dối trời vượt biển nguyên thần của quân tiêu giao lúc ở thế giới thần khư đích thật là đã bị quân biệt ly đánh tan nhưng đừng quên nguyên thần của quân tiêu dao là nguyên thần tam thế hắn có một tia nguyên thần giấu ở trong quá khứ chính là nguyên thần quá khứ mà quá khứ của quân tiêu dao chính là một phiến trống không bởi vì hắn ngoài hoang cổ thánh thể và xương trí tôn gia còn có thể chất xếp hạng nhất trong ba thể chất mệnh vận hư vô giả đây là thể chất mà ngay cả bản thân quân tiêu dao cũng không quá rõ ràng quân tiêu dao chỉ cho rằng mình là người xuyên việt không dính nhân quả không đọa luân hồi vĩnh kiếp thiên nữ cũng từng khiếp sợ, quân tiêu giao như là người không tồn tại ở phương thế giới này. Không có vận mệnh, không có nhân quả. Bất luận kẻ nào đều khó bề tra xét ra được quá khứ của hắn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân quân tiêu giao có thể giấu được trời xanh. Cho dù là trời xanh cũng không có cách nào suy đoán ra một kẻ không tồn tại. Mà quân tiêu giao, chính là lợi dụng lỗ hổng bản thân là người xuyên Việt không dính nhân quả này. Sống sờ sờ lừa gạt trời xanh cho nên trận cục đánh cờ với trời này kỳ thật là quân tiêu giao thắng ngược lại trời xanh mới là cái kẻ coi tiền như rác bị trêu chọc kia còn không công dáng xuống vương miện thiên đạo quân tiêu giao lại còn lợi dụng ván cờ này bàn điều kiện với quân biệt ly thành công khiến ẩn mạch trở về chủ mạch còn gián tiếp mưu đoạt thế giới thụ trở thành anh hùng của tiên vực có thể nói đợt phong ba lần này quân tiêu giao hừng hực khí thế thiết lập âm mưu lừa gạt tất cả mọi người là thật thậm chí ngay cả chư tổ quân gia cũng bị quân tiêu giao lừa gạt có thể nghĩ được, nếu như quân tiêu giao lại lần nữa xuất hiện ở cửu thiên tiên vực, làm rõ hết thảy những chân tướng này. Thế thì chúng sinh tiên vực sẽ trợn mắt há hốc mồm cỡ nào? Chỉ sợ ngay cả trời xanh đều sẽ tức giận. Bởi vì vô số tuế nguyệt từ xưa đến nay, không có ai có khả năng trêu chọc trời xanh như vậy. Nhưng quân tiêu giao làm được. Tuy rằng trêu chọc trời xanh một lần có chút thoải mái, nhưng cái giá phải trả này cũng không nhỏ đâu. Sóng ý thức của quân tiêu giao yếu ớt, có chút bất đắc dĩ không chỉ có thân thể gần như hư hại, thậm chí ngay cả xương trí tôn đều bị đánh nứt ra. Tên quân biệt ly đó, xuống tay đúng là không nhẹ. Quân tiêu giao thở dài. Hắn đương nhiên là cố ý bại bởi quân biệt ly. Nói cách khác, chỉ cần quân tiêu giao không muốn thì cho dù hắn đang ở ác nghiệm chấn phong thần chỉ, quân biệt ly cũng đừng mơ hoàn toàn đánh bại hắn. Quân tiêu giao chính là có năng lực này. Về phần hy sinh bản thân, bảo hộ tiên vực gì gì đó, đó lại càng là lời nói vô căn cứ. Quân tiêu giao không có khả năng vì chúng sinh tiên vực hy sinh bản thân, hắn không phải người như thế. Nhiều nhất bảo về người thân hồng nhan bên người mình cũng rất không tệ rồi. Nếu như quân tiêu giao biết, bây giờ chúng sinh tiên vực đều đang cúng bái hắn, coi hắn là anh hùng cứu vớt tiên vực mà nói. Vậy thì quân tiêu giao nhất định sẽ cảm thấy có chút vớ vẩn buồn cười. Hắn thật sự không muốn làm anh hùng đâu. Có điều, mặc dù lần này quân tiêu bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ít nhất hắn chiếm được thế giới thụ. Loại đồ vật này có thể bù đắp tất cả tổn thất của hắn, mà đúng lúc này, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên: Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới phần cuối trung cực cổ lộ, có đánh dấu hay không? Hệ thống, ngươi đang đùa ta đây à? Quân Tiêu Giao không nói gì, vậy mà kéo dài tới hiện tại mới đánh dấu. Chẳng qua hắn cũng rất mong chờ, lần này mình có thể nhận được thứ tốt gì đây? Dù sao bây giờ, tình huống của Quân Tiêu Giao xác thực không tính là tốt, cần đánh dấu thứ tốt. Đánh dấu. Quân Tiêu Giao giải ra sóng ý thức. Đinh, chúc mừng ký chủ, ở cuối trung cực cổ lộ đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần đánh dấu này đạt được ban thưởng vận may bùng nổ. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được 10 phần thưởng đánh dấu liên tiếp. Nghe được giọng nói tuyệt vời này của hệ thống, ý thức quân tiêu giao dao động mạnh mẽ. Đây là 10 lần đánh liên tục, sảng khoái thế sao? Quân tiêu giao bất ngờ. Hệ thống cũng khó được hào phóng một lần. Có điều ngẫm lại, trung cực cổ lộ xác thực vô cùng dài đằng đẵng, có thể có được ban thưởng vận may bùng nổ cũng coi như bình thường. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 7 sao, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 7 sao, Đạo Tâm chủng Ma Quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 7 sao, Vạn Vật Thổ. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 8 sao, Bản Nguyên Đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 8 sao, Chuẩn Đế binh, Đại La Kiếm Thai. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 7 sao, Trảm Thiên Quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 7 sao, Cửu Tiên nghịch mệnh đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 8 sao, Tam Sinh tiên dược. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 9 sao, Trùng tím ngưỡng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng 10 sao, Thượng thương hắc huyết. Tiếng đinh cùng đánh dấu ban thưởng liên tục khiến cho Quân Tiêu Dao có loại cảm giác nhìn không kịp. Hạnh phúc tới quá bất chợt. 10 lần đánh liên tiếp, thấp nhất cũng là ban thưởng 7 sao, ban thưởng 8 sao cũng có có không ít thậm chí còn có ban thưởng 9 sao và 10 sao. Đây chính là ban thưởng đỉnh cao mà quân tiêu giao chưa từng đạt được. Lần này, thật là muốn bay lên mà. Sóng ý thức quân tiêu giao nói. Tuy rằng tình trạng hiện tại của hắn không được tốt lắm, nhưng quân tiêu giao có lòng tin, đạt được những phần thưởng này. Hắn có thể khôi phục lại nhanh chóng, đồng thời còn mạnh hơn cả lúc trước. Chớ nói chi là quân tiêu giao còn chiếm được thế giới thụ. Thế giới thụ này, nếu như đổi thành ban thưởng, vậy cũng tuyệt đối là ban thưởng cấp bậc 10 sao. Có nhiều bảo bối như vậy, Quân Tiêu Dao không muốn bay lên cũng khó. Đợi tới lúc ta trở lại tiên vực, không biết sẽ là loại tình huống gì đây? Chẳng hiểu sao Quân Tiêu Dao lại có chút tò mò. Có điều trước mắt, hắn đang trôi nổi giữa hỗn loạn và hư vô vĩnh hằng. Quân Tiêu Dao cũng không biết cuối cùng bản thân mình sẽ rơi xuống chỗ nào. Tình huống của Quân Tiêu Dao, người tiên vực tự nhiên không biết được. Từ sau khi quân gia đánh xong thế lực khắp nơi, cả tiên vực cũng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi phía quân gia bên kia, chủ mạch và ẩn mạch sắp sửa sáp nhập. Có thể tưởng tượng ra được, thực lực của quân gia sẽ tăng vọt, thậm chí có thể khôi phục lại cường thịnh lúc trước. Đương nhiên, tiên đình bên này cũng không có rảnh rỗi. Lấy oa hoàng tiên thống và phục hy tiên thống dẫn đầu. Cửu đại tiên thống muốn bắt đầu lần nữa chấn chỉnh vô thượng tiên đình chân chính, dùng cái này để chống lại quân gia sáp nhập. Đương nhiên, đây cũng không phải việc có thể làm trong một sớm một chiều. Dị vực bên kia cũng không an phận, bắt đầu thường xuyên quấy rối ở biên giới Hoang Vu. Hiển nhiên, sau khi kế hoạch thế giới thần khư thất bại, dị vực chỉ có thể lên kế hoạch làm thế nào công phá biên quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỷ nguyên dường như đang nghênh đón một thời kỳ hỗn loạn. Đại thế chân chính sắp sửa mở màn. Mà ngay sau khi thế giới thần khư kết thúc không lâu, một cái tin tức khiến người ta giật mình lại lần nữa truyền khắp Cửu Thiên Tiên vực. Cửu Thiên Tiên viện sắp sửa mở ra. Ở Cửu Thiên Tiên vực, ngoài các hoang cổ thế gia, bất hủ thần triều, thánh địa đại giáo đỉnh cấp gia, còn có rất nhiều học phủ, thư viện. Những học phủ thư viện này, nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, rất nhiều cái đều không kém thế lực bất hủ. Ví dụ như quân tiêu giao, còn có thân phận thánh tử thư viện thánh linh, hoang thiên tiên vực. Các phương tiên vực khác cũng đều có học phủ của riêng mình. Học phủ yêu vương của yêu tộc, học viện cổ hoàng của thái cổ hoàng tộ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng những cái này đều còn kém rất xa cửu thiên tiên viện, Cửu Thiên Tiên Viện chính là học phủ tối cao của Cửu Thiên Tiên Vực, có vô lượng thánh địa truyền thừa và tài nguyên cao nhất. Cái học viện này là học phủ mà tất cả thế hệ trẻ tiên vực tha thiết ước mơ nhất. Hơn nữa Cửu Thiên Tiên Viện dạy học không phân biệt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên phú đủ mạnh, nguyện ý chiến đấu vì tiên vực thì đều có cơ hội gia nhập vào trong đó. Trước đó, ba tứ gia đã từng nói, nếu như ở thế giới thần khư, lập được công lớn thì sẽ có tư cách đạt được tạo hóa cấp tiên mà tạo hóa cấp tiên kia, chính là ở trong cửu thiên tiên viện. Cửu thiên tiên viện, một kỷ nguyên cũng không nhất định sẽ mở ra một lần. Chỉ có ở đại thế hỗn loạn, khi tiên vực gặp phải nguy cơ thì cửu thiên tiên viện mới có thể mở ra, vì tiên vực bồi dưỡng tinh anh và trụ cột chân chính. Những thiên kiêu đã tham dự trận chiến thế giới thần khư, trước đó đều có cơ hội gia nhập. Đương nhiên, khi thật rất nhiều người đều không phục. Đám người cổ đế tử dựa vào cái gì mà có tư cách gia nhập cửu thiên tiên viện, đạt được tạo hóa cấp tiên, tiên vực lại có rất nhiều người trẻ tuổi, nhắc lên một đợt sóng thủy triều chống lại cổ đế tử. Anh hùng chân chính của tiên vực, quân tiêu giao kết thúc ảm đạm, cổ đế tử tiểu nhân vực này lại có tạo hóa cấp tiên. Có thể nói, cổ đế tử, kéo theo phục khi tiên thống, thanh danh ở tiên vực đều có chút thối. Đương nhiên, cuối cùng đám người cổ đế tử vẫn có thể tiến vào cửu thiên tiên viện. Dù sao quyền uy tiên đình vẫn là không thể lay động. Ở sau khi cửu thiên tiên viện mở ra một năm, lại có một chuyện lớn cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cách cục tiên vực. Những chủng tử đã ngủ say trong cổ sử, bắt đầu từng cái nảy mầm, sống lại. Quân biệt ly là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không có. Khả năng là cái cuối cùng. Quân tiêu giao vẫn lạc, giống như là ngòi nổ châm lên thời đại vàng son này. Người sướng xong, ta lên sân khấu. Kết cục của quân tiêu giao, rõ ràng đã tuyên bố trừ vương tranh bá. Quân tinh cùng nhau nổi dậy. Nơi nào đó bên trong vòng xoáy vực sâu, có ma khí mãnh liệt khiến cho tám phương giật mình khiếp sợ, thiên địa khiếp đảm. Oai uy trí tôn càn quét tám phương. Một vị trí tôn trẻ tuổi mang theo ma khí, như ma thần tử trong vực sâu sống lại. Đã bao nhiêu năm rồi, đại thế hoàng kim rực rỡ này, rốt cuộc cũng đã đợi được. Đây là một vị nam tử ma diễm quấn quanh khắp người. Gặp qua thánh diêm la đại nhân. Bốn phương, có cường giả minh vương nhất mạch chắp tay. Nhân vật cấp trùng tử minh vương nhất mạch, thánh diêm la, hiện thân một phương cổ địa khác có một cái bia cổ cao ngất tận trời mặt trên giống như có chạm khắc vô số văn bia chân lý xung quanh trong ba vòng ngoài ba vòng xung quanh là rất nhiều tín đồ chân lý cổ lan thánh giáo ầm ầm cả cái bia cổ chân lý bắt đầu run rẩy các loại trật tự thần liên và văn tự chân lý in dấu vào trong hư không mặt đất nứt ra thần mang vạn trượng một bóng người được bao bọc bên trong ánh sáng thần thánh vô tận và mũi nhọn chân lý chậm rãi ung um dung dẫm bước mà ra Hoàng hôn chư thần sắp sửa buông xuống, đại thế mới sắp sửa khai sáng. Vô thượng chân chủ nói, càng là loạn thế tai kiếp thì càng cần có chân lý và tín ngưỡng. Tin tưởng cổ lan thánh giáo chúng ta, có thể bất tử. Giọng nói này, vô cùng oai nghiêm, truyền khắp trên trời dưới đất. Truy tìm chân lý chi tử, vinh quang nghe theo chân chủ. Vô số cường giả, tín đồ cổ lan thánh giáo đều đang chiều bái. Nhân vật cấp trùng tử cổ lan thánh giáo, chân lý chi tử, xuất thế. Điện Long Vương, trong một ngọn đồi xương rồng. Long khí mãnh liệt ngập trời, một cây hoàng kim Long Vương thương đâm rách hư không minh mông. Một bóng dáng cao lớn khổng lồ bắt đầu thức tỉnh, chấn động đất đai hàng tỷ dặm. Trùng tử Điện Long Vương, huyền hạo khung, thức tỉnh. Theo thời gian dịch chuyển, bắt đầu có từng vị trùng tử khôi phục. Tiên vực chính thức tiến vào thời đại hoa dại nở rộ. Những trùng tử chôn giấu ở trong ruộng đất liên tục bắt đầu sống lại. Một vị trí tôn trẻ tuổi cấp trùng tử, khí huyết ngút trời, chấn động trời xanh. Mỗi một người đều là một đoạn truyền thuyết của kỷ nguyên nào đó. Đây là một thời đại quần hùng tranh bá. Chí tôn trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào. Tuyệt đại thiên kiêu, chấn động thiên hạ. Thỉnh thoảng, ở một góc hẻo lánh nào đó, lại xông ra một vị thiên kiêu không biết đã ngủ say bao lâu. Giống như một con rồng chân thật sống lại, muốn mạnh mẽ quật khởi ở thời đại này. Có thể nói, toàn bộ thiên kiêu đều muốn tranh giành thiên mệnh một thế này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chủng tử đều sẽ nảy mầm cùng thời khắc đó ví dụ như một ít hậu nhân trực hệ cổ hoàng chân chính trong thái cổ hoàng tộc ví dụ như chủng tử truyền nhân thế lực cổ xưa lánh đời danh tiếng không lộ tại tiên vực ví dụ như hỗn độn thể khủng bố trong truyền thuyết đang ngủ say trong chỗ sâu cánh cửa hỗn độn ví dụ như một vị thiếu hoàng cổ đại ở trong cổ địa tiên đình ngủ say nói tóm lại bức màn thịnh vượng đã được kéo ra đã bắt đầu có nhân vật lên đài vậy thì xem ai có năng lực đứng lâu trên sân khấu đi đây là thời đại tốt nhất cũng là thời đại xấu nhất quân tiêu giao một vương ngã xuống, quần tinh cùng nhau nổi dậy. Đảo mắt, thời gian 3 năm đã trôi qua. Ba năm cũng không tính là dài. Thậm chí với tu sĩ mà nói, có lẽ một lần bế quan ngắn ngủi đều phải ngoài 3 năm. Nhưng 3 năm này, đã đủ, để cho mọi người bắt đầu dần dần quên đi một cái tên đã từng rực rỡ bất tận. Quân tiêu giao. Mặc dù quân gia vẫn cường thịnh như cũ, vẫn là hoang cổ thế gia cường thịnh không thể trêu chọc nhất tiên vực. Nhưng thiếu đi quân tiêu giao, vẫn luôn cảm giác như thiếu cái gì đó tuy quân biệt ly cũng khiến người ta kinh ngạc ở trong đám trí tôn trẻ tuổi cũng là tồn tại phong quang vô hạn nhưng so với quân tiêu dao trung quy giống như là thiếu đi một chút thứ không có một chút ý vị nội hàm mà ở trong ba năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện chiến tranh dị vực và tiên vực ở biên hoang càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn tử thương cũng càng ngày càng nhiều xung đột của hai giới bắt đầu nóng lên cách đại chiến chân chính mở ra không còn xa còn có long cát công chúa đã từng là tọa kỵ của quân tiêu giao Chiếm được truyền thừa cửu chỉ thánh Long Đế, cũng từng giao thủ với quân Biệt Ly, cuối cùng vẫn thất bại. Ngoài ra, con quái vật khổng lồ vạn tộc Thương Minh này đã hoàn toàn bị quân Đế Định thâu tóm rồi. Tộc xài nhân trên trung cực cổ lộ, thế lực cấp bậc hoang cổ thánh điện cũng ở dưới sự dẫn dắt của nữ vương Medusa, sáp nhập với quân Đế Đình. Trong khoảng thời gian ngắn, quân Đế Đình vì quân tiêu giao mà một tay sáng tạo nên thế lực đã lớn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Có thể nói, ngoài phương diện nội tình ra, những cái khác bất luận về phương diện gì, quân đế đình đều không kém những thế lực bất hủ truyền thừa vạn đại khác. Chỉ tiếc, con quái vật khổng lồ này lại mất đi chủ nhân đế đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả người của quân đế đình, không có lúc nào mà không cầu nguyện chủ nhân đế đình của bọn họ quay trở về. Ngay ở thời điểm cửu thiên tiên vực gió nổi mây phun, quân tiêu giao đã bị rất nhiều người quên lãng, sau khi trôi nổi ở vực sâu hư không qua 3 năm thì bị một cái khe hở thứ nguyên hút vào trong đó. Nguyên thần của quân tiêu giao lại lần nữa cảm nhận được khí tức quy tắc thiên địa. Có điều khí tức này cũng khiến cho quân tiêu giao hơi sửng sốt, đây không phải là quy tắc thiên địa của cửu thiên tiên vực sao. Đây là một mảnh đất đai tĩnh lặng, trời đất ảm đạm. Sương mù tối đen quanh năm vườn quanh ở chỗ này tạo thành từng giải. Ánh sáng trên trời cũng khó bề chiếu xuống tới. Những nơi mà mắt có thể nhìn tới, hết thảy đều là hỗn loạn. Có các loại di hài không hoàn chỉnh, quan tài cổ xưa phần mộ sụp lở nằm ở trong đó còn có các loại sắt trận hung hiểm đầm lầy có tính ăn mòn trong hư không có vật chất hắc ám trào lên từng đợt từng đợt còn có các loại trật tự thần liên bị ô nhiễm giống như móc xích thỉnh thoảng hiện ra ở trong không gian đây là một mảnh đất tĩnh lặng vĩnh hằng lại càng giống như một cái vạn cổ cấm địa hơn mà đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn có khe nứt thật lớn hiện ra tiếng sấm chớp phun trào tiếng sấm nổ vang dội như muốn săn bằng đất đai âm thanh vang vọng khắp cả vùng đất xung quanh. Ở khu vực mấy ngàn dặm bên ngoài, có một ít sinh linh ánh mắt mang theo vẻ rúng động, nhìn về phía cấm địa xa xôi. Chẳng lẽ mộ thiên lại xảy ra biến cố gì? Lẽ nào lại có nhân vật cấm kỵ ngủ say sắp sửa sống lại? Xuyệt, không cần nhiều lời, cẩn thận chọc phải nhân quả không tốt. Một ít sinh linh đang thì thầm, trong mắt đầy vẻ kính sợ và kiêng kỵ. Nơi này là chỗ nào? Có quy tắc hoàn toàn khác với cửu thiên tiên vực. Một đám huyết vụ nương theo sừng vỡ, từ trong khe hở hư không, dừng ở trong một cái khe núi tối om ở phiến địa vực này. Trong đó có một miếng cổ phù đang chìm nổi, tản ra một cỗ đế uy nhàn nhạt. Đúng là loạn cổ đế phù. Bên trong, một điểm nguyên thần của Quân Tiêu Dao đang dao động chập chờn. Hắn có lòng hiếu kỳ về phiến thiên địa này. Có điều trước đó, tình huống của vũ trụ bên trong vẫn cần phải tra xét. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao chìm vào giữa vũ trụ bên trong, phóng mắt nhìn lại cả vũ trụ bên trong thủng trăm ngàn lỗ tàn tạ đến không chịu nổi giống hệt như tổ ong vỏ vẽ có thể tưởng tượng ra được bị phong bế vào trong ác nghiệm thần linh đã tạo thành tổn thất cho vũ trụ bên trong của quân tiêu giao cỡ nào có điều cũng may phong ấn chấn áp qua ngần ấy năm ác nghiệm thần linh rốt cuộc đã bị hồn của thanh đế chấn áp vào trong chỗ sâu nhất ở vũ trụ bên trong tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc mặc dù cái ác nghiệm thần linh này đã gây tổn thất cực lớn cho vũ trụ bên trong của ta nhưng không phá thì không xây được, chỉ cần có thế giới thụ, vũ trụ bên trong của ta sẽ dảo bước tiến về phía trước một bước dài. Quân tiêu giao nghĩ thầm, không chỉ có vũ trụ bên trong mà còn có bản thân hắn. Thân thể nhìn như vỡ vụn, ngay cả xương trí tôn cũng nứt ra. Nhưng đây là không phá thì không xây được. Sau khi hoàn toàn lột xác xong, quân tiêu giao chỉ có mạnh hơn. Không ngờ, vậy mà ngươi lại thật sự thành công. Hình ảnh thanh đế lại lần nữa hiện lên, giọng nói ôn nhã thanh nhuận đây là may nhờ có tiền bối ra sức, vãn bối cùng lắm chỉ là cung cấp một chỗ mà thôi. Quân tiêu giao nói, ngươi không cần khiêm tốn, nói không chừng ngươi thật sự có khả năng hoàn thành di trí của ta, tạo ra thiên vực nhân gian. Mặt khác, ngươi có biết ngươi còn có cái gì không? Thanh đế hỏi, quân tiêu giao khó hiểu, xếp hạng đứng đầu 3.000 thể chất, vận mệnh hư vô giả. Thanh đế từ tốn nói, vận mệnh hư vô giả, quân tiêu giao sửng sốt. Hắn biết mình là người xuyên Việt, nhưng trước đó cũng không có ai từng đề cập tới vận mệnh hư vô giả. Vĩnh kiếp thiên nữ đã từng nhìn ra, nhưng lại không có chỉ ra. Quân tiêu giao còn tưởng rằng bản thân mình là bởi vì duyên cớ người xuyên Việt, cho nên mới có thể dối gạt được trời xanh. Không ngờ còn có thuật ngữ chuyên ngành vận mệnh hư vô giả này. Ba nghìn thể chất, vận mệnh là vua. Giọng điệu của thanh đế có chút trịnh trọng. Có thể khiến cho một vị đế vương thần thoai lộ ra giọng điệu trịnh trọng như thế. Có thể thấy được vận mệnh hư vô giả này, tồn tại kiêng kỵ cỡ nào quân tiêu giao cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng bản thân mình mang hai thể chất đỉnh cấp xếp hạng đầu hoang cổ thánh thể, và xương trí tôn đã đủ nghịch thiên rồi. Khá lắm, thì ra người mình mang tới ba thể chất đứng đầu. Vận mệnh hư vô giả trong số đó còn là, tồn tại xếp hạng đứng đầu trong ba nghìn thể chất. Thế gian vạn vật đều có quỹ tích vận hành của riêng nó. Nhưng ngươi lại là tồn tại nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, không ai có thể tìm ra nhân quả của ngươi, ngay cả ông trời cũng không thể đây cũng là nguyên nhân vì sao quân tiêu giao có thể dối gạt trời xanh. Tiền bối, bộ trước đây từng có vận mệnh hư vô giả giống như ta sao? Quân tiêu giao hỏi. Hắn xác thực hơi tò mò về cái này. Nếu như với tầm mắt và lịch duyệt của thanh đế mà cũng không biết, vậy thì đoán chừng cũng không có ai biết. Thanh đế dừng một chút rồi nói, vận mệnh hư vô giả, bởi vì quá mức nghịch thiên, từ xưa đến nay, hầu như đều chưa từng bị phát hiện. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, loại thể chất này vốn đã không tồn tại, chỉ là tưởng tượng của mọi người mà thôi. Nhưng mà, ta từng ở trong sách ghi chép lịch sử cổ xưa tìm ra một chút dấu vết. Quân tiêu giao nghe vậy, tâm thần chấn động. Còn có vận mệnh hư vô giả khác nữa sao? Ta không biết tên của hắn, không biết lai lịch của hắn, thậm chí còn không biết hắn có từng tồn tại hay không. Chỉ biết là hắn có một danh hiệu, thầy tướng số. Thầy tướng số. Quân tiêu giao nhíu mày. Hắn không khỏi nhớ tới thầy tướng số mù đã từng nhận nuôi hắn ở kiếp trước, nói đời này của hắn nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Kết quả đúng là như thế. Quên đi, bây giờ thứ mà ngươi nên nghĩ không phải những thứ này, mà là phải làm sao sống sót ở dị vực. Thanh đế buồn bã nói, thì ra đây là dị vực. Quân tiêu giao giật mình. Thảo nào quy tắc thiên địa hoàn toàn khác với cửu thiên tiên vực. Quân tiêu giao còn tưởng, rằng mình tiến vào trong khu vực cấm kỵ cực kỳ hung hiểm gì đó chứ, không ngờ vậy mà lại đi tới dị vực. Ác niệm thần linh đã bị phong ấn, ta thấy với thân thể vỡ nát này của ngươi, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được. Ta có lưu lại 30 chủng hỗn độn thanh liên, có thể giúp cho người đắp nạn lại thân thể, hơn nữa còn có thể có uy năng sánh ngang hỗn độn thể. Lời của thanh đế làm cho hạng người vui giận không thể hiện ra như quân tiêu giao, đây cũng không nhịn được lộ ra một chút ý mừng. 30 chủng hỗn độn thanh liên, đây chính là tạo hóa lớn nghịch thiên. Tuyệt đối có thể sánh ngang với ban thưởng 10 sao. Càng đừng nói đến sau khi tái tạo, quân tiêu giao sẽ có được uy năng của hỗn độn thể mặc dù thanh đế không phải hỗn độn thể, nhưng bản thể lại chính là một đóa sen xanh bên trong hỗn độn. Cho nên thanh đế mới có được thuộc tính năng lực cùng dạng với hỗn độn thể. Mà bây giờ, quân tiêu giao cũng có thể có được thể chất nghịch thiên giống như thanh đế. Nếu như lại trồng thêm hoang cổ thánh thể, còn có cả xương trí tôn lột xác. Thế thì thực lực thiên phú của quân tiêu, yêu nghiệt, dị số, quái vật gì đó, đều không thể hình dung. Dù sao suy nghĩ một chút, quân tiêu giao chính là tồn tại của tập hợp vận mệnh hư vô giả, hoang cổ thánh thể, xương trí tôn, hỗn độn thể chất vào cùng một thân. Đây đã không còn là vấn đề nghịch thiên hay không nghịch thiên nữa rồi. Quân tiêu giao quả thực là đã vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ lý giải của người thường. Đa tạ tiền bối ban tặng. Quân tiêu giao cảm kích nói. Không cần, cái này cứ coi như là, báo đáp ngươi giúp ta giải quyết một kết cục xấu ác nghiệm thần linh này đi. Khóe môi thanh đế lộ ra một chút ý cười nhẹ. Một nụ cười, khiến cho vạn cổ sừng sờ trước vẻ đẹp của nó. ầm Ẩm năng lượng còn dư lại của thanh đế, dũng mãnh tiến vào trong 30 chủng hỗn độn thanh liên. Những gốc hỗn độn thanh liên này tản ra khí hỗn độn tinh thuần, còn có các loại đạo tác hỗn độn hiện lên. Mà ngay lúc này, quân tiêu giao lập tức nghĩ tới. Mười phần thưởng đánh dấu của mình, có vẻ như còn chưa từng kiểm tra qua. Nói không chừng, chính mình có thể dựa vào phần ban thưởng kia, lột xác ra thân thể quý giá vô địch vạn cổ. Quân tiêu giao bắt đầu dò xét mười phần thưởng đánh dấu liên tục. Hơn nữa quân tiêu giao còn nghĩ tới một điểm, nơi này chính là dị vực dù cho quân tiêu dao có tái tạo lại hoang cổ thánh thể thì ở dị vực tuyệt đối cũng sẽ nửa bước khó đi người chỉ cần có chút nhãn giới liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được thân phận của quân tiêu dao thế này không thể được quân tiêu dao cũng cảm thấy đã đến nơi này rồi vậy thì yên ổn mà ở thôi hắn xác thực là có chút chuyện cần phải giải quyết ở dị vực ví dụ như nói có thể dò xét các loại tin tức tình báo quan trọng của dị vực hoặc có thể là hồn thư một trong cửu đại thiên thư có khả năng đang ở trong tay xích hồng vũ xích kiêu nhất mạch. Còn có nơi hạ lạc của phụ thân mình quân vô hối, đến cùng có phải ở dị vực hay không? Còn cả vị nữ tử mặt quỷ đó, cũng có thể là có một loại nhân quả nào đấy với bỉ ngạn nhất tộc, cần phải tra xét. Nghĩ tới đây, quân tiêu giao lại nhớ tới huyền nguyệt. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với huyền nguyệt, có điều huyền nguyệt ở thời khắc cuối cùng lại che chắn ở trước người hắn, ngược lại đã vượt ra ngoài dữ liệu của quân tiêu giao. Quân tiêu giao cũng không có cảm giác được động tĩnh của huyền nguyệt ở gần đây hiển nhiên có thể nàng ta đang ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn chia tách với quân tiêu dao thậm chí cũng có thể đã vẫn lạc nói tóm lại có rất nhiều chuyện quân tiêu dao cần phải đến dị vực dò xét lần này lưu lạc đến dị vực vừa vẫn có thể để cho quân tiêu dao tiến hành kế hoạch tiếp theo nếu đã quyết định dò xét tình huống ở dị vực như vậy hoang cổ thánh thể sẽ khiến cho ta rất khó hành động quân tiêu dao nghĩ hắn bắt đầu suy nghĩ tìm cách ở dị vực thân phận của quân tiêu dao chẳng những không mang đến cho hắn các loại thuận tiện mà ngược lại sẽ còn mang tới nguy cơ trí mạng theo lý thuyết thì có lẽ quân tiêu dao nên bắt đầu làm việc một cách khiêm tốn nhưng hết lần này tới lần khác quân tiêu dao lại không muốn khiêm tốn đúng rồi hỗn độn thanh niên có thể mang đến cho ta thể chất hỗn độn một khi đã như vậy tâm tư quân tiêu dao vừa chuyển dị vực cho ra một tôn hỗn độn thể vạn cổ vô song đây có phải muốn làm người dẫn đầu hay không ngẫm lại cũng rất có cảm giác nha sau khi có ý tưởng sơ bộ rồi, quân tiêu giao mới bắt đầu dò xét 10 phần ban thưởng đánh dấu liên tiếp. Những thứ này có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục. Thâu thiên hoán nhật, có thể ẩn tàng khí tức, ngăn trở dò xét, thậm chí mạnh đến ngay cả nhân quả cũng có thể giấu giếm và thay đổi. Ngay phần thưởng đầu tiên này đã khiến cho quân tiêu giao giật mình. Đây quả thực là buồn ngủ tới liền đưa gối đầu mà. Thâu thiên hoán nhật, tên như ý nghĩa, đổi trắng thay đen, giấu trời qua biển. Tuy rằng không thể tăng chiến lực lên, nhưng dưới mắt quân tiêu giao mà nói lại là cần thiết nhất. Có thâu thiên hoán nhật, những kẻ khác liền khó mà tùy tiện dò xét ra lai lịch của ta. Quân tiêu giao cho rằng, môn công pháp trước mắt này thật sự rất thực dụng. Kế tiếp, là đạo tâm chủng ma quyết. Sau khi quân tiêu giao dò xét qua, lại có chút sửng sốt. Đạo tâm chủng ma quyết là một pháp môn chuyên khống chế người khác. Nói đơn giản, chính là sau khi quân tiêu giao tu luyện đạo tâm chủng ma quyết, thì có thể cầm môn công pháp này giao cho bất kỳ sinh linh nào khác tu luyện. Hơn nữa quân tiêu giao còn có thể tùy ý mang thiên phú tu luyện của mình, thông qua đạo tâm chủng ma quyết truyền lại cho người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, thiên phú bản thân quân tiêu giao sẽ không giảm xuống, còn có thể kiểm soát bao nhiêu thiên phú truyền cho người khác. Sau khi những người khác tu luyện, trong cơ thể sẽ sinh ra ma chủng. Đồng thời có thể tiếp tục mang đạo tâm chủng ma quyết truyền lại cho những kẻ khác, đạt được thiên phú tu luyện, thành quả tu luyện vân vân của những kẻ khác. Tiếp tục như vậy, chính là một truyền mười, mười truyền trăm hơn nữa tất cả những người tu luyện môn pháp quyết này đều sẽ bị quân tiêu dao chế ngự quân tiêu dao chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể lập tức khiến cho ma trùng gieo trong cơ thể những kẻ khác nổ tung khiến họ bỏ mình cái này cũng quá nghịch thiên rồi thì phải quân tiêu dao sửng sốt đây quả thực là pháp môn có một không hai thu nô bộc chẳng lẽ hệ thống biết hắn thích cái này sao không đúng đây cũng không phải thu nô bộc nếu như thật sự truyền ra nói không chừng ngay cả quân tiêu dao cũng có thể truyền giáo được một ý tưởng mới bắt đầu nảy sinh trong đầu quân tiêu giao. Nhưng không vội. Quân tiêu giao tiếp tục dò xét khen thưởng kế tiếp của hệ thống. Ban thưởng 7 sao, vạn vật thổ. Đây cũng là tài nguyên cực kỳ chân quý. Thậm chí ngay cả một ít tiên dược đều có thể trồng ở trên vạn vật thổ. Ngược lại có thể dùng vạn vật thổ này vun trồng thế giới thụ. Quân tiêu giao nghĩ đến. Tiếp theo là ban thưởng 8 sao, bản nguyên đạo. Cái này khiến quân tiêu giao nghiêm túc hơn một chút. Bản nguyên đạo có thể nói là tinh hoa trong trời đất. Có thể nói, nếu như để cho một người phàm có được bản nguyên đạo, hắn sẽ lập tức hóa thân thành thiên tài ngộ đạo tuyệt thế, thậm chí còn có thể khống chế đại đạo trời đất. Nhưng cái này với quân tiêu giao mà nói, không phải thứ chính yếu. Bởi vì với ngộ tính của hắn, cơ bản là không cần bản nguyên đạo. Nhưng mà bản nguyên đạo dựa trên mức độ nào đó mà nói, có thể coi là một cái tiên thiên đạo thai đơn giản hóa. Nếu như mang bản nguyên đạo dung nhập vào trong hoang cổ thánh thể mà nói, quân tiêu giao nghĩ tới điểm này, liệu có thể lột xác ra đạo thai tiên thiên thánh thể hay không? Lùi lại một bước mà nói, cho dù không cách nào lột xác đến hoàn chỉnh. Nhưng liệu có khả năng lột xác ra chuẩn đạo thai tiên thiên thánh thể hay không? Nguyên thần của quân tiêu giao dao động một hồi. Dù chỉ là đạo thai chuẩn tiên tiên thánh thể, so ra cũng mạnh hơn hoang cổ thánh thể đơn thuần rồi. Là thật sự muốn bay lên. Quân tiêu giao cho rằng, thu hoạch lần này của hắn thật sự là rất lớn. Kế đó, quân tiêu giao tiếp tục dò xét. Ban thưởng tám sao, chuẩn đế binh, đại la kiếm thai cái này không có gì để nói đại la kiếm thai sở dĩ có thể đạt tới 8 sao là bởi vì ngày sau nó có thể lột xác thành chuẩn tiên khí thậm chí có khả năng là tiên khí đại hoang kích đã vỡ nát trong đại chiến trước đó cho nên quân tiêu giao vừa vặn thiếu một kiện binh khí tùy tay hơn nữa sử dụng đại la kiếm thai cũng sẽ không bị người dị vực nhận ra thân phận của hắn ban thưởng 7 sao trảm thiên quyết cũng không có gì để nói một trong ngũ đại thần quyết đến lúc này quân tiêu giao đã góp đủ bốn loại bên trong ngũ đại thần quyết lục tiên kiếm quyết nguyên hoàng đạo kiếm thảo tự kiếm quyết trảm thiên quyết chỉ còn lại tiên kiếp kiếm quyết có điều linh diên ngược lại đã lĩnh hội tiên kiếp kiếm quyết quân tiêu giao dự định chờ sau khi hắn trở về tiên vực sẽ tìm linh diên yêu cầu môn kiếm quyết này quân tiêu giao vẫn rất mong chờ sau khi đồng thời tu luyện ngũ đại thần quyết thì sẽ có loại biến hóa kỳ diệu nào có thể lột xác thành một môn kiếm quyết đỉnh cấp trí cao vô thượng nào đó hay không Kế tiếp là ban thưởng 7 sao, Cửu Tiên nghịch mệnh đan và ban thưởng 8 sao, Tam Sinh Tiên Dược. Hai thứ này không cần nhiều lời, Quân Tiêu Dao đều sẽ dung nhập vào bên trong thân thể, dùng để khôi phục thân thể. Thân thể ban đầu của Quân Tiêu Dao đã vỡ nát, cần một đoạn thời gian rất dài để khôi phục lại. Nhưng nếu như dung nhập Cửu Tiên nghịch mệnh đan và Tam Sinh Tiên Dược, thì có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian, đặc biệt là Tam Sinh Tiên Dược, chính là bất tử dược lột xác tam thế. Dược hiệu này là gấp 10 lần bất tử dược bình thường cái này có chút khủng bố. Có thể nói đây là vật báo vô giá, muốn đổi cũng không đổi được. Cuối cùng, chính là hai loại đồ vật nặng ký nhất. Ban thưởng 9 sao, trùng tín ngưỡng. Ban thưởng 10 sao, thượng thương hắc huyết. Quân tiêu dao cũng có chút trịnh trọng. Dù sao loại ban thưởng cấp bậc này đã là chân quý nhất rồi. Quân tiêu dao rất hiếu kỳ, có tác dụng gì nhỉ? Đầu tiên là trùng tín ngưỡng. Sau khi quân tiêu giao tra xét một phen, thu được thông tin, cái chủng tín ngưỡng này cần lấy lực lượng tín ngưỡng rót vào sau cùng có thể nảy mầm về phần cuối cùng sẽ lột xác ra thứ gì quân tiêu dao cũng không rõ lắm có điều lực lượng tín ngưỡng quá khó thu thập không phải các loại tài nguyên bỏ bối tiên nguyên gì đó muốn thu thập thì có thể thẳng tìm thứ lực tín ngưỡng này không phải tìm là có thể được nếu như ở tại tiên vực với lực ảnh hưởng của quân tiêu dao nói không chừng thật đúng là có thể thu thập được một chút lực tín ngưỡng nhưng vấn đề là bây giờ quân tiêu dao đang ở dị vực ở chỗ này, ai sẽ tín ngưỡng hắn chứ? Lực tín ngưỡng, nếu là như vậy mà nói. Đầu quân tiêu giao đột nhiên chợt lóe linh quang. Hắn nghĩ tới một loạt thao tác cợt nhã tuyệt diệu. Đạo tâm chủng ma quyết không phải là thánh điển truyền giáo tuyệt vời hay sao? Quân tiêu giao thẩm nghĩ. Dùng đạo tâm chủng ma quyết tùy tiện lừa gạt vài sinh linh dị vực, sau đó đồn đãi thành đại thần viễn cổ ban ân gì gì đó, thế chẳng phải là sức mạnh tín ngưỡng sẽ vọt tới ào ào à. Còn về phần lừa gạt, với tính cách gian manh và mưu kế đa đoan của Quân Tiêu Dao, còn sợ không gạt được người ta ư? Ngay cả trời xanh cũng bị Quân Tiêu Dao đùa bỡn xoay vòng vòng, chứ đừng nói đến đám sinh linh dị vực kia. Điều duy nhất cần phải chú ý là tạm thời không thể trêu chọc những cường giả cấp cao, nếu bị một bất hủ chi vương phát hiện thì sẽ không hay chút nào. Cách này hoàn toàn có thể thực hiện được. Quân Tiêu Dao đã lên kế hoạch hẳn hoi. Phần cuối cùng chính là phần thưởng của thập tinh, thượng thương hắc huyết. Theo như gợi ý của hệ thống, thứ này chính là một giọt máu đen rơi từ trên trời xuống. Quân tiêu giao có thể dùng hòa giọt hắc huyết này vào trong cơ thể, mở ra hình thức bóng tối, mọi mặt đều sẽ tăng cao, thực lực tăng vọt. Nhưng hắn cũng có thể rơi vào cảnh điên cuồng, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể nào quay trở lại được. Nhưng đây chỉ là một trong các tác dụng của thượng thương hắc huyết. Những bí mật khác thì quân tiêu giao phải tự mình tìm hiểu. Vậy phía trên thượng thương lại là thứ gì, ở nơi nào? Giọt hắc huyết này là của người nào? trong lòng quân tiêu dao lại có thêm một nghi vấn nhưng nếu là phần thưởng hệ thống tặng cho hắn chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có vấn đề gì có được giọt hắc huyết này quân tiêu dao càng có thể hòa vào dị vực một cách hoàn mỹ hơn nữa bởi vì bên trong cơ thể của sinh dị vực đều có vật chất hắc ám tồn tại không ít thì nhiều mà thương thiên hắc huyết lại là ngọn nguồn của vật chất hắc ám nói một cách nghiêm túc thì quân tiêu dao lại càng giống sinh linh dị vực hơn bọn chúng nữa sau đó quân tiêu dao bắt tay vào chuẩn bị hắn dung nhập đạo chi bản nguyên và cả hỗn độn thanh liên vào trong huyết vụ toái cốt. Hắn đang có ý định đồng thời luyện ra hai thân thể. Hai thân thể này đều là chính hắn, không phân chia chính phụ gì cả, sau này cũng có thể dung hợp lại thành một thể. Điểm khác biệt duy nhất chính là một cơ thể sẽ có thể chất hỗn độn, giống như thanh đế, cơ. Thể còn lại thì dung hợp đạo chi bản nguyên, có tư cách lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiếp theo, quân tiêu giao lại cho cả cửu tiên nghịch mệnh đan và tam sinh tiên dược vào trong. Ấm ẩm Ẩm khí hỗn độn quay cuồng, các loại khí huyết phun trào. Cơn chấn động đó giống như có thần linh tuyệt thế xuất hiện. Nguyên thần của quân tiêu giao cũng đang hồi phục với tốc độ điên cuồng. Thần linh bất diệt thuật, trong sinh thư chẳng những có thể khiến cơ thể hồi phục với tốc độ nhanh chóng, mà còn có thể giúp nguyên thần nhanh chóng phục hồi. Bên trong nguyên thần của quân tiêu giao giống như có thần linh đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Chẳng mấy chốc, nguyên thần le lói giống một tia sáng của hắn đã biến thành ngọn lửa nguyên thần. Cuối cùng, ba đóa đại đạo chi hoa xuất hiện, phía trên là nguyên thần quá khứ và nguyên thần hiện tại. Cùng lúc đó, vũ trụ bên trong cơ thể quân tiêu giao cũng đang lột xác với tốc độ kinh người. Quân tiêu giao thả vạn vật thổ phía dưới thế giới thụ. Nhờ có sức mạnh thế giới đến từ thế giới thụ, vũ trụ bên trong cơ thể quân tiêu giao mở rộng không ngừng. Thực lực của hắn cũng tăng lên như diều gặp gió. Bên trong thế giới trong cơ thể quân tiêu giao xuất hiện một mặt trời và một mặt trăng, là do Thái Dương Thánh Lực và Thái Âm Thánh Lực hội tụ thành. Kể từ lúc này, Bên trong vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao có âm dương luân chuyển, nhật nguyệt đổi thay, quy tắc vũ trụ trong cơ thể hắn lại càng thêm hoàn thiện. 3 năm ánh sáng, 4 năm ánh sáng, 5 năm, năm ánh sáng. Đường kính của vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao cũng tăng lên như diều gặp gió. Thánh chủ tiền kỳ, Thánh chủ trung kỳ, Thánh chủ hậu kỳ, Thánh chủ tiểu viên mãn, Thánh chủ đại viên mãn chuẩn trí tôn cảnh, thực lực tăng vọt không ngừng lại được. Việc tu luyện của quân tiêu giao cũng làm ảnh hưởng tới xung quanh hắn. Trời đất mù mịt mây cuộn, sấm rền vang khắp bầu trời. Chỗ của hắn là một vùng cấm địa của dị vực, tên là thiên mộ. Trong đó có rất nhiều thứ quỷ dị, chẳng lành và cấm kỵ. Ngay cả cường giả trí tôn cũng không tùy tiện đặt chân đến đó. Tuy nhiên, trong đó lại có rất nhiều đại cơ duyên hiếm gặp. Không ít sinh linh dị vực hèn mọn tình cờ tiến vào bên trong, gặp đại nạn nhưng không chết rồi đạt được truyền thừa từ cường giả cấm kỵ, hoặc là ăn được thảo dược nào đó rồi tẩy kinh phạt tủy, cá chép hóa rồng, hoặc bọn họ tìm được một quyển pháp cấm kỵ rách nát nào đó, trực tiếp bay lên. Dần già, thiên mộ đã trở thành một vạn cổ cấm địa khiến những sinh linh xung quanh vừa kính vừa sợ. Vào lúc này, ở một nơi cách thiên mộ mấy ngàn dặm, có một bộ tộc nhỏ đang sinh sống ở nơi này. Bộ tộc này tên là Hắc Bỉ tộc. Ngoại hình của bọn họ không khác tu sĩ loài người là bao, chỉ có điều da rẻ lại đen nhánh, thế nên mới được gọi là hắc bỉ tộc. Hắc bỉ tộc là nô tộc hạ đẳng nhất trong dị vực. Ở dị vực tôn thờ luật rừng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thế nên phân chia giai cấp vô cùng nghiêm khắc. Nô tộc, tướng tộc, vương tộc, vương tộc đứng đầu, chuẩn đế tộc, bất hủ đế tộc, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau giống như kim tự tháp. Trong đó nô tộc cấp thấp nhất cũng là chủng tộc có số lượng đông nhất, và hắc bỉ tộc là một trong số các nô tộc nghe đồn tổ tiên của tộc này từng kết hôn với nhân loại tiên vực vì thế nên có một phần huyết thống của nhân tộc tiên vực do đó mới trở thành nô tộc hạ đẳng nhất tại dị vực lúc này ở bên ngoài hàng rào hắc bì tộc dầm 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 vài độc nhãn cự nhân cao chừng ba trượng đang đi đến nơi này đó là tướng tộc dị vực độc nhãn cự nhân tộc tướng tộc là trụ cột vững chắc của dị vực tương đương với người dân bình thường địa vị của bọn chúng hoàn toàn không cùng một kiểu với nô tộc hắc bỉ tộc đê tiện, thời gian dâng lễ đã đến. Một độc nhãn cự nhân nói bằng giọng ồm ồm đầy lạnh lùng. Đại nhân, không phải lúc trước mới vừa cung cấp ư, sao bây giờ lại đến nữa? Một đám tộc nhân hắc bỉ tộc bước ra, người dẫn đầu là tộc trưởng hắc bỉ tộc có thực lực thiên thần cảnh, thế nhưng khi đối diện với độc nhãn cự nhân thì chẳng đáng là bao. Người đang chất vấn đấy à? Độc nhãn cự nhân hờ hững trả lời. Tiểu nhân không dám. Tộc trưởng hắc bỉ tộc sợ dúng người hừ, bây giờ dị vực ta và tiên vực chiến tranh liên miên, tài nguyên cần tiêu hao cũng nhiều hơn. Giao hết nguyên thạch, thảo dược, mỏ kim loại ra đây. Độc nhãn cự nhân lạnh lùng nói, các ngươi thật quá đáng. Bỗng một giọng thiếu niên vang lên. Đó là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, da rẻ đen nhánh, khuôn mặt cứng cỏi, dáng người vừa cường tráng vừa cân xứng. Cậu ta tên là Thác Bạt Vũ. Lúc này, Thác Bạt Vũ đang trợn trừng mắt với độc nhãn cự nhân. Hửm, trong mắt độc nhãn cự nhân toát lên vẻ rét lạnh. Tiểu vũ, không được làm càn. Ở bên cạnh, một cô gái trông vừa tròn đôi mươi với gương mặt xinh đẹp tiến lên ngăn lại. dáng người của nàng thướt tha, vòng. Nào ra vòng nấy, làn da màu lúa mì tuy hơi thô giáp nhưng lại mang nét hoang dã quyến rũ, giống như một nàng báo cái gợi cảm. Nàng là tỷ tỷ của thác bạt vũ, tên thác bạt lan. Ồ, không tệ. Đúng rồi, cả đàn bà của tộc các ngươi cũng phải trưng thú nốt, dùng để an ủi tướng sĩ tộc ta, lũ súc sinh các ngươi, tháp bạt vũ thức đến nổ đom đóm mắt, há miệng quát lớn. Có chàng thiếu niên nào lại không mang cả một bầu trời nhiệt huyết và tháp bạt vũ chính là như vậy. Cậu thường hay phải chứng kiến cảnh hắc bỉ tộc bị ức hiếp, trong lòng đã kìm nén lửa giận từ lâu. Hà cớ gì hắc bỉ tộc lại là nô tộc, là phải bị ức hiếp? Mạng của tộc nhân hắc bỉ tộc không phải là mạng ư? Nhãi con can đảm đấy, nhưng tiếc là quá ngu ngốc. Độc nhãn cự nhân tiện tay vung lên một cái, tạo ra một cơn gió lớn. Vù! thác bạt vũ học máu, trực tiếp bị đánh bay. Tiểu vũ, gương mặt xinh đẹp của thác bạt lan tái nhợt. Hừ, nếu hôm nay các ngươi không chịu nghe lời, vậy toàn bộ hắc bỉ tộc các ngươi đều phải chết. Dù sao đám nô tộc đề tiện các ngươi cũng giống như đám cỏ rác, cắt gốc này thì mọc gốc khác. Trong mắt độc nhãn cự nhân lóe sát ý, đồng ý, bọn ta đồng ý. Tộc trưởng hắc bỉ tộc run lẩy bẩy, vành mắt thác bạt lan đỏ bừng, nàng bị độc nhãn cự nhân kéo đi. Một nhóm các cô gái khác cũng bị kéo đi đám độc nhãn cự nhân này thấp nhất cũng tận ba trượng, giống như một người khổng lồ. Có thể tưởng tượng được những cô gái bị bắt đi này, sẽ phải trải qua cơn ác mộng như thế nào. Với hình thể của đám độc nhãn cự nhân, đây không còn là hành hạ mà là đâm thấu tinh gan. A Lan tỉ tỉ, khoái mắt thác bạt vũ như muốn nứt ra, máu tươi chảy xuống, trái tim bị nỗi phẫn nộ và đau khổ bao trùm. Ây, nhóc con, tộc trưởng hắc bì tộc lắc đầu thở dài. Nếu như ta đủ mạnh, Thác Bạt Vũ nghiến răng, cặp mắt tràn đầy tơ máu. Trong một nơi tàn khốc như dị vực, yếu chính là một cái tội. Chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì thân phận, địa vị, tài nguyên, phụ nữ, tôn nghiêm, cái gì cũng có. Ta quá yếu." Thác Bạt Vũ đau khổ nói. Những nô tộc như bọn họ vốn đã có tư chất kém, lại chẳng có tài nguyên hay công pháp thần thông gì, muốn vùng dậy là chuyện còn khó hơn lên trời. Ở tiên vực tốt xấu gì, cũng có một vài học phủ thư viện lập ra để dạy dỗ những tu sĩ bình thường. Nhưng ở dị vực thì không có. Mà dù có thì đó cũng là nơi mà những ai có thiên phú, có thực lực, có thân phận địa vị mới có thể gia nhập. Những nô tộc như bọn họ đến cả tư cách làm tạp dịch cũng không có. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên, trời đất lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cách thiên mộ mấy ngàn dặm bỗng có ánh chớp xuất hiện, những đám mây lôi kiếp dày đặc khắp nơi. Rốt cuộc thiên mộ sao vậy? Gần đây thường có động tĩnh, chắc là xuất hiện biến cố gì nhỉ? Một vài bộ tộc có thế lực xung quanh bắt đầu bàn tán. Thác Bạt Vũ đột nhiên rời mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thiên mộ, một vùng cấm địa quỷ dị tràn đầy các truyền thuyết tử vong, nhưng cũng không thiếu những người gặp may mắn, đạt được cơ duyên tạo hóa nghịch thiên tại nơi này. Nếu như mình có thể đạt được. Trong mắt Thác Bạt Vũ hiện nét kiên định trước nay chưa từng có. Với tình trạng của cậu ta lúc này, đừng nói đến việc có tài nguyên tu luyện hay không, cho dù có nhưng nếu tu luyện từng bước từng bước một, thì chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Cách duy nhất chính là đánh cược một lần, buông tay liều một trận nếu thắng thì từ đây sẽ trở thành người trên vạn người thậm chí có thể dẫn dắt cả tộc mình thoát khỏi thân phận nô tộc ti tiện còn thua thì cùng lắm là mất đi một cái mạng mà thôi tham sống sợ chết thế này thì có nghĩa lý gì không bằng đánh cược một lần ánh mắt thác bạt vũ lấp lóe trong đêm khuya thác bạt vũ một thân một mình rời khỏi bộ tộc lao thẳng tới phía thiên mộ trong thiên mộ tại một sơn cốc tối tăm khí hỗn độn vô tận đang cuộn trào các trật tự đạo tắc xen lẫn với nhau giống như đang thai ngén một thần linh đang ngủ say ở bên kia, thân ảnh cao giáo của quân tiêu giao hiện ra, trông có vẻ hơi mờ ảo. Đây chính là cơ thể do nguyên thần của hắn biến ra. Không tệ, thu hoạch lần này quá lớn, tu vi của mình đã tăng lên đến chuẩn trí tôn cảnh. Quân tiêu giao lẩm bẩm. Phải biết là lúc này quân tiêu giao còn chưa đến 30 tuổi. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã bước vào chuẩn trí tôn cảnh, quả đúng là ngàn năm có một, lật khắp lịch sử cũng chẳng hề có một ai. Ngay cả những thiên kiêu cấp hạt giống hay trí tôn trẻ tuổi kia thì ít nhất cũng đã hàng trăm hàng ngàn tuổi, hoặc thậm chí là mấy ngàn tuổi, nhưng so với tuổi thọ của tu sĩ thì bọn họ vẫn còn rất trẻ. Còn quân tiêu giao là trẻ thật sự, chứ không phải so với gì cả, dù lấy đơn vị là trăm năm thì hắn cũng vẫn còn rất trẻ. Nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn. Khi vũ trụ trong cơ thể lớn lên, mình thậm chí còn không cần cố gắng tu luyện thì cảnh giới cũng sẽ tăng lên như diều gặp gió. Quân tiêu giao thở dài, hắn cũng giật mình trước thiên phú của bản thân. Không cần phải cố gắng tập luyện mà đã mạnh hơn những người tu luyện cực khổ khác, đúng là quá yêu nghiệt. Hơn nữa vũ trụ trong cơ thể mình đã lột xác thành thế giới vi trần rồi. Quân tiêu giao chú ý đến điểm khác. Sau khi được thanh đế chỉ bảo, quân tiêu giao đã biết trong vũ trụ cũng chia cấp bậc. Thế giới vi trần, thế giới tiểu thiên, thế giới trung thiên, thế giới đại thiên, vũ trụ đơn thể, vũ trụ đa nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lúc trước vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao còn chẳng thể xem là thế giới vi trần, chỉ có thể coi là một không gian trong đó mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi được thế giới thụ bồi dưỡng, thế giới trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã mở rộng nhanh chóng, phạm vi lên đến 10 năm ánh sáng, chạm mốc thế giới vi trần. Và cả các quy tắc vật chất, quy tắc âm dương trong đó nữa. Đến lúc này Quân Tiêu Dao mới được xem là đã bước vào cánh cửa. Nhưng so với những người đồng trang lứa vẫn chưa tạo ra vũ trụ trong cơ thể, Quân Tiêu Dao đã vượt xa bọn họ rất nhiều hỗn độn thanh liên biến thành hỗn độn thể chất, chắc hẳn không đến mấy tháng là có thể thành hình. Nhưng hoang cổ thánh thể đã dung nhập đạo chi bản nguyên, muốn lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai thì vẫn còn cần một thời gian nữa. Quân tiêu giao tính toán, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn. Dù sao đây cũng là cơ thể của hắn, không có gì khác biệt cả. Đến lúc đó hỗn độn thể chất dung hợp với chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, chắc có lẽ có thể quét ngang tất cả. Ngay lúc quân tiêu giao đang cảm thấy nhàm chán, hắn chợt nhận ra thứ gì đó, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc. Thú vị, không ngờ lại có người dám đến vùng cấm địa này, hơn nữa còn là cơ thể phàm trần. Mặc dù quân tiêu giao không biết tình huống của cấm địa này, nhưng hắn biết đây là một cấm địa vạn cổ trong dị vực. Ở nơi nguy hiểm vô ngần này, một thiếu niên với tu vi chưa đến thánh cửu giai cũng dám tiến đến, đúng là chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quân tiêu giao phóng thần niệm ra, giữ lấy cậu trai nọ. Đây chính là thiếu niên hắc bỉ tộc, thác bạt vũ cậu có gương mặt thanh tú mang dáng vẻ kiên nghị, nhưng tu vi lại tầm thường không có gì nổi bật. Chuyện này, quân tiêu giao có cảm giác mình đã nhìn thấu mọi sự. Đây không phải là thiết lập nhân vật chính điển hình à. Tiến vào cấm địa, cửu tử nhất sinh, tình cờ gặp được cơ duyên, sau đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành người trên vạn người. Nhưng điểm duy nhất có thể xác định chính là cậu trai này không gặp may mắn như vậy. Hắn ta cũng không phải là đám long ngạo thiên hay vương đằng. Thiếu niên nô tộc là một ứng cử viên truyền giáo tốt đấy chứ, hơn nữa tự tay tạo ra một khí vận chi tử cũng rất thú vị. Quân tiêu giao cần phải thu thập tín ngưỡng để tưới cho hạt giống tín ngưỡng. Hắn cũng cần phải đặt một quân cờ. Và thác bạt vũ này đây chính là một đối tượng thích hợp. Thật đáng chết. Phía ngoài rìa thiên mộ, tại một vùng đầm lầy nào đó, thác bạt vũ mang gương mặt trắng bệt đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn ta sẩy chân bước vào một vùng đầm lầy đầy bùn nhão. Khắp cả chân hắn ta bị ăn mòn, nhìn thấy cả xương đùi đầy các tơ máu. Ha ha, quả nhiên là mình không phải nhân vật trong chuyện cổ tích rồi. Cậu co rúm người ngã xuống đất, cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh của mình đang dần tan biến. Thác Bạt Vũ nở nụ cười khổ đầy căm phẫn, ẩn chứa nét tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn ta thậm chí còn chưa vào trong thiên mộ mà đã phải bỏ mạng ở phía ngoài rồi. Lúc ý thức Thác Bạt Vũ đang chập chờn, trong đầu hắn ta bỗng vang vọng một giọng nói mang cảm giác cổ xưa vô tận, giống như truyền đến từ thời viễn cổ hồng hoang. Các ngươi muốn mạnh lên ư, muốn thoát khỏi vận mệnh ư, Giọng nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu Thác Bạt Vũ. "Là ai?" Thác Bạt Vũ trợn tròn mắt. Trong thiên mộ này không có một bóng người, ai lại đi nói chuyện với hắn ta? "Ta là người sắp đặt vận mệnh, là chúa tể sáng thế, là đầu nguồn của chư thiên, là điểm cuối của vĩnh hằng. Tất cả đều bắt đầu từ ta và tất cả đều kết thúc ở ta." Giọng nói này khiến Thác Bạt Vũ như muốn ngạt thở, toàn thân run lẩy bẩy. "Người sắp đặt vận mệnh, chúa tể sáng thế, đầu nguồn của chư thiên?" đó là tồn tại vô thượng đến cỡ nào chứ? Ở phía không trung xa xa, nguyên thần của quân tiêu giao đang đứng chắp tay, nở một nụ cười nghiền ngẫm như có như không. Mấy việc lừa gạt kiểu này đúng là sở trường của hắn. Nói chung chỉ cần nói càng rông dài thì sẽ càng làm người ta tin tưởng. Đối với quân tiêu giao mà nói, việc này giống như một trò chơi vậy. Ở bên kia, thác bạt vũ thở dốc, con ngươi trợn trừng. Hắn ta vốn đã sắp chết rồi, nhưng hình như lúc này lại khôi phục một chút sức sống quả nhiên ông trời không phụ lòng ta. Thác bạt vũ kích động đến nỗi mỗi một sợi dây thần kinh đều đang run lên. Quả nhiên hắn ta sẽ gặp được cơ duyên lớn. Cơ duyên của người khác cùng lắm chỉ là một công pháp không trọn vẹn, một kỳ thảo thần dược hoặc một loại truyền thừa nào đó. Còn thác bạt vũ thì sao nào? Hắn ta đã gặp được một vị thần. Nếu là ở một nơi bình thường không có gì đáng chú ý, chắc có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không dễ dàng bị dao động. Nhưng ở đây là nơi nào? Đây chính là thiên mộ một cấm địa vạn cổ, Nghe nói ở đây từng chôn thần linh thật đấy. Vừa nghĩ như thế, việc gặp được một vị thần sống lại cũng là một chuyện có khả năng, chứ làm gì có cường giả nào nhàm chán đến mức đi lừa gạt một tộc nhân hắc bì, tộc như hắn ta chứ? "Thần vận mệnh và sáng thế vĩ đại, xin ngài hãy cứu ta, ta sẵn lòng trở thành tín đồ vĩnh hằng của ngài." Thác Bạt vũ gào thét. Hắn ta sợ lỡ mất cơ hội này. Quân Tiêu Dao cũng cạn lời. Hắn còn chưa bắt đầu gạt nữa mà Thác Bạt Vũ đã chủ động rơi vào cái bẫy rồi nhưng những gì cần có thì vẫn phải có nhất định phải khiến thác bạc vũ tin tưởng rằng hắn ta chính là con cưng được thần linh thiên vị thế thì hắn ta mới có thể toàn tâm toàn ý đi truyền giáo được ầm um, một khắc sau trời đất trước mắt thác bạc vũ bỗng đảo lộn hắn ta nhìn thấy mình đã đi tới một vùng vũ trụ vô biên vô tận đây đây là thác bạc vũ ngớ người ngơ ngác rồi hít vào một hơi thật sâu hắn ta có thể cảm nhận được vùng vũ trụ này khác hẳn dị vực quả nhiên không hổ là thần sáng thế vĩ đại Thác Bạt vũ trợn mắt hốc mồm, chấn động vô cùng. Với giai cấp của hắn ta tất nhiên sẽ không thể tiếp xúc được những đại lão trí tôn, đỉnh cấp có được vũ trụ trong cơ thể. Mà nói cho cùng dù có tiếp xúc thì cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì, bởi vì vũ trụ trong cơ thể quân tiêu giao hoàn toàn tuân theo quy tắc của hắn, còn vũ trụ trong cơ thể những đại lão trí tôn kia thì cùng lắm chỉ là mượn quy tắc của vũ trụ mà thôi. Lúc Thác Bạt vũ hay còn đang cảm thấy chấn động, ở nơi xa xăm vô tận trong vũ trụ có một thân ảnh mờ ảo đang ngồi xếp bằng mang theo khí tức áp chế chư thiên thân ảnh kia được bao phủ trong vô số tiên mang phù văn sáng trói ánh sáng đại đạo tỏa ra điên cuồng hắn giống như khởi nguồn của vạn vật là điểm bắt đầu của sáng thế vận mệnh nhân quả của vạn vật trên thế gian đều như hóa thành dòng sông chảy xuôi dưới chân hắn ở phía sau hắn là một gốc cổ thụ sung xuê che trời trải rộng khắp tinh hà trên mỗi chiếc lá đều giống như có một thế giới dập dìu thác bạt vũ chấn động đến mức run rẩy Hắn ta không hề biết đó chính là thế giới thụ, chỉ cảm thấy đây là sức mạnh sáng tạo vĩ đại, mà ngay cả thần cũng chưa chắc đã có được. Nhưng chuyện chấn động hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Ở đằng sau thân ảnh lờ mờ kia là một thân ảnh kinh khủng giống như một ma thần thời viễn cổ. Khí tức kia mang đến cảm giác như muốn đè sập chư thiên, giống như hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên thế gian đều sẽ bị chôn vùi dưới tay hắn ta. Bất 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 Hủ Chi Vương, đầu óc Thác Bạt Vũ trống rỗng. Nói chuyện lắp ba lắp bắp, suýt chút nữa đã sợ đến vỡ mật. Mặc dù hắn ta chưa từng gặp Bất Hủ Chi Vương bao giờ, nhưng một khi Bất Hủ Chi Vương tức giận thì khắp cả dị vực đều sẽ chấn động, thiên địa biến sắc. Lúc này đây, khí tức của Ma ảnh kia không hề kém hơn Bất Hủ Chi Vương chút nào. Vị Bất Hủ Chi Vương kia im lặng đứng sau thân ảnh lờ mờ nọ, giống như tùy tùng hoặc thần thủ hộ vậy. Trời ơi, một Bất Hủ Chi Vương lại đi làm tôi tớ. Tam quan của Thác Bạt Vũ chấn động vô cùng đây chính là tồn tại bất hủ đứng trên đỉnh tháp tại dị vực, người bình thường muốn ngước nhìn cũng khó. Thế mà bây giờ người nọ lại chỉ là một tôi tớ đứng sau lưng vị thần vận mệnh, và sáng thế kia. Hắn ta cảm thấy vị thần vận mệnh và sáng thế này còn cường đại và bí ẩn hơn, thần linh bình thường nhiều. Thác bạt vũ bái kiến thần vận mệnh và sáng thế. Thác bạt vũ quỳ dạp xuống đất, run rẩy lẩy bẩy. Hắn ta không ngờ mình đi vào thiên mộ lại gặp được thần linh thật sự. Thác bạt vũ cúi gục đầu, không dám nhìn thân ảnh lờ mờ nọ chỉ sợ làm vậy là khinh nhờn thần linh. Người tụng niệm tên thật của ta sẽ nhìn thấy vĩnh sinh trong luân hồi. Một giọng nói oai nghiêm vang lên, mang theo nét bất hủ bất diệt. Thác bạt vũ kích động đến nỗi trái tim như muốn vọt ra ngoài. Bây giờ hắn ta không mong cầu vĩnh sinh, chỉ muốn mình mạnh lên là được. U, ở giữa không trung xuất hiện một luồng ánh sáng, cuối cùng rơi vào trong tay thác bạt vũ. Đó là một tấm thẻ bằng ngọc, bên trên ghi lại đạo tâm chủng ma quyết. Đa tạ thần vận mệnh và sáng thế đã ban ân, Thác Bạt Vũ thở gấp, trong lòng mừng rỡ như điên. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là hết. Trên thế giới thụ, một chiếc lá rung lên, sức mạnh của một thế giới trực tiếp dung hòa vào trong cơ thể của Thác Bạt Vũ. Tu vi của hắn ta tăng lên vùn vụt, chỉ trong thoáng chốc đã đạt đến chân thần cảnh. Thác Bạt Vũ đờ người ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Khi cảm nhận được một luồng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, mắt hắn ta đỏ ửng, liên tục hô lên. Thác Bạt Vũ nguyện vĩnh viễn thành kính tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, khiến vinh quang, của thần linh đại nhân chiếu dọi khắp những sinh linh đang chịu khổ cực khó khăn kia thác bạt vũ cũng khá hiểu chuyện hắn ta nhận được lợi ích nên muốn truyền giáo giúp tồn tại vô thượng này đây là chuyện vô cùng bình thường sau một lần trời đất quay cuồng thác bạt vũ lại trở về chỗ cũ hắn ta phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn tu vi vẫn là chân thần cảnh khi thấy thẻ ngọc trong tay thác bạt vũ không nhịn được bèn dò xét một lượt ánh sáng tỏa ra trong mắt của hắn ta đạo tâm chủng ma quyết, không hồ là công pháp vô thượng mà thần vận mệnh và sáng thế ban cho. Thác bạt vũ hít một hơi thật sâu. Nếu giao công pháp này, cho người khác tu luyện sẽ đạt được thiên phú tu luyện và thành quả của họ. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng thác bạt vũ có thể mạnh đến mức độ nào, ngay cả bản thân hắn ta cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Mình nhất định phải khiến vinh quang của thần vận mệnh, và sáng thế chiếu dọi tất cả nô tộc. Thác bạt vũ rời khỏi thiên mộ với vẻ mặt kiên nghị. Thế nhưng hắn ta không hề hay biết có một thân ảnh ở, trong không trung đang mỉm cười nhìn hắn ta rời đi. Quân cờ đã hạ xuống, một ván cờ mới đã bắt đầu. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không ngờ việc lừa gạt lại diễn ra đơn giản đến vậy. Thân ảnh Bất Hủ Chi Vương, kia chính là ác nghiệm thần linh bị phong ấn ở thế giới trong cơ thể Quân Tiêu Dao, đem ra giả ngầu cũng không tệ. Cộng thêm cả thế giới thụ đang chảy sức mạnh thế giới, nói thật thì rất đáng sợ. Thiếu niên nô tộc Thác Bạt Vũ chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà Quân Tiêu Dao đặt ra thôi mặc dù bây giờ hắn ta nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua thân phận và địa vị cũng vô cùng ti tiện thấp hèn nhưng đừng quên cả con đê ngàn dặm cũng có thể bị vỡ bởi tổ kiến quái vật càng khổng lồ thì càng dễ bị một vài kẻ như run dễ hủy hoại tất nhiên quân tiêu dao cũng không mong đợi gì vào một mình thác bạc vũ có thể lay động căn cơ của dị vực hắn chỉ xem thác bạc vũ giống như một dụng cụ thu thập sức mạnh tín ngưỡng hình người mà thôi vào lúc này tại vũ trụ trong cơ thể quân tiêu dao hạt giống tín ngưỡng lẳng lặng lơ lửng bên trong. Một ánh huỳnh quang bất chợt xuất hiện, dù không lớn lắm nhưng lại vô cùng trói lóa nhức mắt. Đó chính là sức mạnh tín ngưỡng của Thác Bạt Vũ. Do hắn ta vẫn còn nhỏ yếu nên sức mạnh tín ngưỡng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn ta lại vô cùng thành kính tôn sùng quân tiêu giao, nên nó vô cùng trói mắt. Sức mạnh tín ngưỡng này dung nhập vào bên trong hạt giống tín ngưỡng, nhưng chẳng xảy ra thay đổi gì, giống như là hạt cát giữa sa mạc. Quân tiêu giao biết muốn hạt giống tín ngưỡng nở hoa, thì phải cần nhiều sức mạnh tín ngưỡng hơn nữa. Tiếp theo phải xem Thác Bạt Vũ sẽ làm gì đây. Tính ra mình đã ban cho hắn ta thiên phú tu luyện tương đương với một phần ngàn của bản thân. Quân tiêu giao mỉm cười nói. Đạo tâm chủng ma quyết có một năng lực, đó chính là có thể thưởng cho người khác thiên phú tu luyện. Quân tiêu giao đã ban cho Thác Bạt Vũ, thiên phú tu luyện tương đương một phần ngàn của hắn. Và tất nhiên bản thân quân tiêu giao không tổn thất chút thiên phú nào cả. Đừng xem thường một phần ngàn. Phải biết rằng thiên phú của quân tiêu giao không thể dùng từ dị số vạn cổ hay tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung, một giọt máu của hắn có thể bồi dưỡng được một thiên tài đỉnh cấp, một phần nghìn thiên phú lại càng không thể xem thường được. Ở một bên khác, Thác Bạt Vũ rời khỏi thiên mộ với vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và kích động. Hắn ta muốn đuổi theo đám độc nhãn cự nhân tộc kia, cứu lấy Tỷ Tỷ và những tộc nhân của mình. Mặc dù bây giờ Thác Bạt Vũ mới chỉ có tu vi chân thần cảnh, nhưng lại có năng lực khiêu chiến vượt cấp, muốn đối phó với đám độc nhãn cự nhân kia cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn điều khiến hắn ta vui mừng hơn chính là thực lực của hắn ta đang tăng lên từng giờ từng phút cảm giác giống như chỉ hít thở một cái là tu vi đã tăng lên không ít đây là nhờ vào một phần ngàn tiên phú mà quân tiêu dao đã ban tặng cho hắn ta dù bây giờ ngày nào quân tiêu dao cũng nằm ưỡn ra thì tốc độ tu luyện của hắn vẫn nhanh hơn những tu sĩ đang cực khổ tu luyện nhiều quá nghịch thiên đây là phần thưởng của thần vận mệnh và sáng thế ư mình nhất định sẽ không để cho thần linh đại nhân thất vọng thác bạt vũ càng thêm kích động lòng tin truyền giáo lại càng thêm kiên định chẳng mấy chốc đã vài ngày trôi qua, Thác Bạt Vũ đã đuổi kịp đám độc nhãn cự nhân. Là tên nhãi nhà ngươi, tự đến tìm cái chết thật à? Nhìn thấy Thác Bạt Vũ xuất hiện lẻ loi một mình, đám độc nhãn cự nhân nhách môi, lộ ra răng nanh dính máu tươi. Tiểu Vũ, đừng mà! Trong đám người, Thác Bạt Lan bị dây thừng cột chặt giống như một món hàng hóa. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp của nàng cắt chẳng còn giọt máu. Hôm nay Thác Bạt Vũ ta sẽ nói cho các người biết, hắc bỉ tộc vĩnh viễn không phải là nô lệ. Khí tức của Thác Bạt Vũ bùng nổ, giống như một con hổ non dũng mãnh chém giết tất cả. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả đám độc nhãn cự nhân tộc đã biến thành những đống thịt nát đẫm máu. Tiểu, Tiểu Vũ, đệ, Thác Bạt, Lan ngơ ngác trợn tròn mắt, những nô tộc ở xung quanh cũng ngẩn người. Tỷ tỷ, không sao đâu, sau này sẽ kể cho tỷ nghe. Thác Bạt Vũ cứu tất cả mọi người ra rồi dẫn Thác Bạt Lan đi. Tỷ tỷ, nhất định tỷ không biết ta đã trải qua những gì đâu. Thác Bạt Vũ nói hết tất cả những gì mình biết cho tỷ tỷ nghe. Và lại ban đầu hắn ta, cũng có ý định chiếu dọi vinh quang của thần vận mệnh và sáng thế, thế nên sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Cái gì, thần vận mệnh và sáng thế? Thác Bạt Lan ngớ người. Đây là tồn tại vô thượng đến cỡ nào chứ? Nhưng Thác Bạt Lan không tin cũng không được, bởi vì Thác Bạt Vũ lúc này giống như đã thay ra đổi thịt, chiến lực mạnh hơn tộc trưởng Hắc Bì tộc nhiều. Tỷ tỷ, đây là công pháp mà thần vận mệnh và sáng thế đại nhân ban tặng, tỷ cầm lấy mà tu luyện. Không chỉ có tỷ mà những tộc nhân hắc bị tộc khác cũng cần tu luyện, thậm chí là những nô tộc khác cũng cùng tu luyện, để bọn họ cùng tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế đại nhân. Thác Bạt Vũ truyền đạo tâm trùng ma quyết cho Thác Bạt Lan. Gương mặt Thác Bạt Lan lộ vẻ giật mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy công pháp huyền ảo đến như thế. Hiếm thấy hơn nữa là nàng còn có thể đọc hiểu nó, điều này có nghĩa là, dù cho sinh linh có tu vi thấp cũng có tư cách tu luyện pháp môn này. Ta muốn vinh quang của thần vận mệnh, và sáng thế đại nhân chiếu dọi tất cả những nô tộc bị chèn ép. Vẻ mặt thác bạt vũ vừa kiên định lại tự tin. Hắn ta tin tưởng bản thân mình có thể trở thành người chống lại trật tự, người phá vỡ quy tắc. Ở bên phía thiên mộ, quân tiêu gia nhận ra ngay một luồng sức mạnh tín ngưỡng truyền tới từ nơi xa, tiến vào vũ trụ trong cơ thể, hóa thành từng đốm sáng tín ngưỡng rồi dung nhập vào trong hạt giống tín ngưỡng. Dù mỗi một đốm sáng tín ngưỡng đều không lớn nhưng lại vô cùng tinh khiết và trói mắt, chứng minh đây là tín ngưỡng thành kính không tệ thác bạt vũ đã bắt đầu làm việc quân tiêu dao tương đối hài lòng về quân cờ này hắn có thể cảm nhận được từng hạt ma trùng bắt đầu sinh ra trong cơ thể của những nô tộc kia quân tiêu dao chỉ cần suy nghĩ là có thể khống chế sự sống chết của bọn họ tiếp theo quân tiêu dao không để ý đến hạt giống tín ngưỡng nữa hắn biết muốn hạt giống tín ngưỡng nở hoa thì phải cần một lượng sức mạnh tín ngưỡng vô cùng lớn đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều sau đó quân tiêu dao bắt đầu chú ý đến cơ thể của mình hắn phát hiện bên trong những trí tôn cốt vỡ vụn đang chảy ra từng giọt máu tươi. Giọt máu đó lộng lẫy sáng chói, giống như ẩn chứa quy tắc chư thiên, đường vân đại đạo. Đây là quân tiêu giao kiểm tra cẩn thận. Sau khi trí tôn cốt nứt vỡ, quân tiêu giao từng cho rằng có lẽ mình sẽ mất đi thể chất này. Bây giờ xem ra là phá trước rồi xây lại, trí tôn cốt chẳng những không biến mất mà còn chuyển hóa sang một hình thái mạnh hơn nữa. Trí tôn thần huyết, quân tiêu giao lẩm bẩm nghe đồn rằng trí tôn cốt có một loại lột xác cuối cùng hóa thành trí tôn thần huyết chảy xuôi khắp cơ thể bây giờ xem ra giọt máu tươi lộng lẫy sáng chói trí thần trí thánh kia chính là trí tôn thần huyết được tạo ra sau khi trí tôn cốt lột xác không tệ sau khi lột xác thành trí tôn thần huyết sẽ có thể thai ngén ra trí tôn thuật thứ tư ngoài ra ba đại thần thông trí tôn cốt trước kia vẫn có thể thi triển được chẳng ảnh hưởng gì quân tiêu giao cho rằng thu hoạch của bản thân quả là rất lớn hắn không tiếp tục ở lại sơn cốc tối đen trong thiên mộ nữa. Suy cho cùng hắn không có cơ thể, nếu chỉ dùng nguyên thần đi lại khắp nơi thì quá nguy hiểm, sẽ khiến nhiều người chú ý. Ngay khi quân tiêu giao đang đợi cơ thể tái tạo lại, trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, điểm đánh dấu mới đã thay đổi, xin mời đánh dấu ở chỗ sâu trong thiên mộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh dấu chỗ sâu trong thiên mộ. Quân tiêu giao ngơ ngác. Lúc này hắn đang ở chỗ sơn cốc tối đen, chắc là ở giữa thiên mộ, vẫn còn cách chỗ sâu nhất trong thiên mộ một khoảng nữa. Đã thế chỗ sâu trong thiên mộ cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả trí tôn cũng không dám tùy tiện đi vào đó. Quân tiêu giao không quan tâm lắm, nhưng bây giờ cơ thể hắn vẫn chưa được tái tạo lại, chỉ với nguyên thần thể, mà muốn xông vào chỗ sâu trong thiên mộ thì quả là hơi nguy hiểm. Hắn định chờ, tới khi cơ thể được tái tạo lại mới đi vào đánh dấu sâu trong thiên mộ. Một thời gian sau, quân tiêu giao vẫn đang chờ đợi cơ thể hồi phục lại lúc này nguyên thần của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn rồi. Suy cho cùng, thần linh bất diệt thuật cũng không phải để trưng, nó có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục cơ thể và nguyên thần. Khi thân thể quân tiêu giao dần được tái tạo lại, từng luồng uy áp khí tức cũng càng thêm mạnh hơn. Khí hỗn độn ngập tràn khắp thiên mộ. Động tĩnh này khiến một vài vương tộc dị vực trong khu vực này chú ý tới. Suy cho cùng thiên mộ chính là cấm địa vạn cổ, vô cùng mẫn cảm, rất dễ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Tại một khu vực cách thiên mộ hơn vạn dặm có một thành trì cực kỳ rộng lớn. Nó đứng sừng sững trong gió tuyết, băng lam trên tường thành là do vạn niên huyền băng kết thành. Đây là nơi ở của một trong trăm đại vương tộc dị vực, băng linh vương tộc. Trong thời kỳ cường thịnh, băng linh vương tộc từng là một trong mười đại vương tộc hàng đầu. Thế nhưng trong một trận đại chiến giữa hai giới ở một kỷ nguyên nào đó, băng linh vương tộc bị trọng thương, số lượng cường giả chết đi rất nhiều, thậm chí còn có một số cổ tổ có tu vi chuẩn bất hủ cũng chết đi chuyện này dáng một đòn chí mạng cho băng linh vương tộc, khiến bọn họ tuột từ 10 đại vương tộc hàng đầu xuống hạng chót trăm đại vương tộc. Nếu không nhờ những gì tổ tiên để lại, nói không chừng địa vị vương tộc của bọn họ cũng khó mà giữ được. Tính ra thì gọi sự sa sút của băng linh vương tộc là tuột dốc không phanh, cũng không diễn tả hết được. Lúc này, ở trung tâm thành trì, tại một đại điện bên trong băng cung, một người đàn ông trung niên tóc bạc đang ngồi trên vương tọa, phía dưới là các trưởng lão và gia tướng của băng linh vương tộc ở giữa bọn họ là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ váy hoa tuyết màu xanh lam, trông chỉ mới 18 tuổi. Nhưng đối với các tu sĩ mà nói, nhìn bề ngoài không thể đoán được số tuổi thực sự của bọn họ. Những tu sĩ dưới nghìn tuổi đều được xem là vô cùng trẻ tuổi. Thiếu nữ xinh đẹp này có mái tóc màu bạc như tuyết, sáng bóng mượt mà. Đồng tử của nàng cũng mang màu bạc, mỹ lệ như hạt băng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú đẹp đẽ, cái mũi trắng muốt thẳng băng, đôi môi đỏ tươi tuyệt đẹp. Dáng người nàng cũng vô cùng tuyệt vời với những đường cong quyến rũ. Điểm hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất chính là làn da trắng nõn trong trẻo như bông tuyết, nhìn qua giống như một mỹ nữ được điêu khắc từ băng. Phụ vương, người gọi tinh tuyết đến có chuyện gì ạ? Thiếu nữ tóc bạc tên là Phi Tinh Tuyết, nàng lên tiếng hỏi. Dạo gần đây thiên mộ không bình thường lắm, nói không chừng sẽ có cơ duyên gì đó, có thể giúp con tìm được phương pháp khôi phục hàn băng thiên cốt trong cơ thể con. Băng Linh Thiên Tôn nói, phụ thân của Phi Thiên Tuyết là Băng Linh Thiên Tôn, là một cường giả đại thiên tôn cũng là tộc trưởng đương nhiệm của băng linh vương tộc tinh tuyết hiểu rồi phi tinh tuyết khẽ gật đầu nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi gì mấy từ khi mới sinh ra trong cơ thể nàng đã có một khúc hàn băng thiên cốt tất cả các tộc nhân băng linh vương tộc đều cho rằng nàng chính là dấu hiệu vùng lên của băng linh vương tộc nhưng thiên ý trêu ngươi hàn băng thiên cốt trong người phi tinh tuyết lại vỡ vụn từ lúc mới sinh điều này khiến tộc nhân băng linh vương tộc vốn đang ôm hy vọng với phi tinh tuyết cảm thấy thất vọng đúng rồi còn một chuyện khác nữa băng linh thiên tôn nói với vẻ hơi do dự chẳng hiểu sao trong lòng phi tinh tuyết lại giật thót một cái cảm thấy hơi bất an phía hỏa nham vương tộc đưa tin nói là viêm hoàng tử muốn cưới con làm thiếp băng linh thiên tôn nói phụ vương chuyện này là không thể nào đầu óc phi tinh tuyết kêu ong ong nàng vội vàng từ chối có câu như nước với lửa từ xưa tới nay băng linh vương tộc và hỏa nham vương tộc vốn đã không hợp nhau lúc băng linh vương tộc còn ở thời cường thịnh bọn họ đã từng chèn ép hỏa nham vương tộc tới nỗi không ngóc đầu lên được. Kết quả là sau khi băng linh vương tộc xuống dốc, hỏa nham vương tộc lại quay sang chèn ép bọn họ. Băng linh thiên tôn thở dài, nói, nếu chỉ có mỗi hỏa nham vương tộc thì vi phụ, cũng có thể miễn cưỡng chịu áp lực được. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại móc nối được quan hệ với hắc khổng tước tộc. Lời của băng linh thiên tôn khiến phi tinh tuyết cứng đờ cả người. Hắc khổng tước tộc chính là một trong 10 đại vương tộc đứng hàng đầu. Hắc Khổng Tước Vương cũng là một cường giả chuẩn bất hủ rất nổi tiếng tại dị vực. Nếu Hắc Khổng Tước Vương có thể đột phá thành bất hủ chi vương, vậy Hắc Khổng Tước tộc sẽ trở thành chuẩn đế tộc ngay lập tức, giống như Hắc Kiều tộc trước kia vậy. Hỏa Nham Vương tộc có thể móc nối được quan hệ với một tộc mạnh như vậy, chẳng trách Băng Linh Thiên Tôn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Suy cho cùng có người cha nào lại muốn con gái của mình đi làm thiếp cho kẻ khác, chứ? Tinh Tuyết, con không chỉ vì bản thân mình mà phải suy nghĩ cho cả gia tộc vẻ mặt băng linh thiên tôn tiểu tụy bất đắc dĩ thở dài nói đúng vậy tinh tuyết tiểu thư các trưởng lão băng linh vương tộc đứng xung quanh cũng lên tiếng khuyên để một mình tinh tuyết yên tĩnh một lúc phi tinh tuyết cắn chặt răng lui ra ngoài vài ngày sau một nhóm người rời khỏi thành trì băng linh vương tộc tiến thẳng về phía thiên mộ không những thế một số vương tộc khác ở khu vực này cũng phái người đi thậm chí còn có một số sinh linh tướng tộc tò mò về sự thay đổi của thiên mộ nên muốn phái người đi điều tra quân tiêu dao hoàn toàn không biết mình chỉ muốn khôi phục cơ thể mà lại hấp dẫn nhiều sự chú ý đến vậy vèo một ánh kiếm màu vàng kim dài ngàn trượng lấp lóe trong sơn cốc tối đen mang theo khí thế vô địch như có thể chém đứt trời xanh bầu trời giống như bị chia cắt làm đôi đây chính là uy thế của trảm thiên quyết ư nhìn thấy khe hở hư không khổng lồ dần bị lấp đầy nguyên thần thể của quân tiêu dao khẽ nói uy lực của trảm thiên quyết trong ngũ đại thần quyết quả nhiên không tầm thường lại được một chuẩn trí tôn cảnh như quân tiêu giao thi triển khiến nó càng mạnh thêm. Bây giờ mình đã mạnh hơn quá khứ rất rất nhiều, gần như có thể nói là dễ dàng bóp chết chính mình. Quân tiêu giao đã đến cảnh giới trí tôn thất cảnh, cảm giác này giống như vách ngăn với trời đất đã biến mất, bản thân có thể tự tay chạm vào đại đạo. Chẳng trách chỉ khi đến cảnh giới trí tôn thất cảnh, mới có tư cách thành lập vũ trụ bên trong cơ thể, bởi vì nếu không hiểu rõ đạo và quy tắc, thì không thể nào tạo ra được vũ trụ trong cơ thể được. Mặc dù mới là chuẩn trí tôn cảnh, nhưng với thực lực của mình bây giờ cộng với việc khôi phục cơ thể, át hẳn ngay cả chuẩn trí tôn đại viên mãn cũng không làm gì được mình. Quân tiêu giao tính toán thực lực của bản thân. Ở trí tôn thất cảnh, đừng nói là khiêu chiến vượt một đại cảnh giới, ngay cả vượt một tiểu cảnh giới cũng đã khó như lên trời. Chẳng hạn như chuẩn trí tôn tiền kỳ với trung kỳ, khoảng cách giữa đôi bên còn lớn hơn mấy đại cảnh giới thánh cửu giai cộng lại. Đây cũng là lý do vì sao trong trí tôn cảnh rất khó có thể khiêu chiến vượt cấp nhưng với loại yêu nghiệt như quân tiêu dao thì khó mà tính theo lẽ thường được. Quân tiêu dao đã không chờ nổi nữa, hắn muốn cơ thể khôi phục ngay, như thế hắn mới có thể xuất thế từ thiên mộ, trở thành cường giả dị vực. Đúng lúc này, nguyên thần thể của quân tiêu dao lại thay đổi sắc mặt. Lại có sinh linh tới thiên mộ, hơn nữa lần này còn là sinh linh vương tộc. Bên ngoài thiên mộ, mấy tộc đội ngũ vương tộc đã hội tụ ở đây. Còn có không ít sinh linh các tộc khác cũng muốn kiếm một chén canh. Vị kia chính là vương nữ của băng linh vương tộc phi tỉnh tuyết không hồ là mỹ nhân nổi tiếng của thiên mộ đại châu ta mỹ nhân thì sao chứ không phải chỉ là một bình hoa thôi sao nghe nói đã được viêm hoàng tử của hỏa nam vương tộc nạp làm thiếp thất rồi ai thật đáng tiếc xung quanh loáng thoáng có vài tiếng nghị luận thấp giọng trong đội ngũ băng linh vương tộc phi tỉnh tuyết không để ý những nghị luận kia nhưng bàn tay nàng lại nắm thật chặt không có cô gái nào nguyện ý là một bình hoa cả tình tuyết nàng quả thực đến rồi Nơi xa, có một con hoàng điều đang kéo liệt diễm chiến xa đến. Phía trên chiến xa, có một vị nam tử anh Tuấn, thân mang hoàng bào kim sắc. Sợi tóc như hỏa diễm thiêu đốt, con ngươi đỏ rực. Chính là viêm hoàng tử của hỏa nham vương tộc. Tuổi tác chưa quá ngàn, mà đã là cường giả thánh nhân vương. Trong số các thiên kiêu vương tộc cũng không tính là kém. Gương mặt phi tỉnh tuyết lạnh lẽo, không đáp lời. Viêm hoàng tử cũng cười cười, cũng không để tâm lắm. Dù sao thì Phi Tình Tuyết hiện tại chẳng qua chỉ là chim trong lồng mà thôi. Sau này chẳng phải sẽ trở thành đồ chơi dưới háng của gã sao? Tình Tuyết, nàng gả cho ta làm thiếp, với ta, với nàng và cả gia tộc phía sau chúng ta đều có lợi. Vạn nhất sau này đại chiến hai giới với Tiên vực lại xảy ra, Băng Linh vương tộc nàng lại chết thêm mấy người, ví dụ như phụ thân của nàng Băng Linh Thiên Tôn, đến lúc đó có lẽ ngay cả địa vị vương tộc của các nàng cũng không thể giữ vững nữa. Viêm hoàng tử vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức và trào phúng. Người đang uy hiếp ta. Phi tình tuyết cắn răng ngà kêu lên két két. Dĩ nhiên không phải, không đến mức như vậy, gả cho ta, đối với nàng cũng có điểm tốt. Nói không chừng chúng ta còn có thể song tu, diễn biến ra băng hỏa song cực thể, hàn băng thiên cốt đã bị phế của nàng, không cần nữa cũng được. Ngươi chỉ làm cho tình tuyết cảm thấy buồn nôn. Gương mặt phi tình tuyết mang theo vẻ hàm sát. a, à, phi tình tuyết, đừng không biết tốt xấu, bản hoàng tử có quan hệ với thiên tri kiêu tử hắc khổng tước nhất tộc đấy. Sau này thiên mộ đại châu, thiên tiên yến mở ra, ta sẽ đến dự tiệc, đến lúc đó nếu như nàng vẫn không đồng ý, đừng trách bản hoàng tử ta khó giữ được phong độ. Viêm hoàng tử nói rõ ràng, rồi nở nụ cười gần, sau đó cùng với cường giả của nhất bang hỏa nham vương tộc cùng tiến vào thiên mộ. Toàn thân phi tình tuyết run nhẹ nhẹ. Thiên tiên yến là thịnh yến của thiên kiêu thiên mộ đại châu. Đến lúc đó đừng nói là vương tộc và vương tộc đứng đầu, nói không chừng thiên kiêu chuẩn đế tộc trở lên đều sẽ xuất hiện viêm hoàng tử muốn phi tình tuyết trả lời gã vào hôm đó chắc chắn là vì gã có thể cáo mượn oai hùm nhờ vào hắc khổng tước nhất tộc để đẻ người sau đó phi tình tuyết cũng tiến vào thiên mộ nhưng sau đó điều khiến cho người của băng linh vương tộc hoảng sợ chính là một mình phi tình tuyết hắt bọn họ ra một mình xâm nhập vào thiên mộ điều này không khác gì muốn tự tìm đến cái chết tình tuyết tiểu thư những sinh linh băng linh vương tộc đều đang hét lớn, hoảng hốt. Rất rõ ràng, Phi Tình Tuyết muốn đi tìm cái chết. "Xin lỗi, phụ vương, nhưng Tình Tuyết không chịu được loại vũ nhục này, con tình nguyện tìm tới cái chết." Thân hình Phi Tình Tuyết giống như hồ điệp chập chờn trong thiên mộ, trong đôi mắt đẹp mang theo sự kiên quyết. Muốn nàng làm đồ chơi của Viêm hoàng tử còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nhưng ngay khi Phi Tình Tuyết ôm lòng muốn chết, xâm nhập một tòa sơn cốc hắc ám, ngay lập tức trời đất quay cuồng phi tình thuyết lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra mình đã đi tới một vũ trụ mịt mờ. Ngay khi phi tình thuyết đang vô cùng kinh ngạc mờ mịt, ầm ầm, nơi sâu trong vũ trụ, một thân ảnh mờ ảo hiển hóa, xếp bằng ở phía trên chư thiên. Các loại khí tức đại đạo, thời quang trường hà, nhân quả chi tuyến, vườn quanh thân. Thân ảnh mơ hồ đó, giống như là đầu nguồn chư thiên, khởi nguồn của vạn vật, nơi bắt đầu của thế giới mới. Sau lưng hắn, một gốc cổ thụ to đến mức không hình dung nổi che cả bầu trời. Tán cây bao phủ vũ trụ mịt mờ. Một lá, một thế giới. Chẳng lẽ đó là thế giới thụ? Trong đầu phi tình tuyết giống như là có 10 vạn lôi đình oanh minh. So với thác bạt vũ, phi tình tuyết được sinh ra trong vương tộc, tầm mắt rõ ràng là cao hơn. Nhưng dù vậy, nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, cứng họng. Nhưng mà không chỉ như vậy, một thân ảnh ma thần, tản mắt ra uy thế vô biên. Một sợi khí tức áp dập vạn cổ, là khí tức bất hủ chi vương cơ thể xinh đẹp của phi tình tuyết đang run rẩy, không nhịn được quỳ sát xuống. Tại dị vực, bất hủ chi vương chính là trời. Giận dữ, thiên địa rung chuyển. Gào thét, chư thiên run rẩy. Nhưng hiện tại, thân ảnh tản mát ra khí tức bất hủ chi vương này, lại xếp bằng phía sau thân ảnh mơ hồ kia, như là tôi tớ vậy. Phi tình tuyết đã bị chấn động đến chết lặng. Ta là người hoạch định vận mệnh, là chúa tể sáng thế, là đầu nguồn chư thiên, là ngày tận thế kỷ nguyên. Âm thanh hào sảng, truyền khắp toàn bộ vũ trụ cho dù phi tình tuyết là vương nữ của vương tộc giờ phút này cũng là bị chấn động nàng biết rằng mình đụng phải một tồn tại vô thượng rồi tồn tại vô thượng này mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mạnh đến khoáng thế tuyệt luân mạnh đến đột phá tưởng tượng nếu như ở một nơi khác phi tình tuyết có lẽ sẽ có chút nghi hoặc nhưng nơi này chính là thiên mộ cấm địa vạn cổ nghe đồn từng chôn cất thần thực thụ nếu đã như vậy thì nếu có gặp bất cứ chuyện gì đều không có gì kỳ lạ cả phi tỉnh tuyết, tham kiến vô thượng. Phi tỉnh tuyết cúi đầu quỳ. Vương nữ kiêu ngạo, ở trước mặt tồn tại vô thượng cũng không là gì cả. Phi tỉnh tuyết cảm giác mình còn nhỏ bé hơn cả sâu kiến. Sau đó, tự nhiên lại là một trận lắc lư. Cuối cùng, quân tiêu giao ban đạo tâm chủng ma quyết cho cho phi tỉnh tuyết. Không chỉ như thế, hắn còn ban cho một giọt máu. Giọt máu này, lộng lẫy sáng trói, trí thần trí chí thánh. Chính là trí chí tôn thần huyết lột xác ra sau khi trí tôn cốt vỡ vụn niết bàn. Quân Tiêu giao quan sát phi tình tuyết này, thể nội cũng có một viên Hàn Băng Thiên Cốt không trọn vẹn, vừa vặn lại rất phù hợp. Đa tạ thần vận mệnh và sáng thế đã ban cho. Trong đôi mắt đẹp của phi tình tuyết mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Vị tồn tại vô thượng này, chẳng những ban cho nàng công pháp nghịch thiên, mà còn ban thưởng một giọt thần huyết chân quý. Giọt thần huyết này sau khi dung nhập vào thể nội hàn băng thiên cốt không trọn vẹn của phi tình tuyết. Lập tức, hàn băng thiên cốt sản sinh biến hóa. Các loại quy tắc hàn băng hiển hiện, hiện phi tình tuyết chỉ cảm thấy, hàn băng thiên cốt của mình đã lột xác thành hàn băng đạo cốt, mà lại hoàn chỉnh không thiếu sót. Không chỉ như thế, thực lực của phi tình tuyết cũng tăng vọt, phá vỡ nút thắt cổ chai, trực tiếp đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Ngọc thể phi tình tuyết run rẩy, ngọc nhan trắng nõn như băng tuyết kia cũng bởi vì kích động mà đỏ ửng lên. Một giọt máu khiến thiên cốt không trọn vẹn của nàng hóa thành đạo cốt. Vô thượng có năng lực tạo hóa như vậy. Ngoại trừ vô thượng thự thụ ra còn có ai có thể làm được tiểu nữ tử phi tình tuyết nguyện trở thành tín đồ của thần vận mệnh và sáng thế phi tình tuyết kích động đến mức khó kìm chết được bản thân là thần vận mệnh và sáng thế để cho nàng có thể nắm vận mệnh của mình trong tay cũng khó trách tồn tại vô thượng này lại lấy danh xưng là vận mệnh bây giờ cho dù quân tiêu giao muốn phi tình tuyết chết đoán chừng phi tình tuyết cũng sẽ đồng ý cuối cùng phi tình tuyết rời khỏi không gian vũ trụ đó trong mắt nàng tràn ngập tự tin tại yến tiến thiên tiên chắc hẳn nàng sẽ cho viêm hoàng tử và tất cả mọi người một bất ngờ lớn. Nhìn bóng hình xinh đẹp phi tình tuyết rời đi, bên trong hư không sơn cốc hắc ám, giao thân ảnh quân. Tiêu xuất hiện, hắn đứng chắp tay, khoái miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Một thiếu niên nô tộc cấp thấp, một vương nữ đã phế bỏ thiên cốt. Quân tiêu giao rất hài lòng với hai khí vận chi tử, và khí vận chi nữ do chính mình tự tay tạo ra này. Tuy rằng hiện tại, tạm thời không định xâm nhập vào vương tộc, nhưng đã bày sẵn quân cờ từ trước rồi còn có thiên tiên yến ngược lại cũng khá thú vị quân tiêu dao lẩm bẩm chớp mắt đã mấy tháng trôi qua động tĩnh ở thiên mộ cũng thu hút rất nhiều thiên kiêu tướng tộc và vương tộc đến đây tìm kiếm đương nhiên phần lớn trong số đó đều chết một cách quỷ dị bên trong thiên mộ sơn cốc hắc ám mà quân tiêu dao đang ở ngược lại không hề bị quấy dày ầm ầm ngày hôm nay trong sơn cốc hắc ám tràn ngập hỗn độn khí nồng đậm các loại đạo tắc hỗn độn phức tạp và huyền ảo phù hiện ở bên trong hư không sắp đến lúc rồi. Quân tiêu giao nhìn sương mù hỗn độn kia hình thành một cái kén, khóe môi của hắn lộ ra ý cười nhạt. Dường như còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Nguyên thần của quân tiêu giao trực tiếp trốn vào trong đó. Ẩm Ẩm, từng tầng mây trên thiên khung cuộn tròn lại, kinh lôi phun trào. Dị tượng này không chỉ xuất hiện ở xung quanh thiên mộ. Thậm chí, toàn bộ dị vực, hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện thiên tượng kỳ dị này. Yêu nghiệt xuất thế, thiên địa kinh biến. Cái này, loại dị tượng này, chẳng lẽ dị vực ta lại có yêu nghiệt tuyệt thế sắp ra đời? Chật chật, thiên địa cộng minh, đây là một yêu nghiệt tầm cỡ nào chứ? Chẳng lẽ lại là chủng tử của đế tộc bất hủ nào đó xuất thế? Quả nhiên, đại thế xuất chân long, loại yêu nghiệt này xuất hiện, có tác dụng rất lớn đối với giới ta. Khắp nơi ở dị, một vài thần niệm của các nhân vật lớn đang giao lưu. Tất nhiên bọn họ đều cho rằng, đây là một yêu nghiệt tuyệt thế của dị vực bọn họ. Lại có một yêu nghiệt xuất hiện thế sao, vậy cũng tốt, tiên vực thế hệ này, có không ít quái vật, Bên trong khu vực của Bồ Ma nhất tộc, Bồ Yêu xếp bằng ở một nơi rào rạt linh khí, gã nhìn dị tượng đang xuất hiện trên trời rồi lẩm bẩm. Thật ra, gã thật sự bị Quân Tiêu giao dọa cho sợ rồi. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổn thương ở thế giới thần khư đến tận bây giờ vẫn không khôi phục hoàn toàn được, nhưng cũng may Quân Tiêu giao đã viên lạc, tai họa ngầm lớn nhất đã bị trừ bỏ. Bồ Yêu nghĩ tới đây, trong lòng thở phào một hơi nếu như bổ yêu biết dị tượng này do chính quân tiêu giao đưa tới đoán chừng tâm thái của gã sẽ hoàn toàn sụp đổ ở một nơi khác tại đồ sơn đế tộc hai bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đứng ở một chỗ trên vách núi nhìn dị tượng xuất hiện trong đó có một vị nữ tử trên người mặc váy dài thủy tụ dáng người tinh tế nhẹ nhàng hoàn mỹ như ngọc lông mày cong cong đôi mắt đẹp lấp lánh mũi ngọc cao thẳng làn da như xương tái tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ hoàn mỹ đó chính là tam công chúa của đồ sơn đế tộc đồ sơn tiêu tiêu vị nữ tử trước mặt nàng dáng người cực kỳ cao gầy thân mặc váy bào đỏ chót rộng rãi nhưng cũng khó mà che giấu được dáng người nóng bỏng mê người của nàng núi non cao ngất dường như muốn xé quần áo chui ra bờ eo vô cùng thon thả kiều đồn ngạo nghĩ ướn lên bên trong lớp váy là một đôi chân dài đẫy đà trâu tròn ngọc sáng trước lùi sau cong chỗ lồi chỗ lõm đều có cả nữ nhân vô cùng xinh đẹp vũ mị này được miêu tả vô cùng tinh tế và sống động. Đây tuyệt đối là một vư vật dẫn lửa. Sau lưng nàng cũng có 9 chiếc đuôi hồ ly đỏ rực, trên đỉnh đầu có hai chiếc tai cáo. Bên hông treo một cái hồ lô rượu. Thật sự không biết, lại có yêu nghiệt nào sắp xuất thế. Nữ nhân váy đỏ miễn cưỡng nói, tiếng nói cũng cầu hồn đoạt phách mị. Sao thế, đại tỷ lại tư xuân rồi sao? Đồ sơn tiêu tiêu khẽ mỉm cười nói. Nữ nhân áo đỏ có vóc dáng tuyệt đẹp đó. Chính là đại công chúa, đồ sơn nguyệt nguyệt đứng đầu trong năm người đẹp của đồ sơn ai là nhớ nam nhân nhưng thật đáng tiếc giới ta đương đại lại không có người nào vừa mắt cả đồ sơn nguyệt nguyệt lắc đầu thở dài nói dây đỏ trên cổ tay trắng của nàng vẫn luôn không có động tĩnh chỉ khi gặp được đối tượng thích hợp dây đỏ mới có thể phóng thích dây đỏ nhân duyên điều này liên quan đến tiên kinh mà các nàng tu luyện tình mộng tiên kinh môn tiên kinh này hết sức kỳ lạ không những ra chỉ đối với bản thân đồ sơn hồ tộc nếu các nàng có thể tìm được mệnh trung chú định, dắt dây đỏ nhân duyên, thì môn tiên kinh có thể lại lần nữa thăng hoa, thiên phú và thực lực của các nàng đều sẽ có sự thay đổi về chất, lần nữa tăng vọt. Chính bởi vậy, Đồ Sơn Ngũ Mỹ mới muốn được người mệnh trung chú định. Đương nhiên, phần lớn người Đồ Sơn hổ tộc đều rất khó tìm người người mệnh trung chú định, chỉ có thể tùy tiện tìm một người nhìn thuận mắt cho xong việc. Tam muội, muội nói dây đỏ của muội đã từng phóng xuất ra dây đỏ nhân duyên? đối tượng là tiên vực thần tử quân gia quân tiêu giao. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về, phía Đồ Sơn tiêu tiêu, trên mặt còn mang theo vẻ khó tin. Nàng không ngờ rằng, dây đỏ nhân duyên cũng có thể dắt đến người tiên vực. Đúng vậy, quân tiêu giao đó, là một vị nam tử kỳ lạ vạn cổ vô song, không chỉ dung mạo vô song, thực lực cũng có một không hai trong tiên vực đương đại. Vốn dĩ tiểu muội muốn bắt cóc hắn đến giới ta, đáng tiếc, cuối cùng hắn lại lấy thân phong ấn thần chỉ ác niệm, bị người tiên vực diệt sát đồ sơn tiêu tiêu ngữ khí vẫn còn mang theo vẻ tiếc nuối. Dù sao đó là nam nhân mà nàng khó khăn lắm mới nhìn chúng. Ai, thật sự là đáng tiếc, khó lắm mới có được một nam nhân có thể khiến muội muội ra hứng thú, thật sự muốn thử xem hắn dài ngắn thế nào, đồ sơn nguyệt nguyệt lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đường cong lồi lòm chập trùng kia, đủ để khiến cho bất kỳ giống đực nào cũng mất lý trí. Cũng khó trách đồ sơn ngũ mỹ, diễm danh có thể truyền khắp dị vực, khiến vô số thiên chi kiêu tử tình nguyện hóa thân thành chó, Nghe thấy lời của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng có chút xấu hổ. Nàng rất rõ, vị đại tỷ này của mình, có nhu cầu rất cao, còn có chút đói khát. Chỉ là yêu cầu của tỷ ấy quá cao, vì thế vẫn thủ thân như ngọc. Nhưng nếu như quân tiêu giao còn sống, nói không chừng thật sự có thể bị Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn trúng. Dù sao quân tiêu giao vẫn là thái cổ thánh thể, khí huyết tràn đầy. Thỏa mãn Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, hẳn là dư xài. Chỉ là, hiện tại người không còn nữa, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Đúng rồi, ngày chọn rể của năm tỷ muội chúng ta đã được quyết định rồi, đến lúc đó chỉ có thể nhìn một chút xem ai có thể lọt vào mắt thôi." Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thở dài, "Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Năm tỷ muội nàng cũng cần đạo lữ, không thể cứ kéo dài mãi được. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt tỷ, Ngũ muội đã biến mất một thời gian rồi, không sao chứ?" Đồ Sơn Tiêu Tiêu dò hỏi. "Tiểu Ngũ a, à, chẳng qua là muội ấy kháng cự lại việc chọn rể mà thôi, sau này đi tìm muội ấy về là được." Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt tùy ý nói, Tiểu Ngũ là người nhỏ tuổi nhất trong năm tỷ muội, cũng là người ngang ngược tinh quái nhất. Nàng ấy chỉ thờ phụng tình yêu trí thượng, và vẫn luôn kháng cự chuyện chọn rể, mỗi ngày đều muốn đi tìm chân mệnh thiên tử của mình. Không chỉ có bộ yêu đế tộc và đồ sơn đế tộc, một vài đế tộc bất hủ khác ở dị vực sau khi nhìn thấy dị tượng này cũng đang cảm thán, có yêu nghiệt sắp xuất thế rồi. Thậm chí có một vài đế tộc còn phái ra nhân mã muốn tìm được yêu nghiệt gây ra dị tượng này rồi chiêu mộ đến tộc mình. Đế tộc bất hủ là chủng tộc mà sinh linh bình thường ở dị vực chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng chỉ cần có thiên phú yêu nghiệt, lập tức có thể được đế tộc lựa chọn bồi dưỡng. Quân tiêu giao không biết rằng mình lại gây lê chấn động ở dị vực như vậy. Nếu để cho tất cả sinh linh dị vực biết được, người gây nên dị tượng là một tu sĩ tiên vực. Sợ rằng sẽ khiến cho tất cả mọi người không dám tin. Ẩm Ẩm. Trong sơn cốc hắc ám, hỗn độn khí dường như biến thành thực chất, tràn ngập khắp nơi sau một tiếng nổ khai thiên tích địa vang lên chiếc kén hỗn độn kia đột nhiên vỡ ra một thân ảnh cáo trắng cao lớn giống như thần chỉ hỗn độn sống lại xé nát hư vô bát phương cuốn động cửu thiên phong vân phá kén chui ra ẩm thiên địa rung động hoàn vũ cộng minh vô số đường vân đại đạo khắc dấu vào trong hư không các loại pháp tắc hỗn độn nổi lên mảnh sơn cốc này giống như là trở về với hỗn độn nguyên thủy nhất cả tòa thiên mộ tất cả tinh khí thiên địa đều cuốn ngược nhập vào trong đó tại trung tâm chiếc kén hỗn độn bị vỡ ra quân tiêu dao đứng thẳng giữa trung tâm áo trắng như tuyết phá kén chui ra ánh sáng hỗn độn bao phủ quanh thân cả người bước đi khoan thai giống như là bước ra từ nguyên điểm vũ trụ khai thiên tích địa quy tắc hỗn độn xung quanh như giống như giải lụa quấn quanh vô số phù văn đang chảy quanh thân hán như một giải ngân hà mỗi một bước chân khiến không gian dưới chân dường như sụp đổ trong im lặng giống như là không gian này không thể chịu đựng nổi sức mạnh thế chất hỗn độn kinh khủng đó. Cảnh tượng như vậy, kinh khủng tới cực điểm. Nếu như có cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ vô cùng hãi nhiên. Khí tức hiện tại của quân tiêu giao, tuy là chuẩn trí tôn cảnh, nhưng khí thế của nó lại cực kỳ kinh người, so với chuẩn trí tôn bình thường, không biết cao hơn bao nhiêu. Dường như là vượt ra khỏi cấp độ sinh mệnh của những sinh linh bình thường. Trời sinh cao cao tại thượng, vạn pháp tùy tâm, vạn đạo tùy hành, quan sát chư thế thăng trầm cảm giác có vẻ như cũng không tệ lắm. Quân tiêu giao dơ bàn tay lên, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, xương cốt tiêm tú. Thân hình cân xứng, giống như là ẩn chứa đại đạo hỗn độn thiên địa hài hòa. Mặc dù nhìn qua không phải lưng hùm vai gấu, cũng không có cơ bắp bạo tạc. Nhưng quân tiêu giao có cảm giác, một quyền của mình đánh xuống, giống như là có thể đánh nổ một hành tinh cổ. So với nhục thân thể, chất và sức mạnh, thật ra hỗn độn thể không thua kém thái cổ thánh thể bao nhiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, quân tiêu giao cũng không được tính là hỗn độn thể. Nhưng thể chất của hắn và thanh đế giống nhau, có thuộc tính thiên phú gần giống với hỗn độn thể. So sánh với hậu thiên hỗn độn thể không trọn vẹn của kim ô thập thái tử kia, thậm chí đó còn không được xem như là cạn bã. Đó hoàn toàn là rác rưởi. Hiện tại một quyền của quân tiêu giao, có thể tùy ý đánh nổ hậu thiên hỗn độn thể của kim ô thập thái tử. Không biết hỗn độn thể thực thụ ở trước mặt ta, có bản lĩnh như thế nào. Khóe miệng quân tiêu giao lộ ra vẻ nghiền ngẫm hắn được biết, tiên vực có một vị là hạt giống của hỗn độn thể, nhưng vẫn còn ẩn mình, chưa từng xuất thế. Hơn nữa quân tiêu giao suy đoán, tại nguyên thủy đế thành, kẻ sai khiến đám người sử thái cơ, cướp đoạt tinh thánh hộ ngọc thiền quyên. Rất có thể chính là do hỗn độn thể đứng sau lưng. Bởi vì thái âm thánh thể rất có lợi cho hỗn độn thể. Đương nhiên, hiện tại quân tiêu giao thân ở dị vực, nên tạm thời không cần nghĩ xa như vậy. Đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể, còn cần thuế biến một thời gian nữa. Quân Tiêu Dao nhìn một cái kén khác vẫn đang được bao phủ hoàn toàn trong ánh sáng vô tận. Mặc dù thái cổ thánh thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì dung nhập bản nguyên đạo, cho nên cần trải qua một thời gian thuế biến mới có thể biến thành đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể. Về phần cần thời gian bao lâu, Quân Tiêu Dao cũng không rõ. Hắn tiện tay thực hiện phong ấn, dùng cấm tiên đệ tứ phong, phong ấn toàn bộ sơn cốc hắc ám. Dù sao nơi này là thiên mộ vạn cổ cấm địa, cũng không có dấu vết người ở, không sợ có người phát hiện ra nơi này đến lúc xuất thế rồi, cũng là để kiểm tra sức mạnh của hỗn độn thể chất, nhưng trước đó, còn cần phải tiến vào chỗ sâu trong thiên mộ. Quân tiêu giao không hề quên rằng, hắn còn có cơ hội đăng nhập vào chỗ sâu trong thiên mộ. Sơn cốc hắc ám nơi hắn ở, nằm ở giữa thiên mộ. Quân tiêu giao cất bước hư không, đi về phía chỗ sâu trong thiên mộ. Một đường thẳng tiến, có không ít sát trận không trọn vẹn, khe hở hư không, vũng bùn quỷ dị vân vân. Mà quân tiêu giao, vẫn luôn phớt lờ những điều đó. Trong từng bước đi, như hỗn độn thần vương, hỗn độn khí nghiền ép mọi thứ xung quanh, trực tiếp một đường quét ngang đi vào. Bất quá, càng xâm nhập vào chỗ sâu thiên mộ, quân tiêu giao càng có thể cảm giác được, trong không khí lơ lửng từng tia từng sợi tạo thành từng giải vật chất hắc ám. Cuối cùng, quân tiêu giao đi tới chỗ sâu thiên mộ. Vật chất hắc ám ở nơi đây, vô cùng nồng đậm, biến thành hắc vụ cuồn cuộn. Có thể nói, cho dù là cường giả dị vực, đều khó mà tiếp nhận sự truy quét của loại vật chất hắc ám này họ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng và đánh mất bản thân. Đây cũng là lý do tại sao, chỗ sâu trong thiên mộ, là cấm địa tuyệt đối, không người nào dám tiến vào. Nhưng quân tiêu giao khác biệt. Vũ trụ bên trong hắn, có một giọt máu tươi đen nhánh thâm thúy. Chính là phần thưởng của hệ thống, thượng thương hắc huyết. Lúc cần thiết quân tiêu giao, có thể dung nhập thượng thương hắc huyết này vào trong cơ thể, tiến vào trạng thái hắc ám. Nhưng khi không cần thiết thì thượng thương hắc huyết này, cứ nhẹ nhàng trôi nổi ở vũ trụ bên trong. Chính là bởi vì có sự tồn tại của thượng thương hắc huyết này, Quân Tiêu Dao mới có thể miễn dịch với hắc vụ ở chỗ sâu trong thiên mộ. Có giọt thượng thương hắc huyết, nói không chừng rất nhiều nơi quỷ dị cấm địa của dị vực, ta đều có thể tiến vào thăm dò, Quân Tiêu Dao nghĩ. Hiện tại trong mắt hắn dị vực chính là một đại bảo tàng đang chờ đợi hắn khai quật. Thiên mộ chỗ sâu, một mảnh ảm đạm. Trong hai con ngươi Quân Tiêu Dao, có hỗn độn quang mang hiện lên. Nhìn quanh một vòng, nơi đây có rất nhiều di hài xương cốt không biết tên còn có quan tài hư thối vân vân. Trong đó đa phần đều là thi hài của kỷ nguyên trước thậm chí còn xa xưa hơn nữa. Thời gian mà bọn họ viên lạc đã lâu rồi, nhưng di hài lưu lại, vẫn tản mắt ra một cỗ uy áp khiến cho người khác kinh hãi. Đương nhiên, quân tiêu giao lại miễn dịch với uy thế như vậy. Hắn điềm nhiên xâm nhập vào trong đó như không có chuyện gì. Đây là ánh mắt quân tiêu giao thâm thúy. Hắn phát hiện, nơi đây ở phía dưới rất nhiều quan tài, đều có một pháp trận dẫn dắt, dẫn dắt hướng về khu hạch tâm phía. Nhìn trận văn này, hẳn là trận văn dẫn dắt sức mạnh cổ lão. Mà nơi đây có nhiều quan tài của cường giả viên lạc như vậy, những năng lượng này, đều hội tụ tại một chỗ. Trong mắt quân tiêu giao trượt lóe sáng. Tầm nhìn của hắn rất cao, vừa nhìn là có thể lập tức nhận ra. Phía trước là một nơi bồn địa. Nhưng trong đó, lại xuất hiện một ngôi mộ. Phía trên còn có một tấm bia mộ thẳng đứng, nhưng phía trên lại không có bất kỳ ghi chép gì. Ngay khi quân tiêu giao đặt chân đến gần bồn địa. ầm ầm nơi đây bỗng nhiên sinh ra dị động. Trên mặt đất, trận pháp bắt đầu sáng lên. chung quanh vật chất hắc ám nồng đậm, cuồn, cuộn hội tụ về phía ngôi mộ kia. Ngay tức khắc, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, dường như có tuyệt thế đại hung sắp xuất thế vậy. Toàn bộ bồn địa, bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp lớn. Đồ văn nối liền với nhau, giống như là sáu viên hắc tinh mang dính liền với nhau. Hắc ám lục mang tinh đồ đằng. Đó là... Nhìn thấy lục mang tinh đồ đằng, quân tiêu giao nhíu mày, trong lúc mơ hồ dường như hắn cảm thấy mình lại gặp được một bí mật cổ xưa nào đó ầm um, lục mang tinh đồ đằng ở phía trên mặt đất kia bộc phát ra thần mang hắc ám chói mắt nổ bắn về phía bầu trời ầm um, ầm um, thiên khung run rẩy cảnh tượng còn kinh người hơn dị tượng trước đó lan ra toàn bộ dị vực vô số sinh linh ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy lục mang tinh ấn ký in trên phía trên thiên khung dị vực bên trong một vài vương tộc chuẩn đế tộc truyền đến vô số tiếng kinh hô của cường giả đó là lục mang tinh chẳng lẽ sắp xảy ra tận thế trong thần thoại sao vô số cường giả ánh mắt đều lộ vẻ chấn động chỉ có một vài người trẻ tuổi có bối phận nhỏ ở dị vực là có chút không hiểu tiền bối lục mang tinh kia đại biểu cho cái gì trong một vương tộc nào đó một người trẻ tuổi ngước đầu nhìn lên thương khung sau đó thỉnh giáo lão nhân trong tộc lão nhân mang theo ngữ khí run rẩy cùng kích động mở miệng nói hắc ám lục mang tinh đại biểu cho tận thế trong thần thoại Lục Vương Diệt Thế mang tận thế đến cho tiên vực, sắp thức tỉnh rồi. Tại dị vực có lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa. Khi kỷ nguyên phá diệt, chư thiên dung chuyển, hai giới đại chiến. Sẽ có lục đại hắc ám tự liệt ấn ký sinh ra theo thời thế. Lục đại hắc ám tự liệt ấn ký này sẽ rơi vào sáu vị yêu nghiệt tuyệt thế. Khiến họ trở thành lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế. Sau này bọn họ sẽ có cơ hội tiếp nhận truyền thừa thần bí, trở thành những vị vương bất hủ thực sự. Sau đó sáu vị vương bất hủ diệt thế, triệt để đánh vỡ tiên vực, kết thúc đại chiến hai giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa mà dị vực lưu truyền lại, khó phân biệt thật giả. Đến nay vẫn chưa thực sự thực hiện. Nhưng hiện tại, nhìn Lục Mang tinh ấn ký hắc ám phía trên thiên khung kia, toàn bộ dị vực giống như là trải qua trận động đất cấp 18 vậy. Có cường giả vương tộc đứng đầu phát ra tiếng quát nói, "Tìm, nhanh đi tìm cho ta, nhất định phải tìm được Thiên Kiêu nghịch thiên có ấn ký tự liệt hắc ám về đây, cho ta" một tự liệt hắc ám sở hữu ấn ký, nếu không viên lạc, trong tương lai khi ván đã đóng thuyền thì chắc chắn sẽ trở thành một vị vương bất hủ. Ở mức độ nào đó, thì tương đương với có được vương nghiện thiên đạo. Vương tộc đỉnh cấp, chỉ thiếu một bất hủ chi vương, là có thể được thăng lên thành chuẩn đế tộc thực thụ. Nếu có thể tìm được một trong lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế, rồi bồi dưỡng tỉ mỉ. Vậy thì đồng nghĩa với việc có được một vị vương bất hủ trong tương lai. Nhất định phải tìm cho ta người sở hữu ấn ký tự liệt hắc ám đó một vài vương tộc hàng đầu đều được huy động không chỉ như thế thậm chí chuẩn đế tộc và đế tộc bất hủ thực thụ cũng không kiềm chế nổi bắt đầu phái người đi tìm thiên kiêu cấp nghịch thiên này nếu như có thể chiêu mộ được một vị ít nhất tộc vận cũng có thể kéo dài mấy kỷ nguyên thiên kiêu yêu nghiệt dù ở đâu cũng đều quý hiếm sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tranh đoạt nhất định phải tìm được vị thiên kiêu nghịch thiên đó ta muốn gả nữ nhi cho hắn thậm chí có cường giả chuẩn đế tộc còn truyền ra âm thanh gào thét như vậy Ta có 10 nữ nhi, chỉ cần vị kia yêu nghiệt đủ mạnh, ta đều gả cho hắn thì thế nào? Tiên nguyên, bất tử dược, chuẩn đế binh, chỉ cần chúng ta có, toàn bộ đều có thể cho hắn, chỉ cần có thể chiêu mộ được vị yêu nghiệt kia. Thế lực khắp nơi đều có cường giả truyền ra tuyên bố hống hách như vậy. Từ đó có thể thấy được, Lục Vương diệt thế trong thần thoại tận thế xuất thế, khiến cho dị vực chấn động cỡ nào. Nhưng mà kẻ khơi mào quân tiêu giao, lại có chút ngây người, không rõ chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết về thần thoại tận thế, lục vương diệt thế, hay tự liệt hắc ám. Hắn chỉ cảm thấy, bên trong ngôi mộ này, hẳn là nơi chôn cất của một vị thiên kiêu cấp trùng tử của tiên vực. Tất nhiều di hài nơi đây, khi còn sống đều là những người cực mạnh. Hài cốt mà bọn họ lưu lại, cũng có được sức mạnh vô cùng hùng hồn và tinh hoa sinh mệnh. Mà sức mạnh của nhiều di hài cường giả, đều dựa vào trận pháp đặc thù, hội tụ quanh ngôi mộ kia. Bởi vậy có thể thấy được, nhân vật được chôn bên trong ngôi mộ kia, nhất định không đơn giản ngay khi quân tiêu giao còn đang phỏng đoán thân phận của nhân vật ở bên trong ngôi mộ lục mang tinh hắc ám kia phía trên ngôi mộ bỗng nhiên nhô ra một bàn tay tái nhợt đồng thời ma khí bay ngập trời một nam tử trẻ tuổi tráng kiện đầy ma lực từ trong ngôi mộ bò ra bên trên mái tóc rối tung của hắn ta dính đầy bùn đất quần áo trên người vô cùng cũ nát đúng hơn là đã biến thành những miếng vải rách dán lên trên thân thể trong mắt của hắn ta đầu tiên là có vẻ mờ mịt sau đó, bỗng dưng bị ánh sáng ma tính bao phủ. Tiếng cười khàn khàn, chuyển ra từ trong miệng. Thần chết rồi, ma diệt rồi, còn ta lại sống lại. Ta có thể cảm giác được, kỳ nguyên này, mới thật sự là đại tranh chi thế. Ta nắm giữ thiên mệnh, giáng lâm tại thời đại xưng vương thuộc về ta. Nam tử trẻ tuổi ma tính, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen tung bay. Tiếng cười như kinh lôi, rung động bát phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vào thời khắc này, Bỗng nhiên, nam tử trẻ tuổi nhận ra, một bàn chân xuất hiện ở trước mắt mình, sau đó hung hăng đập vào mặt mình. Ầm. Um, nam tử mới bò ra từ ngôi mộ cổ, bị một cước đạp lăn. Bàn chân đó là của Quân Tiêu Giao. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là nhân vật cấp trùng tử của dị vực, thể chất hỗn độn của ta cũng vừa vặn còn thiếu một đối thủ. Ngữ khí Quân Tiêu Giao vô cùng đạm mạc. Hắn đang lo không tìm thấy đối thủ để đo thực lực thực sự của mình. Vừa vặn lại xuất hiện một nhân vật cấp trùng tử của dị vực nhưng sự thật là quân tiêu giao hiểu lầm rồi nam tử trẻ tuổi trước mặt này không chỉ đơn giản là nhân vật cấp trùng tử trên cổ tay của hắn ta còn có ân ký lục mang tinh hắc ám đại biểu hắn ta là một trong lục vương diệt thế trong tự liệt hắc ám thần thoại tận thế thân phận này còn cao quý hơn thiên kiêu cấp trùng tử đáng chết là ai nam tử trẻ tuổi phát điên đang gầm thét khoái miệng của hắn ta đổ máu bị gãy mấy cái răng liền trên mặt còn xuất hiện một dấu chân loại khuất nhục này khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ tức giận như ngũ tạng bị thiêu đốt hắn ta chính là tự liệt hắc ám ngủ say có tư cách trở thành tồn tại bất hủ tri vương kết quả vừa xuất thế lại lập tức có người hung hăng đạp vào mặt hắn ta một cước việc này ai mà chịu nổi hắn ta không cần thể diện sao nam tử trẻ tuổi lập tức khóa nam tử áo trắng thân hình phiêu giật đang đứng trong hư không kia quanh thân bao phủ ánh sáng hỗn độn và quy tắc hỗn độn khiến cho sắc mặt nam tử trẻ tuổi vô cùng sững sờ đây là hỗn độn thể nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc gần đây chẳng lẽ hỗn độn thể đã lan khắp đường cái rồi sao tại sao vừa mới thức tỉnh lại đụng ngay phải một vị hỗn độn thể thế này huynh đài chắc ngươi cũng đã biết ta là ai dù là ngươi là hỗn độn thể nam tử trẻ tuổi mở miệng hắn biết rằng nếu là hỗn độn thể thực thụ thì phải có xuất thân cực lớn nói không chừng là truyền nhân của đế tộc bất hủ nhưng mà còn chưa đợi hắn ta nói hết lời quân tiêu dao đã nhanh chóng cuộn năm ngón tay lại đấm ra một quyền ẩm trong hư không hỗn độn khí nổ tung giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung nam tử trẻ tuổi lại lần nữa bị đánh bay hắn ta hoàn toàn mộng mị rồi tại sao vừa mới thức tỉnh một vị hỗn độn thể lại muốn đánh hắn ta sống chết thế này vì ngươi là sinh linh trong thế giới của ta nên ta sẽ bỏ qua cho sai lầm này của ngươi trong mắt nam tử trẻ tuổi bắn ra tia lạnh buốt dị vực thật khó mới xuất hiện một hỗn độn thể như này hắn ta cũng không muốn trực tiếp xóa bỏ một khối đá mài đao mà cũng nói nhảm nhiều như vậy ánh mắt quân tiêu giao lộ ra vẻ không kiên nhẫn muốn chết nam tử trẻ tuổi quát chói tai toàn thân bắn ra ma khí hắn ta cũng không tiếp tục nhượng bộ nữa hắn ta giơ tay lên từ trong ngôi mộ một cây ma thương đen nhánh bắn ra nam tử trẻ tuổi cầm ma thương đen nhánh trong tay một thương đâm xuyên về phía quân tiêu chôn vùi hư không xung quanh như này mới đúng quân tiêu giao cửa nhạt một tiếng đưa tay lên một ánh sáng trói lọi nổi lên đó là tam xích kiếm thai hơi thô giáp giống như là không được đánh bóng thành hình vỏ kiếm không hề mở ra nhưng lại có một nguồn sức mạnh kiếm khí cực kỳ sắc bén đang nuốt chửng và cắt đứt hư không phía trên kiếm thai còn có các loại phi tiên đường vân nhìn qua vô cùng thần bí huyền ảo đây chính là chuẩn đế binh mà quân tiêu giao đạt được sau khi đăng nhập đại la kiếm thai mặc dù cấp bậc giống với đại hoang kích trước kia nhưng sức mạnh công sát và tiềm lực trưởng thành hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với đại hoang kích. Giờ phút này, quân tiêu giao đang điều khiển tiêm kiếm kiếm thai, như một vị kiếm tiên tuyệt thế áo trắng tung bay. Chảm thiên quyết, quân tiêu giao điều khiển kiếm thai, chém xuống một kiếm. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm lạnh lẽo người cửu châu. Vạn trượng kiếm quang, lấp lánh bên trong hư không, cắt đứt càn khôn, vỡ vụn mênh mông. Quân tiêu giao, dùng đại la kiếm thai, thôi động chảm thiên quyết một trong ngũ đại thần quyết đồng thời còn ra trì sức mạnh hỗn độn trên đó vạn trượng hoàng kim kiếm mang quấn quanh hỗn độn khí chém vào đầu nam tử trẻ tuổi ba động kinh khủng như vậy dù là nam tử trẻ tuổi cũng phải biến sắc hắn ta tuy là tự liệt hắc ám một trong lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế nhưng bản thân cũng không hề hoàn toàn trưởng thành còn cần trải qua các loại cơ duyên bồi dưỡng mới có thể triệt để thành hình vì thế hiện tại chính là lúc mà nam tử trẻ tuổi có tu vi yếu ớt nhất nhưng hắn ta hết lần này tới lần khác đụng phải quân tiêu giao, tên yêu nghiệt quái thai này, có thể nói là rất thảm. Thiên Ma đã ngục. Nam tử trẻ tuổi hét dài một tiếng, ma thương đen nhánh trong tay xuyên thủng hư không. Giống như là có một diêm la địa ngục hiển hiện trong đó, quỷ khóc sói gào, thiên địa bi thương, vô số ma ảnh nổi lên, tràn ngập giữa thiên địa. Không thể không nói, thực lực của vị nam tử trẻ tuổi này cũng cực mạnh, tuyệt đối là nhân vật cấp trùng tử, thậm chí là cấp trùng tử cũng chưa mạnh bằng hắn ta thập đại thiên vương thế hệ trẻ tuổi của dị vực ở trước mặt vị nam tử này cũng chỉ là cạn bã nhưng đáng tiếc người mà hắn ta gặp phải lại là quân tiêu giao ầm um. một tiếng nổ kinh thiên động địa vang các loại thủy triều hỗn độn quét sạch quy tắc trật tự vỡ vụn hư không run run như mặt giấy sau đó vỡ vụn phốc phốc nam tử trẻ tuổi lại lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu tươi hắn ta vừa mới chui ra từ trong ngôi mộ nên vẫn chưa điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân hiện tại đúng là đã rơi vào thế hạ phong rồi. Ngươi muốn chết à? Nam tử trẻ tuổi há miệng thét dài, trong mắt phun trào ma tính. Hắn ta là ai chứ? Là tự liệt hắc ám ngủ say rất nhiều kỷ nguyên. Là lục vương diệt thế nắm giữ thiên mệnh của dị vực trong thần thoại tận thế. Sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Ngục hải vạn kiếp, diêm vương pháp tương. Nam tử trẻ tuổi tóc đen bay phấp phới, trên mỗi sợi tóc đều giống như có ngọn lửa minh giới đang thiêu đốt ở phía sau hắn ta một ma ảnh khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất đó là ma thần diêm vương chúa tể của địa ngục dị tượng này vừa xuất hiện đại địa chung quanh trực tiếp bị áp sập chìm xuống ba trượng các loại hải cốt di tích quan tài đều bị phá thành mảnh nhỏ dị tượng này vô cùng mạnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha